thời gian chờ đợi một tiếng đang lại đặc biệt dài dằng dặc. Lúc Khương Phàm đang mang theo thất lạc chờ đợi kết quả, Đông Hoàng Như Yên lại không có kết thúc, tiếp tục dò xét. À, tinh thần của Khương Phàm hơi phấn chấn, chẳng lẽ không phải thông linh quả rồi tam khiếu? Sẽ là mấy khiếu đây? Khương Phàm đã không hy vọng xa vời cái gọi là bát khiếu. Nếu như có thể có ngũ khiếu đã liền thỏa mãn, chờ mang về xí thiên giới giao cho Dạ An Nhiên từ từ điều dưỡng, nơi đó có tài nguyên phong phú, lại tương đương với cơ hội khai thiên tích địa, nói không chừng còn có thể kích phát đến lục khiếu. Sau đó chờ Dạ An Nhiên đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, dung hợp cùng thế giới thụ, hấp thu tài nguyên nơi đó, nói không chừng lại có thể thay đổi nàng thế giới ngũ hành, dẫn phát linh vật bên trong một vòng dị biến mới. Lại sau đó, chờ Khương Phàm thành thần, thậm chí sau khi xưng đế, tập kết càng nhiều tài nguyên, từ từ bồi dưỡng. Tóm lại, bất luận như thế nào hắn cũng đều muốn bồi dưỡng được bát khiếu thông linh quả, cho Đan Hoàng một trận trùng sinh. Đan Hoàng là vào trên linh hồn Khương Phàm, có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc này Khương Phàm rất khẩn trương và gấp gáp, không khỏi có chút cảm động. Nhưng, hắn đột nhiên không ôm hy vọng. Bởi vì sứ mệnh đời này của Khương Phàm không còn là trùng kiến thần triều, mà là nghênh đón kịch biến thế giới, về thời gian nếu không sai biệt lắm thì khoảng trăm năm liền kết thúc. Đến lúc đó, nếu như Khương Phàm chết rồi, hắn cũng liền tiêu vong. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn bồi dưỡng được bát khiếu thông linh quả là không thực tế. Đan Hoàng đắng chát, ông trời là đang đùa với hắn sao, vốn là chuyện không có hy vọng, tại sao lại đột nhiên cho hắn hy vọng. Nhưng, Đông Hoàng Như Yên dò xét kéo dài sau 2 giờ, lại còn đang tiếp tục. Thời gian lặng yên trôi qua 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, trong lúc đó thậm chí còn có mạo hiểm giả tới gần nơi này, bị long cốt cự ngạc cưỡng ép xua tan. Trọn vẹn sau 6 tiếng, Đông Hoàng Như Yên nhẹ nhàng giãn ra khẩu khí, tự lẩm bẩm. Thứ này rốt cuộc bao hết mấy tầng, có đến mấy vạn tầng đi. Khương Phàm nghe được thanh âm của nàng, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt, khẩn trương lại e ngại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Như Yên, mấy khiếu? Đông Hoàng Như Yên nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận. Một cái lỗ, hai cái lỗ, ba cái lỗ, bốn cái, năm cái. Năm cái rồi. Còn nữa sao? Khương Phàm gắt gao nắm chặt tay, tinh thần căng cứng cao độ, cơ thể đều run lên. Đông Hoàng Như Ảnh lại lần nữa nhìn về phía Khương Phàm, cần thiết hay không? Thứ này chẳng lẽ còn có tác dụng kỳ diệu khác? Sáu cái lỗ, bảy cái lỗ. Đông Hoàng Như Yên nhẹ giọng tự nói, tiếp tục đếm lấy. Bảy cái rồi, bảy cái rồi. Ít hầu của Khương Phàm cũng bắt đầu nhấp nhô, phát ra tiếng gào trầm thấp, trừng trừng hai mắt, bò đầy tơ máu. Đan Hoàng đều hoảng hốt, thất khiếu rồi. Đã là thất khiếu rồi, thật chẳng lẽ giống như Khương Phàm nói, linh hầu đã tận lực giữ lại một cái kén cây, đặt ở chỗ đó tự do sinh trưởng. Nếu thật sự là như thế này, kén cây này đã sinh trưởng đã bao nhiêu năm? Tám cái, chín cái. Đông Hoàng Như Yên cẩn thận đếm xong. Chín cái. Khương Phàm cơ hồ là giống lên. Dọa ta một hồi, là chín cái, không có cái thứ 10. Không tin, ta lại đếm xem. Đếm xem. Nhanh đếm xem. Khương Phàm bất chợt run run. Chín cái. Chín cái. Chín cái sao? Linh hồn Đan Hoàng cơ hồ đã ngừng ba động lại, trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện cửu khiếu thông linh quả thật sự. Không, vượt qua thất khiếu, đã không thể gọi là thông linh quả, mà là tạo hóa quả. Cửu khiếu tạo hóa quả. Đây là đang nằm mơ sao? Kỳ tích như thế này, vậy mà lại thật sự để cho hắn đụng phải. Lúc đám linh hầu rời khỏi, vì sao không có mang đi? Là không được đụng sao, chẳng lẽ không sợ bị kẻ khác xông vào hái đi? Lại đếm xem, rốt cuộc là 8 cái, hay là 9 cái? Khương Phàm mong đợi nhìn Đông Hoàng Như Yên, miễn cho tính sai. Một cái, hai cái, ba cái. Đông Hoàng Như Yên định thần dò xét, cẩn thận đếm lại. 9 cái, không sai, chính là 9 cái. Tâm tình Khương Phàm gắt gao bị đè nén lại bộc phát trong nháy mắt, hắn gào thét như dã thú, kích động nhào về phía Đông Hoàng Như Yên, trong tiếng kinh hô của nàng vung chuyển lên một vòng, cười to giống như điên. A, ngươi làm đau ta. Đông Hoàng Như Yên suýt chút nữa bị Khương Phàm tươi sống ghìm chết, vừa muốn ngưng tụ năng lượng không gian thoát thân, Khương Phàm lại kích động đến mất khống chế, trực tiếp hôn lên. Cô quá tuyệt vời,
tạ ơn, ha ha, tạ ơn. Khương Phàm trực tiếp hôn khuôn mặt kiều nộn của Như Yên ba cái, lại điên vung lên tới. Đông Hoàng Như Yên ngây ngẩn cả người, mặc cho Khương Phàm vung tới đổi lui. Đông Hoàng Như Ảnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hai người kích tình ôm nhau. Cho đến khi, Đông Hoàng Như Yên hét lên một tiếng, toàn thân lấp lóe lưu quang, giống như là một con tiểu xà trơn nhẵn thoát thân từ trong cánh tay gắt gao quấn chặt của Khương Phàm, lẻn đến tỉ tỉ sau lưng, xấu hổ giận giữ bụng mặt. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi lưu manh, ta có lòng giúp ngươi, vậy mà ngươi... Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã xuống đất, nhưng kích tình khó đè nén, phấn chấn đến mất lý trí, vẫn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cửu khiếu thông linh quả. Ha ha, cửu khiếu thông linh quả. Nếu bát khiếu có thể có hy vọng ký thác linh hồn, tái tạo huyết nhục thần hồn, cửu khiếu khẳng định càng có thể, nói không chừng còn có thể có được hiệu quả thần kỳ. Lấy điều kiện tài nguyên của Tổ Nguyên Sơn. Viên cửu khiếu thông linh quả này rất có thể đã dựng dục mấy vạn thậm chí là 100 ngàn năm. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt thế linh bảo tập hợp linh túy đất trời mà thành. Khương Phàm rung động, kích động, thật muốn ôm đám khỉ con kia lại hung hăng hôn mấy cái. Đại tặc nói thân tỷ tỷ suối quẩy, người ôm muội muội liền đích thân lên rồi. Người thật không lãng phí. Tặc đều nhìn thẳng bầy đầu. Các ngươi một tổ đều là nhân tài. Khương Phàm không có chú ý tới bầu không khí bên ngoài thay đổi, hắn vẫn đắm chìm trong sự cuồng hỉ, cùng Đan Hoàng thảo luận. Linh hồn chuyển sinh còn cần điều kiện ra sao? Đan Hoàng rất ít kích động, nhưng bây giờ thật khó mà tự kiềm chế. Tư liệu lịch sử ghi lại rất thưa thớt, ta nhớ được giống như có câu nói là: để đặt huyết hà cốt xuyên, lấy khí tức huyết cốt thai nghén, lấy hiệu quả hồn đan thoải mái, liền có thể ngưng tố huyết nhục thần hồn, sống lại tân sinh. Huyết hà cốt xuyên dễ làm, hồn đan thì sao? Các loại hình như thiên hồn dung huyết đan, âm dương mệnh hồn đan, ngọc tủy tẩy hồn đan, đám đan sư bên trong xí thiên giới kia liền có thể rèn đúc. Cần thời gian bao lâu? Cái này phải nhìn trình độ linh hồn còn sót lại, huyết hà cốt xuyên huyết cốt khí tức, phẩm cấp hồn đan, cùng tình huống thông linh quả, tóm lại ảnh hưởng là các mặt. Bình thường mà nói, hẳn là chuẩn bị càng tốt, thời gian thành hình hẳn là càng ngắn. Khương Phàm nhắm mắt lại, thở ra một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Còn tốt không giống như Kiều Hinh cần lên trời xuống đất. Lấy năng lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho Đan Hoàng. Sau đó liền chờ đợi kỳ tích xảy ra. Hắn ở chỗ này an ủi, nhưng thể hiện của Đông Hoàng Như Yên tại thời khắc này càng giống như là say mê. Đông Hoàng Như Yên xấu hổ phẫn hận, thực sự tức đến không nhịn nổi, đi lên quất một bàn tay vào mặt của hắn. Khương Phàm bị đánh tỉnh, nhìn Đông Hoàng Như Yên đang thở phì phò trước mặt. Ngươi làm gì? Ngươi đã làm gì? Ta đang ngồi ở đây, ta làm cái gì? Ngươi lưu manh. Thực sẽ cố tình gây sự sao, nhà đầu cô đây có thể có một nửa dịu dàng của tỷ tỷ cô, cũng không trở thành giống như bây giờ, đều không có một nam tử theo đuổi. Khương Phàm vỗ vỗ bùn đất trên thân, đang muốn đứng lên, kết quả một câu chọc giận Đông Hoàng Như Yên. Vung tay lại một cái tát. Khương Phàm nghiêm túc quát tháo. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ tâm tình ta đang tốt, không so đo cùng chi, không có nghĩa là ta có thể để cho cô khi dễ. Ngươi, tên hồn đản ngươi. Hai mắt Đông Hoàng Như Yên liền mông lung, giận dữ trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Nàng làm sao thế? Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhà đầu này đang yên đang lành nổi điên làm gì? Đây là dễ quên rồi. Chiêu này diệu thật, ta phải học một chút. Đại tặc cảm giác bội phục sâu sắc, phải nói là ra mặt dày chơi xỏ lá, hay là đoàn trưởng cao minh đây. Ta quên cái gì rồi? À, đúng đúng, còn không có nói lời cảm tạ cho Như Yên. Cảm ơn, ta thiếu cô một ân tình lớn. Khương Phàm đang muốn hành lễ cho Đông Hoàng Như Yên, lại bị Bạch Tai giữ chặt, thấp giọng nói. Ngài đã hôn nàng. Khương Phàm sững sờ. Hôn người nào? Như Yên cô nương, lúc nào, lúc ngài ôm nàng, ta còn ôm nàng, ngài còn xoay quanh nữa, lúc nào, chính là thời điểm nàng xác định là cửu khiếu, ngài đã gào lên một tiếng rồi nhào qua. Khương Phàm sửng sốt, hồ nghi nhìn Bạch Tai. Không có nói đùa. Bạch Tai sửng sốt một chút, thấp giọng nói. Thần Hoàng, ngài là giả vờ, hay là quên thật rồi? Cái biểu tình này của ngài... ta cũng không biết nên phối hợp với ngài làm sao.
Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Như Yên phân uất, còn có ánh mắt Đông Hoàng Như Ảnh hiện lạnh ở bên cạnh, âm thầm hít một ngụm khí lạnh, hỏng. Xúc động. Xin lỗi. Đông Hoàng Như Yên giận dữ quát, nàng trong trắng, ngay cả tay nam tử đều không có chạm qua, hôm nay mơ mơ hồ hồ liền bị tên hỗn đản này khinh bạc, thật sự là quá tức giận. Thật có lỗi, ta là thật, hưng phấn quá mức. Một linh quả có thể khiến ngươi hưng phấn thành như thế này. Khương Phàm, ngươi quả nhiên là tên hỗn đản ra vẻ đạo mạo. Đầu tiên là tỷ tỷ của ta, giờ lại là ta, ngươi đúng là tên ngụy quân tử. Ta thật không phải cố ý, thật sự là, linh quả này đối với ta rất quan trọng. Thông linh quả nếu như có thể dựng dục ra bát khiếu liền có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Mặc kệ chết bao lâu, mặc kệ còn thừa lại cái gì, dù chỉ là một sợi linh hồn, đều có thể mượn nhờ nó giành lấy cuộc sống mới. Về phần cửu khiếu thông linh quả, bên trong tư liệu lịch sử cũng không có xuất hiện qua, cho nên ta rất kích động. Một sợi linh hồn có thể khởi tử hồi sinh, ngươi lừa gạt ai đây? Là bên trên tư liệu lịch sử ghi lại như thế, tình huống cụ thể ta muốn thử một chút. Ngươi muốn phục sinh ai? Một người rất quan trọng. Nơi đó là lãnh địa của Thái Thản Cự Viên. Bọn người Khương Phàm một lần nữa lên đường sau hai ngày phát hiện một nơi quen thuộc, nơi đó lại cũng trống rỗng. Mặc dù Tổ Nguyên Sơn vẫn sáng ngập trời, thanh thế to lớn, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Thái Thản Cự Viên. Hoàng Kim Sư Tộc ít đi, Lục Mục Linh Hầu lại biến mất. Thái Thản Cự Viên cũng biến mất, trong thế giới mới có chút quỷ dị. Hài cốt phía sau Bạch Tai nhúc nhích, phóng xuất ra ba bộ thiên nhân chiến khu, sẵn sàng trận địa. Nơi đó có bảo bối sao? Thử đi xem một chút. Đông Hoàng Như Yên thúc giục nói, nhưng bắt đầu từ chỗ linh hầu nơi đó, nàng đã giữ vững khoảng cách hơn 5 mét với Khương Phàm, miễn cho lại bị đùa nghịch lưu manh. Đồ ở nơi đó trước đó đã bị móc rỗng. Khương Phàm lắc đầu. Từ mấy chỗ Tổ Nguyên Sơn này suy đoán, tình huống của Tổ Nguyên Sơn khác cũng hẳn là tương tự, không phải yêu chủ đi, mà chính là để lại một số nhỏ, nhưng bảo bối đều không có động. Bạch Tai cảm thấy kỳ quái càng cảnh giác, nhìn nơi này khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, nhưng khẳng định ẩn núp một loại nguy cơ nào đó. Mặc kệ nó, cá sấu lớn, đi đường vòng đến nơi khác nhìn, bây giờ thế giới mới vừa mới mở ra, tất cả cường tộc còn đang đi khắp nơi, không có phát hiện tình huống. Cũng không hoàn toàn tản ra. Chúng ta nhanh đuổi đến tất cả Tổ Nguyên Sơn đều vơ vét bảo bối trước mặt bọn họ. Đông Hoàng Như Yên bỗng nhiên có chút hưng phấn, hắc hắc, bọn hắn có một kẻ quen thuộc tình huống, hướng dẫn du lịch. Từ nơi này đến phía trước, còn có thể đi đường tắt đến hai Tổ Nguyên Sơn. Đại Tặc cẩn thận suy nghĩ, nói. Không sai, hẳn là hai nơi. Một nơi yêu chủ là Băng Xương Long Sư, là sư tộc có được huyết mạch chân long. Một nơi yêu chủ là thôn Thiên Tước, số lượng thưa thớt, nhưng thật sự rất mạnh. Từ trước tới giờ ta đều không dám trêu chọc bọn chúng, cũng không biết nơi đó có cái gì. Như Ảnh, làm phiền. Khương Phàm ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh, tất cả cường tộc đang khuếch tán, lúc nào cũng có thể phát hiện trong thế giới mới có vấn đề, đến lúc đó tất nhiên sẽ điên cuồng thăm dò các Tổ Nguyên Sơn, bọn hắn muốn tận hết khả năng càn quét chút bảo bối trước lúc đó. Đông Hoàng Như Ảnh không muốn đáp lại Khương Phàm. Nhưng nghĩ tới những bảo bối kia, vẫn liên thủ cùng Như Yên, vượt qua không gian, dựa theo Đại Tặc chỉ dẫn chạy tới Tổ Nguyên Sơn. Nhưng, để các nàng ngoài ý muốn chính là, hư không giống như tràn ngập một loại khí thức giam cầm hư vô nào đó, coi cảnh giới cùng thiên phú của các nàng, vậy mà lại giống như đi ngược dòng nước, không chỉ có rất chậm, mà vô cùng tiêu hao năng lượng. Chỉ sau trăm dặm ngắn ngủi, các nàng không thể không rời khỏi hư không, chỉnh đốn điều dưỡng. Hư không của thế giới mới bị động tay động chân. Đông Hoàng Như Ảnh cảnh giác. Trong nơi sâu nhất ở thế giới mới có ba Tổ Nguyên Sơn được Thánh Vương yêu thú khống chế, bảo vệ giới Nguyên Sơn. Trong ba Thánh Vương yêu chủ liền có một dị thú không gian, hư không lân trùng. Nơi này có hư không lân trùng, lại còn là cảnh giới Thánh Vương. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, đây cơ hồ là vương trong yêu tộc không gian, thần giáo các nàng từng truy tìm trong hư không mênh mông vượt qua ngàn năm. Nhưng chưa từng có phát hiện qua một con nào, đã dần cho là sớm tuyệt tích. Không nghĩ tới vậy mà lại sinh tồn ở nơi này. Ta suy đoán là cảnh giới Thánh Vương, hư không lân trùng, viễn cổ thương loan, đào một hung thú, bọn chúng đều là yêu chủ thủ vệ giới Nguyên Sơn, thực lực khẳng định rất mạnh. Hư không khác thường, thế giới mới khẳng định đang mưu đồ cái gì đó. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở.
không cần khẩn trương, mặc kệ giới Nguyên Sơn có tính toán gì, đều hẳn là đang đợi càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo tràn vào đến, thời gian hẳn tầm 5-3 tháng, còn có thể càng lâu hơn. Khương Phàm liền biết nơi này khẳng định có một loại âm mưu nào đó, Lục Mục Linh Hầu không hiểu sao đã biến mất, cố ý để lại bảo bối, Hoàng Kim sư tộc rút lui yêu chủ, cũng là để lại bảo bối, những chuyện này cũng đều cố ý kích thích cường tộc xông vào ở lại nơi này. Đại tặc hất cái móng vuốt to lớn ra, tiếp tục phóng tới phía trước, chờ sau khi tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh điều trị tới, tiếp tục mở ra hư không, vượt qua trăm dặm. Dưới sự phối hợp của bọn hắn, trước khi tất cả các cường tộc đuổi tới, bọn hắn đã chạy tới Tổ Nguyên Sơn mà Băng Xương Long Sư khống chế. Băng Xương Long Sư còn thủ tại chỗ này, nhưng số lượng rõ ràng chỉ còn 1/3. Bọn người Khương Phàm liên thủ, tùy tiện xua tán đi đàn sư tử táo bạo, rời u đầm bọn chúng đời đời chấn thủ vạn năm đi, bên trong lắng đọng số lượng lớn tinh phách cực hàn. Bất luận là số lượng hay là độ tinh khiết của tinh phách, đều cao hơn loại lấy được từ đường tư đồ hay thiên tài cổ hoa trước đó kia. Loại tinh phách này đối với yêu thú thuộc tính băng hàn và nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế chân bảo, có thể cải thiện hồn phách, tái tạo khí hải, còn có thể tăng cường uy lực võ pháp. 2 ngày sau, bọn hắn đi đến Tổ Nguyên Sơn mà Thôn Thiên Tước khống chế. Thôn Thiên Tước đã biến mất, để lại bí bảo bọn chúng bảo vệ đời đời, Thôn Thiên Yêu Hoa. Những sợi dây leo tráng kiện quấn quanh Tổ Nguyên Sơn nguy nga, mỗi sợi dây leo đều cực lớn như một căn phòng, lá cây càng là to như núi đá, yêu hoa rễ cây đâm thật sâu vào Tổ Nguyên Sơn với phạm vi trong vài trăm dặm, hấp thu linh khí đại địa, cung cấp chất dinh dưỡng sung túc cho thân thể to lớn. Xa xa nhìn lại, Tổ Nguyên Sơn nguy nga tựa như trà cây trèo chống đóa hoa nho nhỏ trong hoa viên, lộ ra vô cùng non nớt. Ở trên dây leo quấn quanh Tổ Nguyên Sơn, từ dưới lên trên chỉ có 5 đóa yêu hoa, tinh hồng yêu diễm, cực lớn lại dữ tợn, không ngừng liên tục thôn nạp linh lực giữa trời đất. Chỗ quý giá của Thôn Thiên Yêu Hoa ở chỗ nhụy hoa, nơi đó giống như luyện lô, luyện hóa và hấp thu tất cả năng lượng, lắng đọng linh tuyển quý giá. Dựa theo Đan Hoàng giới thiệu, bên trong những linh tuyển kia có thể kết xuất hỗn độn tinh hoa, chính là loại năng lượng này, mới có thể cung cấp cho 2 cánh Thôn Thiên Tước loại liệt thiên cự thú kia năng lượng sung túc. Khương Phàm không cần hỗn độn tinh hoa, nhưng gặp được bảo bối như vậy cũng không khách khí, cùng đám người liên thủ, đều rút rễ giả cắm rễ mấy trăm dặm lên đến, các loại yêu hoa quấn quanh dây leo trên Tổ Nguyên Sơn, toàn bộ đều nhét vào trong tầng hư vô đầu tiên của Thông Thiên Tháp. Thứ này trên quy mô cực kỳ giống địa ma thụ trước đó. Cũng là có tiềm lực vô hạn. Mang về từ từ bồi dưỡng, nhìn xem có thể tái tạo kỳ tích gì hay không. Đại tặc, nhanh lên, tìm tới tàng bảo của ngươi đi. Sau đó là đi tới Tổ Nguyên Sơn kế tiếp. Khương Phàm đang mong đợi càng nhiều bảo bối, không hy vọng xa vời có thể bắt lấy toàn bộ, chí ít còn phải lại làm 3-5 cái. Chỗ ngươi có bảo bối gì? Tặc điều rất phiền muộn, vòng vo lâu như vậy vậy mà không có đụng phải thứ thích hợp với nó. Hắc hắc, bảo bối tốt, là bảo bối tốt mà ngươi tưởng tượng không đến. Yêu thú khác cũng không biết. Khẳng định không biết, nếu không đã sớm lấy đi. Làm sao ngươi phát hiện? Cũng không nhìn một chút xem lão tử làm cái gì. Ngươi sao, cùng đại vương đào hang. Ngươi thật đúng là không có nói sai, ta chính là dựa vào việc đào hang mà phát hiện bảo bối kia. Mới đầu ta chỉ là một con long cốt ngạc, xa không xứng với cự ngạc. Cảnh giới cao nhất là tiến tới Niết Bàn Cảnh, nhưng ta quả thực dựa vào bảo bối nơi đó, tầng tầng đột phá tại Niết Bàn Cảnh, từ sơ giai đến trung giai, lại đến cao giai. Người biết loại yêu thú không có bối cảnh như chúng ta đây, muốn trưởng thành đến Niết Bàn Cảnh lục trọng thiên có bao nhiêu khó khăn không, muốn bước lên cao giai Niết Bàn Cảnh, lại có bao nhiêu khó chứ? Phàm là thành công, hay vì kỳ tích thì nên nói là vận khí tốt. Hắc hắc. Ta chính là có vận khí tốt mới phát hiện chỗ bảo bối kia. Long cốt cự ngạc một bên phóng tới, một bên giới thiệu quá trình mình trưởng thành, trong lời nói không che đậy sự may mắn. Không phải ngươi móc không ra sao? Là không có móc ra, ta liền núp ở gần đó nghe vị. Ngươi không có nói đùa, nghe vị liền ngửi được tới Niết Bàn Cảnh cao giai rồi. Tặc điều sửng sốt một chút, đối với bất cứ sinh linh gì mà nói. Muốn trưởng thành đến Niết Bàn Cảnh cao giai cũng phải cần tư chất cực mạnh cùng tài nguyên phong phú, càng cần cơ duyên tương ứng hơn. Nếu không, vì sao Niết Bàn cửu trọng thiên bên trong hoàng đạo đã có thể tiến vào vị trí trưởng lão trong 5 vị trí cao nhất được, lão tổ tông của hoàng tộc, thế gia,
cường tộc trong cổ hoa như thế đều mới đến bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Nếu không sao ta kích động được chứ? Long cốt cự ngạc phóng tới giống như vui chơi, oanh oanh liệt liệt, cơ thể to béo kịch liệt đong đưa. Khương Phàm hứng thú, nghe mùi vị đã có thể tiến đến cao giai niết bàn, trực tiếp ăn thì sẽ thế nào? Chẳng phải muốn thăng thiên. Mặc dù có thành phần khoa trương, nhưng hẳn là không sai được. Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh trao đổi ánh mắt, vốn cho rằng chỉ là bảo bối bình thường, xem ra còn có vui mừng. Thế giới mới này thật đúng là cơ duyên khắp nơi ở trên đất, kỳ tích khắp nơi ở trên đất. 3 ngày sau, Long cốt cự ngạc đi đến một cánh rừng tươi tốt, nơi này rất vắng vẻ, cách tổ nguyên sơn gần đó đều rất xa xôi, lẽ ra rất hoang vu, nhưng cây rừng nơi này lại thông mậu, hoa cỏ ngát hương. Chính là chỗ này. Khương Phàm ngắm nhìn bốn phía, ý thức xâm nhập vào địa tầng dò xét. Long cốt cự ngạc kỳ quái nói. Trước đó nơi này còn rất hoang vu, là ta đi nhầm nơi, hay là cấm chế nơi đó bị phá ra rồi? Đông Hoàng như ảnh hỏi. Nơi đó có cấm chế? Cấm chế dạng gì? Long cốt cự ngạc lắc đầu. Ta không biết cấm chế gì, nhưng ta không tới gần nơi đó được. Tặc điểu nói. Mặt đất đều có thay đổi, mau nhìn xem bảo bối kia của ngươi có còn hay không. Còn, ở nơi đó. Ý thức của Khương Phàm cộng minh cùng địa tầng, rất nhanh đã nhận ra đầu nguồn bảo bối. Tại một nơi cực sâu ở dưới đất khuấy động năng lượng cực mạnh, thông qua ý thức của hắn nhìn trộm, cực kỳ giống như long ảnh quay quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Long cốt cự ngạc vung móng vuốt lên đào ra một cái hố sâu, lao thẳng đến sâu trong địa tầng. Tại vị trí cách mặt đất 3.000 mét, có một quả trứng lớn lẳng lặng nằm ở đó, lớn chừng núi đá, bị mười mấy phiến vảy rồng to lớn chăm chú bao viên. Vảy rồng nhìn cứng rắn nặng nề, giống như tấm chắn thiên trụy bách luyện, bọn chúng tỏa ra hào quang sáng chói cường thịnh, tầng tầng lớp lớp đánh thẳng vào địa tầng xung quanh, màu sắc rực rỡ hoa mỹ, ánh sáng lộng lẫy mà thần bí, ở phạm vi vạn mét xung quanh tạo thành giam cầm lĩnh vực phức tạp. Oa a, lại là quả trứng rồng. Không lạ khi có thể kích thích huyết mạch ta thăng hoa, để cho ta không ngừng trưởng thành. Long cốt cự ngạc nhìn qua bảo bối, nó kích động đồng thời lại cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt, như là đây không phải là trái trứng, mà là quân vương long tộc. Nó mai táng ở chỗ này mấy trăm ngàn năm. Đông Hoàng như ảnh bỗng nhiên khẽ nói, vẻ mặt phức tạp. Làm sao ngươi biết? Tặc điểu kinh ngạc. Ta có thể suy tính. Đông Hoàng như ảnh khống chế thiên thu vạn cổ bên trong lục đạo truyền thừa, đối với những thứ yên lặng thời gian đã lâu kia, lại là thứ đã từng lưu lại dấu vết đặc biệt trong lịch sử, có xúc động rất sâu. Ngươi không phải là không gian linh văn sao, còn có thể biết bấm độn. Tặc điểu không tin. Vảy rồng vượt qua mấy trăm ngàn năm, lại còn có thể giam cầm đại địa, ẩn nấp quả trứng rồng này. Long cốt cự ngạc rất khiếp sợ. Càng khiếp sợ hơn chính là vảy rồng mấy trăm ngàn năm này lại còn có thể ảnh hưởng đến huyết mạch của nó. Thời gian quá dài, cấm chế đã yếu bớt, cho nên mới bị ngươi phát hiện. Bây giờ hẳn là do thế giới mới biến động mạnh, địa tầng cũng bị biến đổi phá hủy cấm chế đã yếu ớt. Khương Phàm cẩn thận theo dõi quả trứng rồng ở sâu trong vòng sáng kia. Nếu là trứng rồng, tại sao lại thất lạc đến nơi đây? Chẳng lẽ trong thế giới mới từng có qua long tộc cường hãn? Những vảy rồng kia hẳn là để bảo vệ, lại là năng lượng nguyên cội nguồn, nếu đã như vậy, vì sao trứng rồng mấy trăm ngàn năm đều không có ấp? Long cốt cự ngạc kích động nói. Đúng, khẳng định là thế giới mới biến động phá hủy cấm chế đã yếu ớt, các ngươi tránh hết ra, ta muốn bài trừ lớp cấm chế này. Vẫn là ta tới đi, mặc dù cấm chế chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn rất mạnh. Khương Phàm ra hiệu đám người lui lại, kích phát linh văn, thiêu đốt huyết khí. Trong liệt diễm đang sôi trào ngập trời, tỉnh lại móng vuốt Chu Tước đang yên lặng. Ầm ầm, địa tầng đại bạo động, vết nứt lan tràn, liệt diễm tuôn ra, đốt cháy nham thạch. Một con Chu Tước hoa lệ dương cánh trong liệt diễm, hai mắt rực sáng, lệ khí cuồn cuộn, theo Khương Phàm bay lên không, Chu Tước gáy to, âm thanh chấn động cả địa tầng, bạo kích về phía cấm địa vảy rồng lĩnh vực này. Giống, vảy rồng như lưu lại ý thức, trong chớp mắt đã thức tỉnh. Phát ra tiếng long ngâm hùng hậu mà hùng vĩ, mặt ngoài nhanh chóng thẩm thấu ra máu tươi nồng đậm, theo vảy rồng răng rắc giòn vang, máu tươi ẩm vang bộc phát, kích phát ra huyết khí vô tận, diễn biến long uy kinh khủng. Vạn mét cấm khu ẩm vang cuồn cuộn, một con đại long bá đạo quái dị thành hình, tiếp tục bành trướng trong long khí cùng huyết khí đang bạo động,
lật tung địa tầng, nghênh kích Lăng Thiên Chu Tước. Biến cố ngoài ý muốn để Long Cốt Cự Ngạc bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Đông Hoàng Như Ảnh quả quyết đưa tay, ngưng tụ không gian đạo ngấn, nàng, Khương Phàm, Long Cốt Cự Ngạc, Tặc Điểu cùng Bạch Tai, toàn bộ được di chuyển rời khỏi. Ầm ầm. Vảy rồng gánh chịu lấy ý thức được lưu lại, huyết khí sôi trào cuồn cuộn, diễn biến đại long tuyệt thế, bốn phương tám hướng dưới địa tầng đều giống như cuồng phong cuốn tới đại dương mênh mông, nhấc lên gợn sóng. Vốn là cấm khu vạn mét, trong thời gian rất ngắn lại trùng kích mấy trăm dặm sơn hà. Đại địa lan tràn vết nứt, rừng rậm bị vô tình tách rời, núi cao đều ầm vang sụp đổ. Xa xôi ngoài vạn dặm, Tử Kim Cự Long đang dò xét cấm khu trung bộ tại thời khắc này nhận lấy kích thích mãnh liệt, như là huyết mạch cũng vì đó mà sao động, nổi lên nhiệt lưu cuồn cuộn, quét sạch thân rồng khổng lồ 5 vạn mét. Toàn thân nó sôi trào long khí kinh khủng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu nguồn dung chuyển. Quả trứng kia còn sống không, hay là vảy rồng kia đang quấy phá? Toàn thân Khương Phàm nhấc lên huyết khí, miệng mũi tràn ra máu tươi, móng vuốt Chu Tước ở tay phải nhận lấy trùng kích như muốn cưỡng ép thức tỉnh, liệt diễm không ngừng cuồn cuộn, thậm chí là không bị khống chế mà sôi trào từ tay phải, đốt cháy địa tầng, chấn động cả trời đất. Tiểu tổ tông của ta ơi, đây là khí thức gì? Long Cốt Cự Ngạc thấp thỏm lo âu, gục ở chỗ này đều không động đậy được, xương rồng to lớn vẫn lấy làm kiêu ngạo giống như đang run lẩy bẩy, sừng rồng trên trán cũng mở đi ánh sáng. Kính sợ, nguồn gốc từ huyết mạch, thậm chí là linh hồn. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Tình huống của ta ngươi cũng hiểu rõ, nếu có ta thể tùy tiện nhìn trộm đến khí thức thời gian, sẽ phát giác được vết tích dòng sông lịch sử còn sót lại, nói rõ quả trứng rồng này ẩn giấu đi bí mật cực lớn. Các ngươi đều lui lại. Khương Phàm áp chế móng vuốt Chu Tước muốn rời khỏi, ý thức trầm luân vào địa tầng, cộng minh cùng đại địa mẫu khí, chuẩn bị mở ra sơn hà đại táng. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đông Hoàng Như Ảnh quả quyết rút lui về phía sau, cuốn đi bọn Long Cốt Cự Ngạc. Trứng rồng vẫn lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, sinh cơ yếu ớt, nhưng vảy rồng lại xung quanh hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, khuấy động long uy cuồn cuộn, diễn biến ra long khí kinh khủng. Long khí, huyết khí xen lẫn, hóa thành tuyệt thế đại long, quay quanh bên trong tầng đất. Hình thể của nó thật sự là quá to lớn, giống như dãy núi nguy nga có thể đè sập vùng không gian này. Nó đang thức tỉnh ý thức, cái đầu rồng giống như núi lớn chậm rãi nhấc lên, nhìn hư ảnh Chu Tước bên trong liệt diễm ngập trời, cùng địa tầng khủng bố đang kịch liệt cuồn cuộn ở trước mặt. Khương Phàm trầm luân vào địa tầng, cơ hồ hóa thân thành đại địa mẫu khí, khống chế sông núi mênh mông, cộng minh cùng tất cả uy lực tự nhiên trong địa tầng. Nhưng, thời điểm Khương Phàm đang muốn thi triển sơn hà đại táng, hư ảnh Cự Long vậy mà phát ra thanh âm nứt quãng. Đại đạo diệt tình, vô hạn luân độ, dân chúng tự thần, vạn vật khó khăn, thần khóc dân chúng, chư thiên tận thế, hắn, tới, hắn, lại tới, vài lần luân hồi, vài lần quy hư. Ai có thể kết thúc số mệnh hoang cổ này? Ai có thể trọng lập phong bia hồng mông kia? Ai có thể triệu hoán? Hàng trăm vạn đồ đằng đang ngủ say. Ai có thể tái diễn? Vạn cổ phong thần đại điển. Ai có thể ngăn cản? Hắn trở về. Hư ảnh đầu rồng Cự Long kinh khủng chậm rãi bước về phía trước, huyết khí vô tận hội tụ trong đôi mắt, giống như hai mặt trăng máu ở khung trời màu vàng, mang cho Khương Phàm áp bách nặng nề. Lại một lần luân hồi, lại một trận thần ma đại táng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn, muốn trở về. Ầm ầm. Huyết nguyệt sụp đổ, long khí cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt tán loạn, một lần nữa về tới bên trong 18 tấm vảy rồng. 18 tấm vảy rồng giống như 18 tòa long bia, tỏa ra ánh sáng sáng chói, khuấy động long khí hùng hồn, bọn chúng rời khỏi trứng rồng, lẳng lặng vờn quanh ở xung quanh, giống như là cấm vệ đang bảo vệ. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, ý thức còn đang giao hòa cùng đại địa mẫu khí, nhưng hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu quanh quẩn lặp đi lặp lại tiếng long ngâm Cự Long phát ra. Đinh tai nhức óc, càng chấn động linh hồn. Dân chúng tự thần. Chư thiên tận thế. Hắn tới, ai đến rồi? Cái gì gọi là số mệnh hoang cổ? Cái gì gọi là phong bia hồng mông? Cái gì gọi là hàng trăm vạn đồ đằng? Cái gì gọi là phong thần đại điển? Đan Hoàng lâm vào rung động vô tận, quả trứng rồng này khẳng định có liên quan cùng chỗ di tích táng thiên sâu trong thế giới mới kia. Chủ nhân của trứng rồng, cũng chính là con đại long này, có thể là đã từng ngăn cản, người kia tiên phong.
Nhưng vì sao không có vẫn lạc tại di tích Táng Thiên, mà là mai táng tại một nơi ngoài vạn dặm này? Chẳng lẽ là lúc sắp chết, ngưng kết toàn bộ năng lượng, phóng xuất ra sự sống tinh nguyên? Nhưng, những thứ này không quan trọng, quan trọng là những lời Cự Long nói kia. Dân chúng tự thần là cái gì? Hồng Mông Phong Bia, hàng trăm vạn đồ đằng, phong thần đại điển, lại là cái gì? Đây là thứ mà thời điểm vụ tai nạn bộc phát từ thời đại 3 vạn năm trước kia của bọn hắn hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, tại thời đại Đại Long, hoàn thành bố trí cao cấp càng hùng vĩ hơn, nhìn trộm đến bí mật càng kinh khủng càng sâu hơn? Hắn đã trở về. Tại sao lại muốn dùng trở về? Chẳng lẽ, hắn thuộc về thế giới này? Vậy vì sao hắn? Sư phụ! Khương Phàm khẽ gọi Đan Hoàng trong ý thức. Ta xác thực biết một số bí mật. Ta đồng ý với ngươi, sau khi ngươi thành thần đều sẽ nói cho ngươi biết. Rốt cuộc Đan Hoàng cũng tỏ thái độ, nhưng vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, như là nhìn trộm đến bí mật càng kinh khủng hơn. Nhất định phải đợi đến ngày đó sao? Khương Phàm khẽ nhíu mày, chỉ là một bí mật mà thôi, tại sao lại phải nhiều lần che giấu? Hắn đều đã là thánh linh cảnh, còn chưa đủ tư cách sao? Kẻ địch thật sự ngươi phải đối mặt. Chỉ sợ đến khi ngươi xưng đế đều khó mà chống lại được. Sư phụ, ngài là chăm chú. Khương Phàm càng nhíu chặt mày hơn, xưng đế không thể nghi ngờ là theo đuổi chí cao cao nhất cả kiếp trước lẫn kiếp này của hắn, chỉ cần có thể lên trời chứng đạo, thành tựu đế vị liền có thể trấn nhiếp đế quân tám phương, kết thúc tất cả chiến đấu. Đến lúc đó, mặc kệ các đế quân có nguyện ý hay không, đều nhất định phải thừa nhận địa vị của hắn, mặc kệ có nguyện ý hay không. Cũng không thể lại nổi lên chiến tranh đế cảnh. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục xuống đến dân chúng lên tới hoàng đạo, đều phải tiếp nhận hắn thống ngự, quy thuận dưới trướng hắn. Ngươi rất khó hiểu, nhưng xác thực có tồn tại như thế này. Phía trên đế cảnh, còn có cảnh giới cao hơn. Đây không phải cảnh giới, mà là, ta đã từng tiếp xúc qua, nhưng ta nói không rõ ràng. Hai tử à, ta có một loại dự cảm, ngươi luân hồi cũng không phải chỉ là thiên hậu triệu hoán. Mà là bản thân thế giới này cứu rỗi. Đan Hoàng càng khẳng định, sau khi Khương Phàm thần hồn câu diệt luân hồi ẩn giấu đi bí mật càng sâu, thiên hậu ở trong bóng tối vô tận ngàn năm kêu gọi, không chỉ là gọi Khương Phàm luân hồi, mà càng là thứ càng kinh khủng. Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ lại càng thêm vững tin. Nếu không, làm sao Khương Phàm lại có thể tiếp xúc đến di niệm Long Thần lưu lại? Lại vì sao phải biết thần ma tận thế đã từng có? Cái này không hợp nhân quả. Thậm chí Khương Phàm còn tấp nập đạt được một ít bảo vật truyền kỳ, bảo thụ truyền kỳ, thậm chí hắn ở chỗ này còn có được cửu khiếu thông linh quả, đều giống như một ít chỉ dẫn cùng bố trí từ nơi sâu xa. Bản thân cứu rỗi. Khương Phàm thì thào khẽ nói. Xảy ra chuyện gì, chính nó an tĩnh. Long cốt cự ngạc về tới đây, kinh nghi nhìn một màn trước mắt. Vảy rồng đã tản ra, có thể tinh tường nhìn thấy bộ dáng chân thực của trứng rồng. Giống như một quả trứng, nhưng cũng không phải một quả trứng, mượt mà sáng long lanh, tỏa ánh sáng ngũ sắc, nhưng mặt ngoài lại trải rộng vết nứt, giống như nhận lấy trọng kích. Khương Phàm lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, cũng đi tới trước trứng rồng lơ lửng cẩn thận xem xét. Trứng rồng mượt mà cực lớn, giống như ngọc sơn lơ lửng ở trước mặt, có rất nhiều vết nứt, răng khắp ở nơi, nhưng vết nứt không sâu, tình huống không tính là nghiêm trọng. Cho dù là đã qua đi mấy trăm ngàn năm. Nhưng trứng rồng vẫn khuấy động mênh mông khí tức sinh mệnh, cùng uy lực long nguyên kinh người, để Khương Phàm đều cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông. Quả trứng rồng này có thể giao cho ta không? Không không không, cho ta ăn 1/3 là được, hắc hắc, có phải quá tham rồi hay không? Long cốt cự ngạc chống đỡ áp bách huyết mạch, con mắt lộ ra tia sáng tham lam. Trứng rồng cho ngươi, vảy rồng cũng cho ngươi, đều cho ngươi. Tình huống trứng rồng ta không rõ ràng lắm. Nhưng chủ nhân của vảy rồng hẳn là một thần long. Khương Phàm có thể phán định, bảo tàng đại tặc khổ sở đợi chờ này là thần vật. Thần long. Huyết khí toàn thân long cốt cự ngạc lập tức được đốt lên, trong mắt đều chừng đến căng tròn. Ngươi xác định là thần long, mà không phải thánh hoàng cảnh. Không phải đông hoàng như ảnh hoài nghi, mà là càng nhiều khiếp sợ hơn. Thần cốt thần vật phổ biến giấu trong tay chí tôn hoàng đạo, bên ngoài tuyệt thế hiếm thấy. Há có thể lần lượt để Khương Phàm gặp được. Huống chi, thần long sao? Long tộc không thể nghi ngờ là chí tôn hoàng giả trong thế giới yêu thú,
bất luận là thân thể hay là truyền thừa đều quá mạnh. Trong thời gian vô tận từ Hồng Hoang đến nay, Long tộc từ đầu đến cuối vẫn luôn hùng cứ trên đỉnh yêu tộc, cái này đủ để chứng minh bọn chúng cường hãn. Ít nhất là thần Long, thậm chí là thần linh đỉnh phong. Nó hẳn là đều hội tụ Long huyết đến trên vảy rồng tại lúc sắp chết. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, Long huyết Long Lân đã triệt để hòa thành một thể, tương đương với thần binh trọng khí. Mặc kệ là ngươi dùng để hấp thu năng lượng, hay là xem như vũ khí, đều có thể thay đổi vận mệnh. Thật, thật cho ta hết. Giọng của Long cốt cự ngạc đều run lên. Đây không phải là do ngươi phát hiện sao? Đây là duyên phận, nó thuộc về ngươi. Khương Phàm rất sung sướng, không chút khó chịu không buông nào. Đây chính là đồ của Long tộc, giao cho cự ngạc có được huyết mạch Long tộc là thích hợp nhất. Huống chi, nếu như không phải cự ngạc, xoay quanh, đến chỗ Lục Mục Linh Hầu nơi đó, hắn cũng sẽ không phát hiện thông linh thụ, không phát hiện được thông linh thụ, liền không có hy vọng giành lấy cuộc sống mới cho Đan Hoàng. Cái nặng nề cơ duyên này, giao cho đại tặc. Ha ha, tốt tốt tốt, ha ha ha, nếu ta là giống cái, ta liền gả cho ngươi, ha ha. Long cốt cự ngạc kích động chợt vỗ móng vuốt, chấn động đến địa tầng đều tại ù ù lay động. Hãy lợi dụng bảo bối này thật tốt, nó khả năng đều rất đặc biệt so với ngươi, so với chúng ta mong muốn. Khương Phàm đưa tay khẽ chạm vào vảy rồng to lớn giống như long bia, trong đầu vẫn đang quanh quẩn, di ngôn, con cự long kia lưu lại. Đây không chỉ đơn giản là bảo bối, mà hẳn là còn có thể tiếp xúc đến bí mật càng sâu, liền nhìn tạo hóa của cự ngạc. Đông Hoàng như ảnh thoáng nhìn Khương Phàm, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng chợt có cảm giác bội phục. Cơ duyên hoàn mỹ như vậy nếu đổi lại là người khác khẳng định muốn một mực nắm ở trong tay, há có thể tùy tiện chia sẻ, Khương Phàm lại tiện tay liền cho Long cốt cự ngạc. Đây không chỉ là phách lực, càng là thái độ. Trách không được kiếp trước Khương Phàm có thể có được nhiều tùy tùng như vậy, hắn đối với người bên cạnh thật sự là không thể trách. Bên cạnh Khương Phàm kiếp trước hay kiếp này có thể có nhiều thánh linh, thánh vương ở xung quanh như vậy, cũng đều là hắn dùng tài nguyên rộng lượng cùng tuyệt thế cơ duyên cưỡng bức chồng chất đi ra. Ví dụ như, vị bạch tai bên cạnh này. Di vật của thần Long sao? Tâm tình Đông Hoàng như yên khá phức tạp, không phải nói ai có được tỷ tỷ liền sẽ phải hao hết vận khí suốt đời sao, vậy mà Khương Phàm càng ngày càng tốt lên. Chẳng lẽ Khương Phàm thật sự là chân mệnh thiên tử của tỷ tỷ? Nhưng, hai người này thật sự nhìn không xứng mà. Móc bảo bối ra xong, chúng ta đi tới Tổ Nguyên Sơn đi. Tặc điều cũng hâm mộ, cá sấu lớn đều đã là thánh linh, cơ duyên như vậy chẳng phải là có thể mang đến cơ hội bước lên thánh vương. Kích thích trên huyết mạch càng có thể khả năng khai thác làm đột phá tiềm lực. Ta có thể liền dùng bây giờ hay không? Đại vương nhịn không được, hận không thể liền nuốt trứng rồng, dán lên vảy rồng ngay bây giờ. Lúc trước chỉ là hút long khí mấy năm liền cảm thấy tỉnh long mạch, nhưng bây giờ nếu là ăn hết, sẽ có hiệu quả cỡ nào? Đương nhiên, ngươi vẽ cho chúng ta địa đồ, chỉ điểm tất cả tình huống Tổ Nguyên Sơn phân bố tại thế giới mới, sau đó vào trong thông thiên tháp bế quan, chính chúng ta đi tìm bảo bối. Khương Phàm cũng chờ mong cự ngạc có thể có thu hoạch, nếu như có thể bước lên vấn đề Thánh Vương, vậy hắn ở thế giới mới này cũng không có cái gì thật sự phải sợ nữa cả. Tốt tốt tốt, tuy nhiên ta chỉ hiểu rõ lãnh địa xung quanh, khoảng chừng là phạm vi 1/5 thế giới mới, nơi khác thật không có đi qua. Long cốt cự ngạc bắt đầu phủi trên mặt đất, giới thiệu tình huống Tổ Nguyên Sơn gần đó cho Khương Phàm. Không lâu sau đó, một tiếng long ngâm như có như không từ xa xôi bay tới, cách rất rất xa, lại lờ mờ có thể nghe được, đủ để chứng minh tiếng long ngâm khủng bố. Tử kim cự long, nó bị kinh động, đi mau. Khương Phàm quả quyết lấy vảy rồng cùng trứng rồng đi, cũng thu long cốt cự ngạc vào, mang theo bọn người bạch tai nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, cự long hoành không, long khí sôi trào như đại dương, giáng lâm đến phế tích khu này. Cho dù Khương Phàm đã rời khỏi, nhưng huyết khí cùng long uy do trứng rồng cùng vảy rồng lưu lại, vẫn bị nó mẫn cảm bắt được. Đây là khí tức thiên long. Cự long thôn hấp năng lượng phạm vi trăm dặm, cẩn thận thưởng thức huyết khí cùng long khí. Đúng là khí tức thiên long, nhưng ánh sáng bảy màu chiếm cứ không tiêu tan là đang xảy ra chuyện gì? Thất thải thiên long. Đây là huyết mạch gì? Chẳng lẽ? Vẻ mặt tử kim cự long đột nhiên nghiêm trọng lên, nghĩ đến một loại huyết mạch đáng sợ. Đại đạo long quỳ. Chí tôn chân chính, tồn tại chí cao của thiên long tộc.
Loại huyết mạch này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Không phải bị cự long tộc bọn chúng xóa đi sao? Mà cái khí tức này lại còn là thần uy. Còn giống như không chỉ là thần uy. Nơi này đã mai táng qua cái gì, long cốt đại đạo long quỷ? Hay là vũ khí có liên quan với đại đạo long quỷ? Cơ thể cự long 5 vạn mét không tự chủ được mà quay quanh một chỗ, nhấc cái đầu cao ngạo lên, nhìn dãy núi mênh mông. Nơi này lại có vật phẩm thiên long chí tôn còn sót lại. Là ai đã mang đi? A, à, long cốt cự ngạc quanh quẩn bên trong thông thiên tháp đau đớn kêu rên, cơ thể to béo vừa đi vừa về quay cuồng trong dãy núi tại tầng thứ 3. Nếu như không phải núi đá đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ tầng thứ 3 sẽ bị nó ép thành phế tích. Đây là tình huống sau khi long cốt cự ngạc nuốt luyện trứng rồng. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, long khí nồng đậm đều đang tư dưỡng huyết nhục của nó, khí tức sinh mệnh bàng bạc để toàn thân nó thư sướng. Ròng rã một ngày, tầng thứ 3 của thông thiên tháp đều quanh quẩn tiếng long cốt cự ngạc sâu ngâm quái dị, trêu đến Khương Phàm cũng không dám luồn ý thức vào. Nhưng, bắt đầu từ ngày thứ 2, thời gian thoải mái của long cốt cự ngạc đã kết thúc, theo tầng ngoài, trứng rồng, bị phá vỡ. Năng lượng phong bế ở bên trong giống như đại dương ầm vang nổ tung, gần như cuồng bạo quét sạch toàn thân long cốt cự ngạc, đụng chạm lấy huyết nhục hài cốt. Long cốt cự ngạc giống như muốn bị nổ nát vụn, xương rồng cứng cỏi đều phát ra tiếng vang giòn. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết liên tục vang vọng tại tầng thứ 3. Khương Phàm muốn chỉ dẫn nguồn năng lượng này rời khỏi tầng thứ 3, nhưng 18 chiếc vảy rồng lại lần nữa thức tỉnh, quy mô càng tăng vọt, giống như 18 cánh cổng trời. Bao vây long cốt cự ngạc, bọn chúng nắm trong tay long khí sôi trào cùng khí tức sinh mệnh bàng bạc bao phủ lấy long cốt cự ngạc, cũng ngăn cách ngoại lực là Khương Phàm đây quấy nhiễu. Từ trên cao quan sát xuống, giống như trứng rồng to lớn bao vây lấy long cốt cự ngạc, tiến hành hai lần thai nghén. Sau khi Khương Phàm liên tục thử đi thử lại nhìn thấy long cốt cự ngạc không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không lại mạnh mẽ quấy nhiễu. Vảy rồng tỏa cường quang sáng chói. Mặt ngoài hiện ra bóng dáng thiên long chân thực, giống như là 18 con thiên long mượn nhờ vảy rồng để thức tỉnh, chiếm cứ không gian tầng thứ 3, chấn áp năng lượng, trứng rồng thả ra, tiếp tục trùng kích vào cơ thể long cốt cự ngạc. Nguồn long uy này thực sự quá mạnh, vậy mà đều thẩm thấu đến thông thiên tháp, tách ra ánh sáng rực rỡ. Long cốt cự ngạc đau đớn kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm nhìn không thấu tình huống cụ thể ở bên trong. Nhưng có thể xác định long cốt cự ngạc không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là một loại dung hợp độ sâu, hoặc là biến đổi hiếm thấy. Đây là cơ duyên, hay là nguy hiểm? Khương Phàm nhìn vảy rồng lơ lửng bên trong thông thiên tháp, giữa nhau vẫn tiếp tục sinh ra lấy liên hệ, từ xa nhìn lại tựa như một quả trứng rồng to lớn. Mặc dù quả, trứng rồng, long cốt cự ngạc nuốt vào kia rất đặc thù, là thần vật, thật sự, nhưng chỉ sợ rằng trong này lưu lại loại hình linh hồn. Muốn mượn thể trọng sinh. Dù sao đó cũng đã từng là di cốt thần long để lại trước khi chết, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đây không phải trứng rồng, đến được vấn đề thần long kia, cũng rất khó dựng dục hài tử. Nếu quả thật có con, nó lại há có thể mang theo đi đến chiến trường, khẳng định đã sớm làm chuẩn bị, bí mật bảo tồn, mà không phải lại tại thời khắc cuối cùng, vội vàng ném tới bên ngoài. Ta thậm chí hoài nghi lúc ấy thần long muốn ném nó càng xa. Nhưng thật sự là không làm được. Giọng Đan Hoàng đột nhiên vang lên ở trong đầu Khương Phàm. Sư phụ, ngài đã đoán được gì rồi? Khương Phàm biết nếu Đan Hoàng mở miệng, chắc chắn sẽ có ý tưởng. Ngươi có để ý không? Đó là cái đầu rồng. Cho nên, ta suy đoán vậy liệu rằng là nó. Cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, ngài nói đi. Ngươi đoán xem. Ta đến đâu đoán? Khương Phàm bỗng nhiên sửng sốt một chút, thể hiện dần dần quái dị. Đan Hoàng không nói nữa, hắn biết Khương Phàm đã nghĩ đến. Khương Phàm run lên thật lâu, thì thào khẽ nói. Ta xxx con bà nó, đây là cái trứng, con. Đan Hoàng ho nhẹ vài tiếng, cũng có chút xấu hổ. Hẳn là trước khi chết nàng đã kéo ra khí tức sinh mệnh sau cùng, còn có các loại năng lượng như khí tức, huyết mạch, rót vào bên trong vật kia. Sau đó dùng vảy rồng thả máu tươi, mang theo nó rời khỏi. Thứ này hẳn không phải là phải chờ đợi thụ thai, mà là có được khí tức huyết mạch đặc biệt, để lại cho long tộc hậu thế kích phát huyết mạch, để lại truyền thừa. Nếu như ta đoán không lầm, con cá sấu lớn của ngươi muốn biến đổi.
nếu như cá sấu lớn thật sự biến thành rồng, cũng nói rõ chúng ta đã đoán chính xác. Thể hiện của Khương Phàm vẫn rất quái dị, không hổ là đại tặc, loại chuyện cổ quái kỳ lạ này mà đều có thể đụng phải. Tuy nhiên, nếu quả thật cái quả, trứng, này giống như Đan Hoàng nói, là tập kết lời cầu nguyện sau cùng của thần Long khi còn sống, vậy thì đó chính là cơ duyên cỡ nào. Cái này còn muốn bổ xa so với thần cốt thần huyết. Sư phụ, tại sao con rồng này lại là bảy loại sắc thái? Kiếp trước ta chưa thấy qua rồng như thế này. Trong Long tộc, huyết mạch có thể thành tựu được tiềm lực đến thần chỉ có Cự Long và Thiên Long, bọn chúng cũng là hoàn toàn xứng đáng với chí tôn hoàng mạch trong Long tộc. Từ xưa đến nay, hai phe này minh tranh ám đấu, không ai nhường ai, khi Thiên Long xưng đế, chắc chắn sẽ áp chế Cự Long, khi Cự Long xưng đế, cũng chắc chắn sẽ áp chế Thiên Long. Nhưng thật đáng tiếc, Thiên Long xưng đế lác đác không có mấy, đa số đều là Cự Long xưng đế. Đến cuối cùng, Thiên Long cơ bản là nhận mệnh, không còn tranh đấu, mà là sát nhập cùng Cự Long, cùng nhau hưng thịnh Long tộc. Cự Long cũng đến đỡ Thiên Long tộc, bảo đảm mỗi một thời đại Thiên Long đều có sinh ra thần Long. Đan Hoàng hiểu rõ rất sâu đối với dược liệu, đối với một ít tình huống đặc biệt của yêu tộc hắn cũng khá hiểu rõ. Từ xưa đến nay, Thiên Long đã từng xưng đế chỉ có hai. Một là Thập Thủ Thiên Long, một là Hồng Hoang Thiên Long. Đặc điểm tươi sáng của Hồng Hoang Thiên Long chính là sắc thái hoa mỹ, nghe nói đó là hồng mông quang minh, có thể làm cho đất trời quy hư, có thể làm cho thời không bị giam cầm, cực kỳ khủng bố. Tên thật của nó, hẳn là Đại Đạo Long Quỳ, nhưng từng lưu lại uy danh chấn thế tại thời đại Hồng Hoang, hậu thế Thiên Long càng muốn dùng hai chữ Hồng Hoang để ghi nhớ. Vậy cái này, là thần Long, hay là Long Đế? Khương Phàm thật đúng là không biết một đoạn lịch sử như thế này. Thiên Long tộc chỉ từng sinh ra hai vị Long Đế, vị đầu tiên chính là Hồng Hoang Thiên Long, tại thời kỳ Hồng Hoang. Vị thứ hai là Thập Thủ Thiên Long, tại thời kỳ Thượng Cổ. Vị này vẫn lạc tại Thượng Cổ, hẳn là thời đại kia ngoài ý muốn xuất hiện huyết mạch Hồng Hoang Thiên Long, đạt đến vấn đề thần linh, tuyệt đối không phải Long Đế. Nếu thật sự là như thế này, Khương Phàm lần nữa than thở, cơ duyên này quá khỏe khoắn, hắn đều có chút lo lắng Long cốt cự ngạc hàng không nổi. Chính là bởi vì huyết mạch của Đại Đạo Long Quỳ cổ kim hiếm thấy, sinh ra cực kỳ khó khăn, cho nên ta mới đoán là trước khi nàng chết, đã rót tất cả năng lượng huyết mạch vào vật kia, bảo đảm hậu thế lại có thể kéo dài huyết mạch. Tuy nhiên, mấy trăm ngàn năm, năng lượng tiêu hao hẳn là không sai biệt lắm. Hẳn là sẽ không xuất hiện biến đổi quá nghịch thiên, chỉ có thể coi là cơ duyên phi phàm. Nhưng những cái vảy rồng kia, nên tính là thần binh đi, chỉ là không biết có thể khôi phục thực lực thần binh hay không. Đan Hoàng cũng rất rung động, chỉ là muốn đến thế giới mới nhìn tình huống, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền thành tựu cho Long cốt cự ngạc. Đại Đạo Long Quỳ, lấy Hồng Hoang định danh Thiên Long thần tổ, huyết mạch như thế này dù là thức tỉnh một phần nhỏ trên người Long cốt cự ngạc, cũng có thể thay đổi vận mệnh, cưỡng ép từ huyết mạch cự long biến thành huyết mạch Thiên Long. Dù sao, nó vẫn chỉ là cự ngạc, không tính là cự long thật sự. Nó thật sự là phúc tướng của ta mà. Khương Phàm tiếp tục phóng tới trong rừng rậm, ý thức không ngừng luồn vào tầng thứ ba, quan sát đến long khí mãnh liệt mọi thời khắc, chờ đợi Long cốt cự ngạc thay đổi. Trước khi không có nhìn thấy kết quả, nhưng cái khác đều là suy đoán. Lại qua ba ngày, khi Khương Phàm đi đến Tổ Nguyên Sơn xa hơn một chút, long khí mãnh liệt bên trong Thông Thiên Tháp sốt cuộc cũng đã bắt đầu yếu bớt, xuyên qua mê vụ hoa mỹ, loáng thoáng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Long cốt cự ngạc nằm nhoài trong hốc núi. Thoạt nhìn không có thay đổi thực chất gì, vẫn to béo cồng kềnh, xấu xí hung hãn, chỉ có mấy cái nhô ra trên lưng lại thành màu sắc rực rỡ. Một cái một màu, bảy cái bảy màu sắc khác nhau. Nhìn buồn cười, giống như là một con tắc kè hoa cực lớn. Tuy nhiên khí tức của Long cốt cự ngạc đã tăng vọt đến mức độ kinh người, chấn động kịch liệt, như cuồng chiều chập trùng lên xuống. Rõ ràng là dấu hiệu đột phá cảnh giới. 18 chiếc vảy rồng giống như long bia vờn ở xung quanh, khuấy động huyết khí cùng long uy, cũng đang tư dưỡng cự ngạc, bảo vệ lấy quá trình đột phá mấu chốt. Khá lắm, đây là đang muốn tiến đến Thánh Vương trước ta sao? Trên mặt Khương Phàm lộ ra nụ cười vui mừng, kiếp trước đã từng cùng Long tộc tiến hành qua vài lần giao phong, biết rõ Long tộc cường hãn, không nghĩ tới kiếp này lại có thể có được huynh đệ Long tộc. Hàn Ngạo là huyết mạch cự long, Đại Tặc là huyết mạch thiên long. Cũng đều rất có tiềm lực.
Không biết Dạ An Nhiên có thể bồi dưỡng tam khiếu thông linh quả đến tứ khiếu hay không, đến lúc đó có thể thử để vạn độc huyết long tỉnh lại linh trí. Yêu chủ của ngọn tổ Nguyên Sơn phía trước kia là Liệt Dương Điểu, có được huyết mạch Kim Ô. Khương Phàm cố ý vây quanh nơi này, chính là chạy tới chỗ Liệt Dương Điểu. Rất có thể nơi này có cơ duyên thuộc về Tặc Điểu. Giống như đều đã rút lui. Tặc Điểu hưng phấn nhìn quanh. Đi qua nhìn một chút. Khương Phàm xông vào lãnh địa Liệt Dương Điểu, sau khi đào đi các loại dược liệu quý giá ven đường, liền đi tới phía trước tổ Nguyên Sơn. Thật đáng tiếc, nơi này không có bảo thụ đặc biệt. Ta còn chờ mong nơi này có phù tăng thụ. Khương Phàm chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm kiếm ở khắp nơi. Nếu quả thật có phù tăng thánh thụ, nơi này cũng không phải là lãnh địa của Liệt Dương Điểu, mà là lãnh địa của Kim Ô thật sự. Nếu như phù tăng thụ có thể sinh trưởng mấy vạn năm, Thiên Dương quả hoàn toàn có thể biến đổi Liệt Dương Điểu đến Kim Ô chân chính. Đan Hoàng nhịn không được mà đả kích, tài nguyên tại thế giới mới là rất nhiều, nhưng cũng không thể quá tham. Không có sao, không có cái gì sao. Tặc Điểu khóc không ra nước mắt. Cẩn thận tìm, coi như không có bảo thụ, cũng hẳn là còn sót lại chút bảo bối. Khương Phàm trấn an Tặc Điểu. Tại thời điểm bọn hắn cẩn thận siêu tầm thì bất chợt một mãnh thủy triều mãnh liệt bao phủ rừng rậm, lao nhanh tới ngọn tổ Nguyên Sơn này. Xa xa nhìn lại, bên trong thủy triều giống như có một hòn đảo màu đen đang chập trùng lên xuống. Thái Uyên cực địa, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Khương Phàm ra hiệu Bạch Tai đề cao cảnh giác. Là các ngươi, thật sự là oan ra ngõ hẹp mà. Thủy triều cuồn cuộn, hám hải thú đi tới phía trước tổ Nguyên Sơn, con mắt to lớn tập trung vào bọn người Khương Phàm. Các cường giả Thái Uyên cực địa tản ra hắc khí tà ác. Ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác cánh rừng xung quanh, lòng cốt cự ngạc đâu? Trốn đi đâu rồi? Nơi này là chúng ta tới trước, các ngươi tìm nơi tiếp theo đi. Khương Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Quy củ tại thế giới mới là tới trước được trước sao? Nam tử cầm đầu nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm. Ý của ngươi là? Khương Phàm cười nhạt. Cường giả ưu tiên. Các cường giả Thái Uyên cực địa toát ra chiến ý. Thế giới mở lần nữa ra đến bây giờ đã là hơn 10 ngày, tình huống cơ bản đã rõ ràng. Một phần nhỏ núi cao còn có yêu thú đang trấn thủ, bộ phận lớn lại biến mất một cách ly kỳ, nhưng tài nguyên linh bảo trong núi lại đa số đều còn ở đó, mà còn là loại bảo vật thế gian hiếm thấy kia. Tình huống ngạc nhiên này đã kích thích tất cả các cường tộc xông vào, cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm núi cao, cướp đoạt bảo bối, thậm chí không tiếc đổ máu mà khai chiến. Mấy ngày trước bọn hắn vừa mới quét sạch một ngọn núi, đạt được rất nhiều bảo bối. Khương Phàm nói, vậy thì dễ làm rồi, các ngươi đi đi thôi, nơi này thuộc về chúng ta. Nam tử cầm đầu có chút nhíu mày. Ngươi không có nghe rõ ta, cường giả ưu tiên. Đúng vậy, cường giả ưu tiên, chúng ta mạnh hơn so với các ngươi. Ngươi là căn cứ vào đâu mà liền làm ra phán đoán, tưởng tượng sao? Trận rằng có bên ngoài kia còn không lộ ra rõ. Bên ngoài chỉ là chúng ta khiêm nhượng, không phải chúng ta nhận thua. Nếu như ngươi nhất định phải đánh một trận. Khương Phàm vừa muốn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên nơi xa lại bay tới tiếng long ngâm như có như không. Cự long. Các cường giả Thái Uyên cực địa đều theo tiếng trông qua, ánh sáng từ kim tôn quý chiếu thấu đất trời, giống như là mặt trời đang hoành hành, xua tan đi mê vụ. Chính là tử kim cự long. Đang bãi động thân rồng 5 vạn mét, hoành hành giữa khung trời, những nơi đi qua, bất luận là cường tộc xông vào hay là đám yêu thú tản mát, đều thu liếm khí tức, run lẩy bẩy. Bất luận là hình thể để cho người ta hít thở không thông kia, hay là long uy tràn ngập đất trời, đều khảo nghiệm sức chịu đựng của toàn bộ sinh linh ven đường. Hình như cự long đang tới nơi này. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở Khương Phàm. Rõ ràng cự ngạc đã được giấu trong thông thiên tháp, làm sao nó đuổi tới đây được. Có thể chỉ là đi ngang qua nơi này hay không? Ngươi dám cược không? Không dám. Khương Phàm lắc đầu, không tình nguyện chào hỏi bọn hắn rời khỏi. Chậm đã, các ngươi muốn rời khỏi. Nam tử cầm đầu của Thái Uyên cực địa khống chế hám hải thú cản bọn họ lại. Nơi này thuộc về các ngươi. Đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta thay đổi chủ ý, ngươi không nên vui mừng sao? Ta thấy không phải ngươi thay đổi chủ ý, mà là... Muốn chạy trốn nhỉ? Nam tử cầm đầu vừa nhìn về phía cự long hoành hành giữa khung trời nơi xa. Đối mặt với các ngươi, ta còn cần chạy trốn.
đừng quá đánh giá cao mình. Không phải ngươi sợ ta, mà là sợ con cự long kia. Nam tử cầm đầu tâm tư nhanh nhẹn, đám người này vừa rồi còn rất phách lối, vậy mà khi nghe thấy tiếng long ngâm liền yếu khí thế đi, còn muốn sốt ruột rời khỏi, rõ ràng e ngại cự long. Mà, long cốt cự ngạc đâu? Giống như không ở nơi này. Là ẩn nấp rồi, hay là đã bị cự long ăn? Cự long đang tới nơi này, chẳng lẽ đang đuổi bắt bọn hắn? Tám cường giả của Thái Uyên cực địa đều lộ mặt dữ tợn, nếu đã e ngại cự long, khẳng định có ân oán với cự long, bọn hắn cũng không có cái gì phải lo lắng cả. Long cốt cự ngạc đâu, cút ra đây. Hám hải thú cố ý gào to, mãnh liệt nhấc lên hải triều, bao phủ hơn trăm dặm dãy núi, sóng lớn ngập trời, đinh tai nhức óc. Cút ra đây, ha ha, sợ là ngươi gánh không được. Khương Phàm không có thời gian lề mề cùng bọn hắn, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đánh một kích đến hám hải thú. Ầm ầm, liệt diễm bạo động, ánh sáng của lửa rọi khắp dãy núi, quá chói mắt, giống như mặt trời màu vàng đột nhiên rơi xuống, nhiệt độ cao nướng cả đại dương mênh mông cùng khung trời xung quanh, khuấy động uy lực diệt thế kinh khủng, bao phủ tới phía hám hải thú. Chu Tước Yêu Hỏa tiến vào cảnh giới thánh linh, đơn giản đã là chân uy diệt thế phần thiên viêm. Một kích không giữ lại chút nào. Giống. Hám hải thú huy động 8 cái xúc tu, thôi động hải triều cuồng bạo tấn công, toàn bộ hải triều đều dâng lên, thao thao bất tuyệt, liên miên lao nhanh. Ầm ầm, thủy hỏa va chạm. Đối kháng không giao hòa như trong tưởng tượng, mà là hải triều tấn mãnh tháo chạy. Liệt diễm nóng bỏng va chạm trong chốc lát đã diễn biến ra ngàn vạn sợi hỏa vũ, giống như là thiên kiếm, mở ra thủy triều, nhanh chóng che mất hám hải thú nguy nga. Hám hải thú kêu thê gào lương thảm thiết, lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân mang theo đầy liệt diễm. Sắc mặt đám người Thái Uyên cực địa đột nhiên biến đổi. Bọn hắn có 3 thánh linh 5 bán thánh, vậy mà đều cảm nhận được liệt diễm áp bách. Đây là lửa gì, người này rốt cuộc là ai? Cấm nguyên sát trận, vây khốn bọn hắn cho ta. Một vị lão nhân triệu ra một thanh cốt kiếm, nghiêm nghị thét lên ra lệnh. Giống. Toàn thân hám hải thú đẫm máu, nó phát cuồng mà gào thét, huy động xúc tu muốn báo thù. Dừng tay. Nam tử cầm đầu đột nhiên quát bảo đám người ngưng lại. Thiếu tộc trưởng, còn muốn nhịn. Đám người khó có thể tin được mà nhìn nam tử, đây là công tử tàn nhẫn mà bọn hắn biết sao. Từ khi ra ngoài đến bây giờ, vì sao lại luôn nhẫn nhịn? Nam tử cầm đầu nhìn Khương Phàm thật sâu, sau mặt nạ lại nhếch miệng lên tia cười lạnh, khua tay nói. Thả bọn họ đi. Thiếu tộc trưởng. Thả bọn họ đi. Đám người trao đổi ánh mắt, đè chiến ý lại. Hám hải thú không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, nó tản ra hải triều, nhường đường. Ngươi ngược lại rất thức thời. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu thật tốt, chúng ta không oán không thù, chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, nếu như ngươi dám đùa ám chiêu với ta, ta cũng không tha cho ngươi. Khương Phàm tản ra liệt diễm, mang theo bạch tai cùng tặc điểu và 2 tỷ muội đông hoàng như ảnh biến mất trong rừng rậm. Một vị lão nhân rất bất mãn mà nói. Thiếu tộc trưởng. Chỉ cần chúng ta cản bọn họ lại, liền có thể bằng vào tràng diện chiến đấu mang tử kim cự long theo, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, bọn hắn liền hẳn phải chết không. Chúng ta không xác định phải chăng giữa bọn hắn và cự long có ân oán, cũng không xác định sau khi cự long biết đến thì sẽ là gì dạng. Thay vì trực tiếp liều mạng cùng nhau, chi bằng. Nam tử cầm đầu nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, thản nhiên nói. Các ngươi nghênh đón cự long, hàm xúc chào hỏi. Nhìn phản ứng của cự long, ta tự mình truy đuổi, để lại ký hiệu ven đường chỉ dẫn cho các ngươi. Vẫn là thiếu tộc trưởng suy nghĩ chu toàn. Bọn hắn không tiếp tục kiên trì, liền lập tức tiếp nhận đề nghị của thiếu tộc trưởng. Nếu như chúng ta mang càng nhiều người đến, cũng sẽ không cần thiết phải phiền toái như vậy, ai bảo chúng ta thất sách cơ chứ. Trước đó nam tử đến dò xét thế giới mới chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Tuyệt đối không nghĩ tới vừa tới nơi này không có mấy ngày vậy mà thế giới mới lại đột nhiên trồi lên mặt biển. Hắn mang theo 2 vị tộc nhân thánh linh cảnh, hám hải thú thánh linh cảnh, còn có 5 vị bán thánh, đội hình đã rất cường đại, dựa theo mong muốn ban đầu là hoàn toàn có thể hiển lộ rõ ràng ra thực lực Thái Uyên cực địa ở trước mặt tất cả hoàng tộc hoàng đạo. Mà tại hải vực minh mông này, tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng hẳn là cho Thái Uyên cực địa bọn hắn mặt mũi. Ai biết vậy mà lại đụng phải cọng rơm cứng này. Đám người này coi như không có long cốt cự ngạc, đều đã là 3 vị thánh linh cảnh.
Mà, bất luận là long cốt cự ngạc trước kia, hay là nam tử bây giờ, đều giống như rất mạnh. Nếu như bọn hắn ngạnh kháng cứng đánh nhau, tất nhiên sẽ có thương vong. Lý do an toàn, vẫn là mang theo cự long, bọn hắn sẽ nhìn tình huống mà ra tay. Áo choàng của nam tử dâng lên hắc vụ nồng đậm, che mất hắn, giống như bóng ma trong rừng rậm, ẩn nấp tất cả khí tức, lặng yên đuổi kịp mục tiêu đã đi xa. 3 giờ sau, tử kim cự long đang đi lùng bắt đã gặp mặt cùng hám hải thú. Sau khi giao lưu đơn giản, tử kim cự long lại phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, dọc theo dấu vết nam tử lưu lại mà đuổi tới. Khương Phàm phóng tới trong rừng rậm, xuất phát từ cẩn thận không để cho tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh thi triển võ pháp không gian, chỉ là tự mình ngưng tụ lỗ đen vượt qua mấy trăm mét, biến mất khỏi tại chỗ, thay đổi phương hướng và vị trí. Nhưng, tiếng long ngâm giống như từ đầu đến cuối đều không có từng đứt đoạn, mà là càng ngày càng gần. Hình như ngươi đã bị tập trung vào. Tặc Điểu nhếch đầu lên, ngóng nhìn quang hải bành trướng ở cuối tầm mắt. Bên trong thông thiên tháp không có tiết lộ long khí, làm thế nào nó đuổi theo được? Khương Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Không nên đánh giá thấp khí năng lực truy đuổi của cự long đối với giống loài khác, nhất là khí thức thần long. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở Khương Phàm. Chẳng lẽ chạy không thoát? Người điều tra thêm phải chăng đám người Thái Uyên cực địa kia đang truy đuổi, nếu như không có, ta mang người thoát khỏi từ hư không, tận lực kéo dài khoảng cách. Thái Uyên cực địa khẳng định đang truy đuổi, không cần nghi ngờ. Khương Phàm đứng trên một vách đá hiểm trở, nhìn qua phương hướng cự long hoành hành. Bọn hắn hẳn là đang ở gần đó, ta tìm hắn. Bạch Tai trầm giọng nói. Thái Uyên cực địa có một loại bí thuật ẩn nấp, có thể giao hòa cùng hắc ám, còn có thể bắt được vết tích sinh mệnh. Chúng ta tìm không thấy bọn hắn lại có thể khóa chặt chúng ta. Nếu như vận dụng Sơn Hà Đại Táng trực tiếp chôn vùi phạm vi vài trăm dặm, cự long liền có thể trực tiếp tiếp cận được chúng ta. Khương Phàm dùng sức bẻ bẻ cổ, hoạt động hạ thân thể. Không chạy nữa, gặp con cự long kia một lần. Tặc Điểu lập tức trừng lớn con mắt. Gặp cự long một lần, ngươi điên rồi. Vừa vặn thử thực lực thật sự của ta bây giờ một chút. Ta biết ngươi rất nghiêu bức, ngươi cũng xác thực rất nghiêu bức, ngươi nói ngươi có thể khiêu chiến Thánh Vương, ta là thật không nghi ngờ, nhưng đó là một con cự long cảnh giới Thánh Vương, người ta có thể khiêu chiến được Thánh Hoàng. Ngươi là một thánh linh có thể khiêu chiến Thánh Vương, đi khiêu chiến một Thánh Vương có thể khiêu chiến Thánh Hoàng, đây không phải muốn chết sao? Coi như đánh không lại, ta hẳn là có thể chạy trốn. Khương Phàm càng nghĩ càng phấn chấn, khiêu chiến cự long. Xác thực hy vọng xa vời, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, mấu chốt liền xem nên đánh như thế nào. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi muốn nghênh chiến cự long, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Thế giới mới tựa như là một cái vòng xoáy đang hấp dẫn số lượng lớn hoàng đạo tụ tập, nếu như thân phận của ngươi bị truyền ra, chẳng phải là tự tìm đường chết. Rốt cuộc là bọn hắn vây bắt ta, hay là ta đi săn bọn hắn, nói còn quá sớm. Trước đó Khương Phàm không muốn huyên náo quá lớn, nhưng bây giờ long cốt cự ngạc đã đạt được cơ duyên, sắp bước lên thánh vương cảnh, hắn không để ý biến thế giới mới thành Đại La Sơn, thứ hai. Muốn vây bắt hắn. Làm tốt bị chuẩn bị để hắn đi săn đi. 10 vạn dặm sông núi này, sẽ là siêu cấp lôi tràng của hắn. Ngươi luôn đột nhiên như làm quyết định vậy sao? Ngươi không cân nhắc hậu quả sao? Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng. Sau khi cự ngạc đạt được cơ duyên thì ta đều đang suy tính. Các ngươi đều đến bên trong thông thiên tháp đi, Bạch Tai, chuẩn bị sẵn sàng đi ra phối hợp với ta bất cứ lúc nào. Khương Phàm ngắm nhìn phương xa, tính toán chiến thuật. Dự đoán khả năng chiến trường xảy ra biến cố và có thể sáng tạo cơ hội. Nam tử của Thái Uyên cực địa kia giống như một bóng ma, phiêu đãng ở trên sườn núi phía xa, ngắm nhìn đám người kia đột nhiên dừng lại. Không đi, chờ chết sao, hay là nói, bọn hắn biết cự long. Chẳng lẽ mình chủ quan sao? Giống. Bầu trời mông lung nhìn không thấy bờ lại truyền đến rồng ngâm thật lớn, giống như thiên âm tuyên cổ phiêu đãng. Khiến cho ngàn vạn yêu thú trong dãy núi rừng rậm hồi hộp không thôi. Ánh sáng nở rộ ngập trời, giống như đại dương mênh mông lao nhanh, bao phủ khung trời. Một con tử kim cự long đạp tan trời cao, mãnh liệt đong đưa, hoành hành tới phía Khương Phàm nơi này, thân rồng 5 vạn mét, long uy kinh khủng, tràn ngập cảm giác áp bách. Tử kim cự long cách rất xa đã khóa chặt nam tử nhân tộc đứng tại đỉnh núi. Chính là hắn,
lúc trước hắn cưỡi long cốt cự ngạc, sau khi nghe được thanh âm của ngài liền dọa đến chạy trốn. Hám hải thú khống chế hải triều theo sát ở phía sau, long uy tràn ngập đất trời để nó ngạt thở, nhưng vẫn cố gắng nâng cao tốc độ cao nhất theo vào. Là hắn, là người ta muốn tìm. Tử kim cự long cách rất xa đã mẫn cảm đã nhận ra khí tức thiên long yếu ớt tràn ngập trên thân nam tử kia. Thật, vậy chúng ta rút lui trước, ngài từ từ chơi. Hám hải thú phấn chấn, quả quyết mang theo người của Thái Uyên cực địa rút lui, còn lại giao cho cự long, bọn hắn chỉ cần ngồi ở phía xa quan sát là được. Cự long hoành hành, nhào về phía vách núi. Khương Phàm rời khỏi đỉnh núi, dậm chân lên trời. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào, đều phóng thích toàn bộ thực lực, thân thể thẳng tắp như là cùng thiên địa tương dung, cùng sơn hà hợp nhất, mỗi một bước dẫm xuống đều mang vận luật đặc biệt, siêu thoát không nói ra được. Phạm vi mấy trăm dặm sông núi đều giống như bị rót vào linh tính, nhìn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại giống như là mấy triệu chiến binh đang ẩn núp, đang chờ điều lệnh. Chính là ngươi cầm đồ không nên cầm. Tử kim cự long cách rất xa liền phát ra tiếng long ngâm minh mông, như sóng đảo cuồn cuộn, dẫn phát đất trời oanh minh. Đang ở trên tay của ta, ngươi muốn. Khương Phàm ngạo nghễ đứng thẳng, không sợ long khí đập vào mặt. Năm. Bản thân, trong huyết hải liên tiếp thức tỉnh, nhấc lên huyết khí cuồn cuộn khuấy động huyết nhục thần hồn. Năm bản thân, tăng vọt gấp 5 lần. Cảnh giới tại thời khắc này đã bạo động thẳng bước lên tới cảnh giới Thánh Vương. Hắn bế quan tại Thiên Khải 2 tháng, luyện hóa 5 khối bảo cốt Thánh Vương, cảnh giới và thực lực sớm đã tăng lên trên diện rộng, bây giờ lại được điệp ra gấp 5 lần, cơ hồ đã thật sự bước vào cảnh giới Thánh Vương. Người thừa nhận, vật gì? Tử kim cự long ầm vang tăng vọt long uy, long khí ngập trời như biến thành đại dương mênh mông, che mất khung trời, chiếu khắp núi sông. Di vật của đại đạo long quỳ. Giọng Khương Phàm nói ra to rõ như tiếng chuông đồng, quanh quẩn tại khung trời. Sao ra, có thưởng. Tử kim cự long rất bất ngờ, hắn lại biết đại đạo long quỳ. Đây chính là bí mật phong tồn trong cao tầng long tộc. Không giao thì sao? Thi cốt không còn. Giết cả thân tộc. Người đây là đang thẩm phán ta. Giao ra. Tử kim cự long lao về phía trước, long khí cuồn cuộn bạo động, lay động cả vùng đất trời này, xông về Khương Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Khương Phàm hét lớn, như cửu thiên lạc lôi, phạm vi mấy trăm dặm đều sụp đổ, xuất hiện kinh khủng bạo động cuồn cuộn, tràng diện rung động lòng người. Sóng chiều tai nạn vô tận như ngàn vạn con sông đổ về biển cả, mãnh liệt lao tới phía Khương Phàm. Khương Phàm triển khai toàn bộ thực lực của mình, không có bất kỳ giữ lại cái gì, đi lên chính là sóng chiều tai nạn cực hạn. Mà đối chiến với cự long cảnh giới Thánh Vương, cũng nhất định phải ứng phó toàn lực, nếu không chính là tìm đường chết. Hắn đang làm gì? Các cường giả Thái Uyên cực địa đột nhiên bị bao phủ trong tai nạn bỗng nhiên biến sắc, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đầu ra hỏa này rót nước sao, cũng dám đối kháng cùng cự long. Lại còn chủ động xuất kích. Khương Phàm dậm chân phóng lên trời, nghênh chiến tử kim cự long. Khí thế đang bị kiềm chế được phóng thích toàn diện, uy thế gần như là Thánh Vương đang cuồn cuộn kéo ra khắp nơi. Giờ khắc này hắn hào tình vạn trượng, chiến ý như thủy triều, như là sông lên cửu thiên, bên dưới nhiếp cửu u thần ma, như sóng chiều tai nạn từ đại dương hội tụ đến trước mặt hắn. Ép tới vùng không gian này đều đang oanh minh, hám hải thú ở xa xa kinh hãi đến mức toàn thân nó đều như muốn nhũn ra. Ngươi là người phương nào? Tử kim cự long phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, không còn là gào thét, mà là thần thông long tộc chân chính, song âm ngập trời như muốn đánh nát ý chí của trời đất, đánh rách tả tơi hồn phách của vạn vật, mỗi đạo sóng âm đều như là ẩn chứa giết chóc cùng uy lực hủy diệt cực hạn. Cuồn cuộn sóng âm giống như đại dương cuồn cuộn, lại như vạn long xuất kích. Nghênh chiến sóng chiều tai nạn. Ầm ầm, thế công khủng bố kinh thiên động địa nổ lên giống như tinh không táng diệt, ngay sau đó nhấc lên cơn bão năng lượng không có tận cùng, khung trời cuồn cuộn trở thành phế tích, năng lượng khủng bố quét sạch mấy trăm dặm. Hám hải thú và các cường giả Thái Uyên tán loạn ngay tại chỗ, tựa như núi đá đột ngột nhảy lên, gào thét lên tung bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Tử kim cự long lại lần nữa hỏi thăm, nó thật sự có chút ngoài ý muốn. Nó là cự long, người thừa kế chính thống của huyết mạch yêu đế, tùy tiện một tiếng long ngâm đều ẩn chứa ngàn vạn sát cơ, đủ để hủy diệt những cái năng lượng võ pháp buồn cười kia của nhân tộc.
vậy mà người này lại có thể thông qua cưỡng để cảnh giới, ngạnh kháng chính diện với nó. Hắn lấy ở đâu ra lực lượng? Hắn ở đâu ra can đảm? Nhân tộc thiên hạ dám trực tiếp khiêu chiến cùng long tộc, chỉ có hai phe đế tộc kia. Nhưng, cho dù là gặp nhau, cũng đều là thận trọng giao phong, không thể nào lớn lối làm càn như thế. Ngươi nhìn xem ta là ai? Toàn thân Khương Phàm cứ như là hỏa lô, đốt ra tia sáng đầy trời, khí tức cường hãn dâng lên, cướp đoạt năng lượng tự nhiên giữa đất trời. Hắn bay thẳng lên cao, nhấc lên liệt diễm, trong chốc lát giống như là mở ra dị độ không gian, liệt diễm chật ních cả khung trời, bên trong hiển hiện ra trọn vẹn 5.000 thú ảnh. Mãnh hổ, hùng sư, giã tượng các loại, đều là những mãnh thú cường hãn. Ngoài ra còn có bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng và các loại phượng hoàng cùng các loại yêu thú như kim bằng, kim kiêu, kim hống, và các loại dị thú như hồng hoang man long, thái thản cự viên. Càng là có hình ảnh tượng trưng cho chính hắn, Chu Tước. Trong 5 năm Khương Phàm bế quan tại xí thiên giới đã đặc biệt làm một sự kiện nhất, chính là thăng hoa vạn thú thiên hoàng quyền. Tài nguyên tu luyện càng là tự mình hấp thu từ huyết khí cùng hồn khí của bọn người Kiều Vô Hối, Khương Diễm. Vạn thú thiên hoàng quyền trước đó chỉ là thánh pháp, nhưng sau khi được Khương Phàm cải thiện, tuyệt đối đã đạt đến vấn đề thiên pháp cao cấp, huống chi lực lượng thi triển lại còn là Chu Tước yêu hỏa, tượng trưng cho phần diệt vạn vật. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, thú triều phóng tới, theo Khương Phàm khống chế, bọn chúng va chạm vào nhau, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu mặt trời giống như, ngưng tụ khí tức thú triều, diễn biến bá thế, được Chu Tước yêu hỏa thôi động hoành không mà đi. Giống Cự Long nhúc nhích cơ thể, hướng về phía liệt diễm đầy trời phun ra long ngâm. Bộc phát toàn diện bí thuật long tộc gào thét như là thiên âm, lại như tiếng chuông tang diệt thế, bá đạo tuyệt luân, cuồn cuộn sóng âm như rời sông lấp biển, thủy triều tử kim vô tận thao thao bất tuyệt. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, băng diệt mặt trời yêu hỏa, nổ lên thú ảnh đầy trời, tràng diện rung động giống như là cự long diệt thế, chém giết vạn thú, tiếng vang nương chấn thiên động địa theo thú triều gào thét. Nổ tung tại khung trời. Tốt! Khương Phàm phấn chấn hô to, thú quyền thăng hoa vậy mà lại có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Cự Long. Không uổng công hắn hao phí tâm huyết tại xí thiên giới, không phụ bọn người Kiều Vô Hối bỏ ra. Giống! Hống hống hống! Cự Long thẹn quá hóa giận, liên tiếp gào thét, nhấc lên tử kim, màu tím vàng, sóng chiều giống như thiên quân vạn mã chấn vỡ đất trời, nghiền ép linh hồn. Như muốn quét ngang hết thảy mọi thứ trước mặt đều hầu như không còn, ngay cả hạt bụi cũng không muốn giữ lại. Tên con người này rõ ràng không phải thánh vương chân chính, chỉ là cưỡng ép thôi động thực lực mà thôi, vậy mà lại có thể chính diện ngạnh kháng cùng nó. Đây quả thực là khinh nhờn đối với huyết mạch Cự Long. Khương Phàm đưa tay chỉ lên trời, dẫn xuất Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ từ trong thông thiên tháp, nương theo lay động mãnh liệt, thổ triều ngập trời, quy mô tăng vọt. Bọn chúng giống như là cự linh đang ngủ say khôi phục ngay tại thời khắc này, từ mấy chục mét tăng vọt đến mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn mét, cùng núi rừng rộng lớn, đại địa vô hạn đều sinh ra cộng minh mạnh mẽ. Nhất là Thái Tổ Sơn, quy mô đã tăng vọt đến hơn 3.000 mét, giống như quân vương, thân lệnh Đại Sơn Thượng Cổ. Ầm ầm, tiếng long ngâm kinh thiên như những con sóng cả cao đến vạn trượng, lại giống như là đại dương liên miên bất tuyệt bao phủ cả đất trời. Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ đứng ngạo nghễ giữa trời cao, tản mát ra khí thế bằng bạc, to lớn mà bao la hùng vĩ, giống như là những hòn đảo đang nghênh đón sóng lớn va chạm. Khương Phàm cứ việc bị xung kích đến sôi trào khí huyết, đến linh hồn nhói nhói, nhưng vẫn toàn lực khống chế quần sơn, quấy nhiễu sóng âm trùng kích. A! À, Tử Kim Cự Long đột nhiên ngừng lại, nhìn quần sơn hùng cứ trên bầu trời, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc không nói được. Hắn là Khương Phàm. Một tiếng hét dài truyền đến tại điểm cuối cùng của chiến trường, yếu ớt phiêu hốt, quá xa, nhưng vẫn có thể nghe được phần chấn kinh kia. Là đám người của Thái Uyên cực địa kia. Bọn hắn bị năng lượng tác động đến, tử thương thảm trọng, nhưng mặt mũi nam tử cầm đầu lại tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin được mà nhìn quần sơn sắp xếp trên khung trời. Quen thuộc, quá quen thuộc. 6 năm trước, Thương Huyền Đại Lục ở Tây Bộ bộc phát, cuộc chiến Đại La Sơn, dẫn phát oanh động kịch liệt. Một lần trùng kích đến chiến trường Thiên Khải. Hắn từng hao tổn rất nhiều để chiếm được một khối ký ức tinh thạch, nghiên cứu cẩn thận qua những trận chiến đấu kia. Biểu hiện chói mắt Đại La Sơn nhất lúc đó, không thể nghi ngờ chính là sơn nhạc giống như chiến binh không thể phá vỡ này. Một màn trước mắt,
cùng hình ảnh hắn từ nhìn thấy trên tinh cầu ký ức sao mà tương tự. Hắn là Khương Phàm, hắn là Khương Phàm. Trách không được lại lớn lối như thế. Nam tử cầm đầu vừa dứt lời, ánh sáng đã ngập trời trên chiến trường nơi xa, bay thẳng trời cao, trời đất rúng động, núi lớn lay động, một con chu tước hoa lệ dục hỏa trùng sinh xuất hiện ở bầu trời. Tử Kim Cự Long, muốn đầu của Khương Phàm ta, xem ngươi có đủ tư cách một chút hay không trước đã. Khương Phàm hóa thân thành chu tước, kích phát liệt ngục thuật, cơ thể biến thành luyện lô lông vũ, hoa lệ đều phun trào ra uy thế phần diệt bá đạo, ánh sáng rọi khắp nơi, điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Mấy trăm dặm dãy núi lay động mãnh liệt, uy lực tự nhiên như con sông lớn đổ vào biển, lao nhanh gào thét, tề tụ về chu tước. Chu tước dương cánh, cường quang bạo động, giống như mặt trời đỏ va chạm sơn hà. Khương Phàm, ngươi lại rời khỏi Thương Huyền, quần hùng thiên hạ tìm ngươi không được, ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Tự chui đầu vào lưới. Tử Kim Cự Long chấn kinh càng cuồng nhiệt hơn, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ là đến dò xét thế giới mới, vậy mà lại có thể có cơ hội săn giết chu tước. Nếu đã tự chui đầu vào lưới, nó liền không khách khí mà nhận lấy. Huyết mạch cự long thức tỉnh toàn diện, thánh uy vô tận đang gào thét, kim quang cuồn cuộn, long khí tràn ngập, đều giống như hàng ngàn hàng vạn con sông lớn lao nhanh ở trên trời, thanh thế kinh người. Ở ngoài ngàn dặm, dãy núi sao động, vô số yêu thú chăm chú quan sát, số lượng lớn kẻ xông vào đều ngừng chân. Cách ở rất xa ngắm nhìn chiến trường xa xôi. Long uy thật mạnh. Là Tử Kim Cự Long sao? Là ai mạo phạm Cự Long? Đám người bạo động, nhao nhao chạy về đầu nguồn chiến tranh. Càng là tới gần, bọn họ càng là chấn kinh, rất nhiều ánh mắt đã nhìn thấy được rõ ràng có hư ảnh một con chu tước dương cánh bay cao ở đằng xa. Chu tước, trong thế giới mới lại còn có chu tước. Ngưu bức thật. Không. Không đúng. Từ xưa đến nay, chu tước cho tới bây giờ đều là đơn độc xuất hiện, tượng trưng cho huyết mạch cầm tộc chí cao. Nếu Thương Huyền có chu tước chuyển thế, trong thế giới mới liền không khả năng xuất hiện. Nói cách khác, đó là Khương Phàm. Khương Phàm đang chém giết với Cự Long. Nhưng, Khương Phàm không phải đang chinh chiến tại Thương Huyền sao, làm sao lại có thể xuất hiện ở bên ngoài hải vực mấy trăm ngàn dặm này? Tên điên kia còn có tâm tư du đãng khắp thiên hạ. Giống. Tử Kim Cự Long xoay quanh bay lên trời, vũ động cương phong, tất cả sinh linh đều đang run rẩy. Thân rồng 5 vạn mét thực sự quá to lớn, cương phong được nhấc lên đều muốn vỡ vụn vùng không gian này. Mặt ngoài cơ thể nó hiện ra các ký hiệu này sáng chói khác nhau. Đó là thuộc về Long Văn Cự Long, ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Theo huyết mạch kích phát, Long Văn hiển hiện, giữa đất trời như là xuất hiện chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, dung chuyển mười phương. Sóng âm, long khí, cương khí, năng lượng kinh khủng lập tức che mất trời đất, thao thao bất tuyệt. Phạm vi phế tích vài trăm dặm đều triệt để bạo động, hóa thành bột mịn. Khương Phàm vỗ cánh bay cao, nơi cổ áo xông ra xiềng xích màu máu, hoành kích quấn quanh Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Trong chớp mắt, hắn cùng dãy núi hình thành cộng minh hoàn mỹ, như là hợp thành một thể. Khương Phàm dương cánh hơn 100 mét, kéo lấy 82 ngọn núi lớn hoành hành khắp nơi. Ngạnh kháng lấy cơn gió lốc bạo động lao thẳng đến Cự Long. Ầm ầm. Khương Phàm cùng Tử Kim Cự Long cuồng dã giết tới nhau. Trời đang rung, đất đang động, quần hùng đang run rẩy, tất cả các cường giả đi đường đều đứng tại nửa đường, cách mấy trăm dặm nhìn đến chiến trường nơi xa. Tinh huyết trong cơ thể của bọn hắn như thủy triều, bành trướng nhảy nhót, điên cuồng hội tụ đến hai mắt, con mắt dâng lên cường quang, nhìn thấu hắc ám, nhìn thấu không gian. Nhìn về phía hình ảnh chu tước chém giết Cự Long cực kỳ rung động. Không sai, chính là chu tước, đó chính là chí tôn vạn cầm, chu tước. Phần thiên thần hoàng tới thế giới mới. Phần thiên thần hoàng quả nhiên đã rời khỏi thiên khải chiến trường. Sau khi tất cả các cường giả cấp hoàng đạo đã xác định được thì hận không thể lập tức truyền tin tức đi, lại điều thánh vương đến săn giết Khương Phàm. Nhưng, nơi này là thần dụ chi hải, cách hoàng đạo của bọn họ thực sự quá xa. Chỉ là đưa tin tức ra ngoài liền muốn 1 đến 2 tháng, mời Thánh Vương đến lại không biết phải mất bao lâu. Huống chi, Khương Phàm lấy ở đâu ra can đảm khiêu chiến với Cự Long Thánh Vương cảnh. Mặc dù linh văn chu tước của hắn rất cường hãn, nhưng đó là Cự Long, không hề yếu chút nào, thậm chí càng cường thịnh hơn Cự Long mấy phần. Hắn đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Đúng lúc này,
Chiến trường bạo loạn đã xuất hiện kịch biến. Ầm ầm. Cự Long mãnh liệt đong đưa, toàn thân huy động 3000 chiếc vảy rồng, giống như sống sờ sờ tháo rời từ trên thân thể ra, nhiễm lấy máu tươi, khuấy động ánh sáng. Nơi mạnh nhất của Tử Kim Cự Long chính là huyết nhục, càng là Long Lân không thể phá vỡ Tử Kim. Vảy rồng rời khỏi cơ thể, diễn biến đẫm máu, thế như thiên đao cuồng kích chặt đứt tất cả núi lớn, xiềng xích, chém vỡ nát ngàn vạn hỏa vũ mà Khương Phàm nhấc lên, tràn ngập đất trời che mất Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng nhấc lên, nhưng vẫn bị trăm mảnh vảy rồng đánh trúng. Máu me đầm đìa, toái cốt đầy trời, hai cánh vỡ nát. Hắn giống như một viên thiên thạch nhuốm máu xẹt qua bầu trời, nện ở trong phế tích, máu tươi như phun ra ngoài giống như cột nước. Thảm bại. Giống. Cự Long gào thét, vảy rồng đều trở về. Hai cái sừng rồng trên đầu bộc phát cường quang, khí tức túc sát mênh mông bao phủ khắp nơi, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế đang xâm nhập không gian. Cường quang trên sừng rồng đạt đến cực hạn như triệt để thay thế mặt trời, mê vụ của thế giới mới hoàn toàn bị xua tan, phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm đều có thể nhìn thấu hào quang nhỏ yếu. Ầm ầm. Hai cái sừng rồng giống như tuyệt thế thần binh đang thức tỉnh, khuấy động ba động cường đại hủy trời diệt đất, lại như là viễn cổ hung thú mở cái miệng rộng, phun ra nuốt vào, tất cả năng lượng đều trống không. Sừng rồng ba động bộc phát cực hạn, giống như là đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Giống. Cự Long đánh ra hai loại năng lượng cực hạn đối với Khương Phàm, đây là đại thần thông của Long tộc, có thể cuồng kích ngàn dặm sơn hà, có thể tuyệt sát vô tận thần ma, càng có thể hủy diệt tinh thần tại thiên khải mênh mông. Khương Phàm nện ở trong vũng máu, nhưng không có thoát khỏi, cũng không có sốt ruột khép lại thương thế, mà là thả ra phần thiên chiến vực. Nương theo liệt diễm cuồn cuộn, phần thiên chiến vực trải rộng ra dưới thân Khương Phàm, cường quang cùng ánh sáng từ kim tranh nhau phát sáng. Cơ thể nhuốm máu của Khương Phàm nằm ở trên đài chủ tế phần thiên chiến vực, phát ra tiếng gáy to thê lương. Oanh! 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 Chu tước yêu hỏa, hỗn độn nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm sôi trào lên ngập trời, như là vạn cổ hỏa sơn phun trào, thao thao bất tuyệt, đang giao hòa trong va chạm cuồng bạo. Một con chu tước ba màu ngạo nghễ thành hình, chủ thể màu đỏ vàng, cánh trái trắng tuyết, cánh phải đen kịt. Chu tước vỗ cánh ầm vang phóng đại, uy lực diệt thế, nguyên khí vạn vật, uy lực tai nạn, va chạm ra uy lực và năng lượng tuyệt thế. Ầm ầm. Hình ảnh rung động, đánh vào thị giác cực hạn, như là chu tước dương cánh, chém giết thiên kiếp. Va chạm mãnh liệt tại thời khắc này đã dẫn bạo khung trời, lay động trời đất, ngay cả bình chướng thế giới mới ở vạn mét trên không trung đều kịch liệt ba động, nổi lên gợn sóng, xâm nhập đến tổ nguyên sơn xung quanh. Bây giờ mặc dù phần thiên chiến vực còn chưa bằng năm đó, nhưng khi được Khương Phàm không ngừng liên tục thai nghén, đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhất là vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm, đang rất nhanh mạnh lên. Khương Phàm giữ tợn hét lớn, tiếp tục diễn biến thế công. Phần thiên chiến vực vừa mới được trải rộng ra đều lắc lư kịch liệt, diễn biến thành cự đao vạn mét ở bên trong ánh sáng ngập trời, bao quanh hắn, cũng bao quanh ba loại thần viêm. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất của phần thiên chiến vực, có thể dựa theo ý nguyện cùng sự thao túng của Khương Phàm, tùy ý diễn biến ra hình thái gì. Ví dụ như chiến đao, ví dụ như áo giáp, ví dụ như tấm chắn, thậm chí là hai cánh. Ầm ầm. Phần thiên chiến vực diễn biến ra phần thiên chiến đao, tỏa ra hào quang ngút trời, chu tước yêu hỏa mãnh liệt lao ra, hóa thành hình ảnh chu tước vờn quanh chiến đao, nguyên hỏa vạn vật theo sát ở phía sau, hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh chiến đao, bát hoang tuyệt diễm thì hiển hiện bức tranh dân chúng kêu rên táng diệt thần ma khủng bố, bao trùm lấy phần thiên chiến đao. Tử Kim Cự Long vừa muốn phá tan năng lượng bạo động đầy trời, tập kích Khương Phàm, lại đối diện gặp phải năng lượng phần thiên chiến đao mở ra trước một bước. Keng! Phốc phốc! Chiến đao phóng lên tận trời, bổ cái cằm Cự Long ra, mang theo long huyết. Đầu Cự Long bỗng nhiên giơ lên, ngay cả thân thể 5 vạn mét đều bị liên lụy, thanh chiều ù ù chấn thiên động địa, long khí cuồn cuộn cũng đều theo đó mà hỗn loạn. Giống! Cự Long thịnh nộ, nó gào thét đến rung trời. Mặc dù không phải trọng thương, nhưng đường đường là thánh vương mà bị làm cho bị thương, chính là sỉ nhục. Long ngạo cửu thiên. Cự Long cuồng bạo nhấc lên, nguyên khí đất trời triệt để mất khống chế, long uy vô tận cuồn cuộn mãi không dứt. Phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn kinh khủng, như là cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, không.
không gian đều sụp ra vô số vết nứt, âm dương nghịch loạn, sinh tử giao thoa. Như là tận thế giáng lâm đến thế giới, duy chỉ có cự long ngạo khiếu cửu thiên, trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Khương Phàm giống như bị hãm sâu vào trong sóng chiều tận thế, phải thần phục cự long để đổi lấy sinh tồn. Đây không chỉ là năng lượng kinh khủng, càng là uy thế cực hạn, có thể đè sập ý chí, tan rã chiến ý tăng cao của chúng sinh. Đây cũng là tôn uy vạn thú chân chính. Giống, cự long xoay quanh trùng thiên sau khi bỗng nhiên lao xuống, đuổi giết Khương Phàm. Long khí sôi trào tuôn ra, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, táng diệt nhật nguyệt, theo cự long xuất kích, tràn ngập đất trời sông về phía Khương Phàm. Là cự long, nó tuyệt đối biểu diễn ra thái độ vô địch thuộc về nó, thuộc về thực lực nghiền ép đồng cấp tuyệt đối. Đây chính là chí tôn cự long để yêu tộc thần phục, để nhân tộc sợ hãi, càng làm cho ma tộc kiêng kỵ. Cường giả các hoàng đạo ở bên ngoài vài trăm dặm cũng không khỏi run rẩy tinh thần, sợ hãi khó có thể bình an. Có người thậm chí huyễn tưởng nếu như mình đang ở chiến trường, phải chăng đã tuyệt vọng chờ chết. Khương Phàm nhận lấy long uy cuồn cuộn xâm nhập, ý thức hoảng hốt mông lung, nhưng bỗng nhiên bừng tỉnh, không có thần phục, không có tuyệt vọng, ngược lại kích phát ra linh hồn chu tước. Đỉnh lấy long uy đầy trời, cho thấy chu tước phục thiên thuật có thể uy lẫm dân chúng. Liệt diễm tuôn ra, ánh lửa minh mông trải rộng ra thế giới. Khổng tước xuất linh, thiên bằng thu cánh, thần phục lăng thiên chu tước. Đây là va chạm cực hạn giữa tôn uy vạn thú cùng tôn uy vạn cầm, như là hai thần linh hiện ra uy lực bế nghễ dân chúng. Khương Phàm gáy to cửu thiên, âm thanh rung động trăm dặm, phóng thích 100.000 sợi hỏa vũ, hóa thành 100.000 con chu tước. Lít nha lít nhít bạo kích trên khung trời, nghênh kích vuốt rồng. Ầm ầm, hai mảnh chiều dâng giống như hai mảnh biển động lao nhanh nổ tung, lại như hai quả tinh cầu va chạm ra uy lực diệt thế. Nhưng, Khương Phàm không phải cảnh giới thánh vương chân chính, cuối cùng vẫn không đuổi kịp uy lực cự long, hỏa vũ liệt diễm hắn điên cuồng thả ra lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Thân hình kinh khủng của cự long đối diện nện vào ánh mắt Khương Phàm, long khí tràn ngập đất trời, long uy để cửu thiên sụp đổ. Tuyệt vọng để thần ma vẫn lạc, đều theo đó mà che mất Khương Phàm. Đổi lại là những sinh linh khác, giờ phút này đã sợ hãi đến ngây ra đó, không có chút uy lực chống đỡ nào. Nhưng, Khương Phàm là chu tước chân chính trong yêu tộc có thể đối kháng cùng cự long, cứ việc cảnh giới có áp chế, nhưng hồn phách tuyệt đối không nhận thua, ngược lại bắt lấy cái cơ hội không phải cơ hội này. Một tiếng hét giận dữ bỗng nhiên vang lên, Khương Phàm thể hiện ra uy lực tốc độ đặc thù của chu tước. Vỗ cánh bay cao, mạo hiểm tránh khỏi đầu rồng đang lao xuống. Tại trong chớp mắt, hắn gắt gao giữ chặt móng vuốt, quét về mắt rồng. Đại trùng tử, người khinh địch. Móng vuốt sáng chói, thần uy phun trào, chu tước yêu hỏa, vạn vật nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm, giống như ba ngôi sao vần quanh ở hai bên, khi đang trùng kích trong chốc lát đều đã nổ tung. Đầu rồng đang gào thét lao qua, hoàn toàn không có cơ hội tránh khỏi. Phốc phốc. Nương theo trùng kích trầm muộn, mắt trái của cự long vô tình bị đánh vỡ nát, hỏa diễm thảm liệt phóng thẳng tới huyết động, ầm vang nổ tung. Giống. Cự long bỗng nhiên giơ cái đầu lên, đau đớn gào thét, mắt trái đã hoàn toàn bị vỡ vụn, máu chảy ồ ạt, uy thế cường liệt đả kích thương tổn tới đầu lâu, để ý thức của nó đều có chút hôn mê. Khương Phàm bay lên không bắt lấy cơ hội ngắn ngủi, vung ra ngọc tỷ truyền quốc. Đây là vũ khí duy nhất hắn mang đi khi rời khỏi xí thiên giới đến thần dụ chi hải này. Bọn người Kiều Vô Hối đã được quốc vận tẩm bổ đầy đủ, không cần thiết lại để cho bọn hắn, bây giờ ngọc tỷ truyền quốc chính là vũ khí của hắn. Ầm ầm, mê vụ cuồn cuộn như thủy triều, trải rộng ra khung trời, đánh thẳng vào tất cả long khí cùng liệt diễm, cường quang hiển hiện trong sương mù, có vương hầu thần phục, có vạn dân triều bái, có hoàng vực nguy nga, có thành quách minh mông. Khương Phàm thi triển ngọc tỷ truyền quốc, dẫn xuất quốc vận vô tận, ở sau lưng ngưng tụ ra 300 thương sinh cung. Đây là cực hạn hắn có khả năng thi triển bây giờ. 300 thương sinh cung, 300 mũi sát sinh tiễn, giống như 300 vầng thái dương treo đầy khung trời, sáng chói diệu thế. Khi mà cự long phát giác được vấn đề, nó liền cố gắng nhịn đau đớn xuống, quả quyết nhấc lên long khí bạo động, muốn hoắc loạn trời đất. Nhưng, ngay một khắc này, sát sinh tiễn được phóng thích toàn bộ, ngưng tụ chúng sinh tạo hóa, quốc vận vạn thế, không nhìn thời gian hay không gian ngăn trở, trong chốc lát đã đánh về phía cự long. Không nhìn long khí cuồn cuộn, không nhìn lân giáp cứng cỏi,
cứ thế mà đâm thẳng tới long hồn. Giống. Cự long lại gặp trọng thương, thân thể bị bạo kích bỗng nhiên cứng ngắc. Vào thời khắc này, dị biến lại tái hiện. Trong hốc mắt be bét máu thịt của cự long vậy mà xuất hiện một bóng người. Bạch Tai. Tại thời điểm Khương Phàm vừa mới tại được cơ hội tập kích con mắt của cự long, kỳ thật còn có thể phóng thích uy thế càng mạnh, nhưng hắn không có, mà thừa dịp kịch biến bỏ Bạch Tai bên trong thông thiên tháp vào. Hốc mắt cự long bạo liệt, đầu bị thương, nó đau đớn không chịu nổi, không có chú ý tới trong hốc mắt be bét máu thịt của mình lại có một tên tiểu tử giống như con kiến. Ngay sau đó lại nhận sát sinh tiễn bạo kích, linh hồn bị trọng thương, càng không kịp phát giác vấn đề được. Mà tại thời khắc mấu chốt càng vi diệu này, Bạch Tai đã ra tay. Hắn quả quyết phóng xuất ra bạch cốt lĩnh vực tính mịch giá lạnh, thừa dịp cự long hoảng hốt mà không lưu ý thời khắc đặc thù, cưỡng ép xâm nhập vào trong cái đầu lâu giống như cự nhạc. Khương Phàm nắm chặt thời gian, thi triển bí thuật niết bàn, một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, sau đó kích hoạt ấn ký thủy tổ, lấy huyết nhục thần hồn, ngưng tụ chu tước kiếp trước. Thủy tổ phân thân dương cánh bay lên không, ngang nhiên đuổi giết cự long, liều mình hấp dẫn chú ý. Khương Phàm chân thân thì mở ra nhật nguyệt tinh thần đại táng, không gian bạo động ở sau lưng, trải rộng ra bức tranh tinh thần vô tận, tinh hà lao nhanh ở bên trong nháy mắt đã phóng đại, mảng lớn tinh thần đánh nát hư không, đánh xuyên đất trời, gào thét lao tới thế giới thật sự. Đây không phải truyền thừa chu tước của ngươi. Khương Phàm, thánh linh cảnh khiêu khích thánh vương cự long, ngươi lấy ở đâu ra lực lượng? Ta cùng ngươi náo đủ rồi, kết thúc đi. Truyền kỳ kiếp này của ngươi, kết thúc tại thế giới mới. Cự long triệt để bị chọc giận, lúc đầu chỉ muốn thử thực lực chu tước một chút, không nghĩ tới dưới sự khinh thường lại bị làm bị thương con mắt, còn bị đâm bị thương linh hồn, cái này khiến nó tức giận đến không kiềm chế được, cũng không nguyện ý lại, chơi đùa. Nó cưỡng ép nhìn xuống suy yếu cùng đau đớn từ trong linh hồn, mãnh liệt đong đưa thân rồng 5 vạn mét, sôi trào lên long khí ngập trời. Giờ khắc này, đầu rồng của nó lại nứt ra, chỗ mi tâm xuất hiện một con tiểu long. Tiểu long dài đến hơn 30 mét, so với năm thân rồng nguy nga vạn mét lại lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, tiểu xảo, nhưng, tiểu long nhẹ nhàng bãi xuống, đất trời lại đều là gào thét, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Đây là bí thuật chí cao của cự long tộc, do long tinh ngưng tụ lắng đọng trong cơ thể mà thành, uy lực khủng bố đến cực độ. Cảnh giới thánh vương bộc phát uy thế long tinh, có thể trực tiếp ngạnh kháng một kích của thánh hoàng. Giống như tặc điểu, nó không phải thánh vương với bình thường ý nghĩa, mà giống như Khương Phàm, có thể vượt cấp cuồng chiến. Cảnh giới thánh vương, có thể lay động thánh hoàng. Tiểu long vừa mới xuất hiện, trong phạm vi vài trăm dặm đến hơn nghìn dặm đã liền xuất hiện từng trận lắc lư, như là tràn ngập nguy cơ tử vong. Cùng lúc đó, cự long trực tiếp phóng thích đến hàng vạn chiếc vảy rồng, nhiễm lấy long huyết tươi mới. Huyết khí cùng long khí đồng thời mãnh liệt. Hơn vạn chiếc vảy rồng lập tức hóa thành từng con chân long, vạn long khiếu thiên, giống động thiên địa, giết tới phía chu tước, tràng diện rung động đến để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông. Cự long rõ ràng muốn triệt để oanh sát Khương Phàm, mà Khương Phàm cũng rõ ràng gánh không được. Nhưng giữa lúc vi diệu này, bạch cốt lĩnh vực do Bạch Tai thả ra đã sinh ra hiệu quả, cự long lập tức phát giác được đầu mình có chút vấn đề, rất lạnh, rất đau. Nhưng, cự long vẫn không để ý đến. Vừa rồi không phải là bị đánh nát mắt trái, bị chấn động đầu sao? Không đau không lạnh mới là lạ chứ. Nhưng, thời khắc này Bạch Tai đã toàn diện bão nổi, đầu rồng cự long nguy nga, cũng là bộ phận cứng rắn nhất, theo Bạch Tai điên cuồng khống chế, răng rắc giòn vang, bò đầy vết nứt. Giống, tử kim cự long đang muốn lao xuống bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như nhận lấy một loại trùng kích thảm liệt nào đó, cả cái đầu cũng phải nát rách ra. Thật mạnh. Bạch Tai lập tức có phản ứng, thậm chí hồi hộp, hắn dùng toàn lực ứng phó bộc phát vậy mà không thật sự nát xương cốt, mà chỉ là làm ra chút vết nứt. Không hổ là đầu của cự long. Không hổ là thánh vương cự long. Tuy nhiên, Bạch Tai kinh ngạc thì kinh ngạc, ra tay lại không lưu tình chút nào. Hắn đứng ở trong hốc mắt, giống như huy động hàng ngàn hàng vạn sợi xiềng xích vô hình cuồng bạo xé rách lấy xương sọ cự long. Răng rắc. Răng rắc. Lít nha lít nhít vết nứt lan tràn bên trong xương sọ, mỗi một vết nứt đều mang đến đau khổ kịch liệt. Hống 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 hống. Tử kim cự long điên cuồng di động, huyết mạch sôi trào, xương rồng vặn vẹo, sinh cơ mênh mông như con sông nổi sóng quét sạch toàn thân, muốn khép lại tất cả hài cốt. Nhưng,
Bạch Tai kịch liệt nhúc nhích toàn thân, trực tiếp đẩy từ hốc mắt ra ra cốt khí như cuồng triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào đầu lâu, hóa thành cốt đao kiên duệ oanh kích đến các vị trí, sau đó thả người dâng lên, bị ba bộ thiên nhân chiến khu bao vây nhanh chóng lao xuống. Hắn cũng không dám ở bên trong ở lâu, thật muốn mệnh. Có thể tạo được quấy nhiễu tránh cho Khương Phàm khỏi đả kích chí mạng đã khó có được. Cự Long lần nữa gào lên đau đớn, đầu rồng kiêu ngạo đầm đìa máu me. Liên tiếp dị biến, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, cự Long đau đớn cùng hồi hộp để, Long Tinh cùng vạn đạo chân Long mà nó đang dùng toàn lực thả ra lại xuất hiện hỗn loạn. Chu Tước Thủy Tổ nắm lấy cơ hội hoành kích bầu trời, lấy tốc độ cực hạn giống như muốn xé rách không gian, mạo hiểm tránh khỏi tiểu Long chí mạng cùng hàng vạn Long ảnh tràn ngập đất trời, tinh chuẩn vọt vào hốc mắt cự Long, sau đó. Ầm ầm, tự bạo. Mặc dù Khương Phàm không phải Thánh Vương thật sự, nhưng khí thế kích phát năng lượng cũng đã tới gần Thánh Vương. Thời khắc này tự bạo, lại giống như một mặt trời sụp đổ trong hốc mắt be bét máu thịt của cự Long, đầu tiên là mãnh liệt co vào, ngay sau đó lại là ầm vang phóng thích, liệt diễm như lũ quét tuôn ra, tựa như biển gầm sụp đổ, đánh thẳng vào đầu cự Long. Đầu và xương cốt cự Long không thể nghi ngờ là bộ phận cứng rắn nhất, nhưng đầu tiên là bị Bạch Tai phá hư, có hàng ngàn hàng vạn vết nứt trải rộng ra các nơi, tiếp đó hài cốt lại bị mở ra da thịt, máu me đầm đìa. Giờ phút này chính là thời điểm yếu ớt, căn bản gánh không được bạo tạc như thế này. Răng rắc, ầm ầm, cự Long đang nhấc đầu lên lập tức huyết nhục văng tung tóe, toái cốt bay lên, cùng lúc đó, Khương Phàm toàn lực khống chế thả ra tinh thần đại táng. Đây là truyền thừa thế giới, che đậy tất cả bí thuật võ pháp thế gian. Lúc này Khương Phàm như phất tay lấy ra một mảnh tinh vực rộng lớn, vô số ngôi sao xẹt qua màn trời che mất cự Long đang đau đớn gào lên, sau đó tinh thần chôn vùi, nhấc lên trận bạo tạc thảm liệt, chấn động càn khôn, mười phương minh mông, không gian cũng vì đó mà nhấc lên, mảnh vỡ ngôi sao đánh xuyên trời đất, sóng chiều tai nạn phấp phới mấy trăm dặm, cũng vô tình nuốt hết Khương Phàm. Khương Phàm toàn lực phóng thích để hắn vô cùng suy yếu, chỉ có thể thôi động phần thiên chiến vực bảo vệ mình, bị năng lượng mãnh liệt vô tình hất xông ra 70-80 dặm. Bạch Tai đang nằm nhoài dưới mặt đất, được ba bộ thiên nhân chiến khu bảo vệ, nhưng tương tự cũng tiếp nhận trùng kích hủy diệt, thiên nhân chiến khu bị phá thành mảnh nhỏ, bay lên đầy trời, ngay cả huyết nhục sau lưng của hắn cũng đều bốc hơi trong nháy mắt. Ngọa tào, các cường giả đang tụ tập ở nơi xa hít vào từng ngụm khí lạnh, khoảng cách rất xa xôi ngược lại càng nhìn rõ ràng hơn. Rung động mãnh liệt để bọn hắn run rẩy, linh hồn cũng rung động. Mẫu thân nó, chúng ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Rốt cuộc nơi đó đang xảy ra chuyện gì? Vì sao cự Long đang xuất kích lại đột nhiên ngừng lại? Vì sao nó lại liên tiếp đau đớn kêu thảm? Một con Chu Tước vọt thẳng tới đó tự bạo rồi. Một con Chu Tước khác lại rủ xuống tinh không, hủy trời diệt đất, càng mang cho bọn hắn trùng kích không có gì sánh kịp. Số lượng lớn cường giả ngạnh kháng năng lượng đang cuồn cuộn kéo đến, không để ý khí huyết sôi trào đau đớn. Vẫn phóng tới phía trước hơn 10 dặm, dõi mắt trông về phía xa, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Ngay một khắc này, bên trong cơn bão năng lượng vô tận, một con cự Long đẫm máu phóng lên tận trời, cuồng dã nhấc lên, rung chuyển trời đất, chạy trốn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy bộ dáng cự Long, lại trực tiếp trợn tròn cả mắt. Con cự Long kia, không có đầu. Cự Long không đầu đau đớn nhấc lên, một kích mạnh nhất, toàn lực ứng phó bộc phát. Vậy mà lại không có thương tổn đến Khương Phàm, ngược lại càng bị chặn đánh như thế này. Mấu chốt là, thậm chí ngay cả nó cũng không biết cụ thể đang xảy ra chuyện gì, là cái gì đánh nát đầu của nó. Là cái gì quẹt làm bị thương đầu của nó. Chẳng lẽ gần đó còn có cường giả đang ẩn núp, nếu không làm thế nào Khương Phàm dám can đảm khiêu chiến nó. Cự Long kinh hồn đau đớn, giờ phút này nó không lo được máu tươi đang phun ra, cuốn lên toái cốt đầu rồng đang vẩy xuống đầy trời. Nhất là Long Nguyên to lớn cùng Long Tinh đẹp đẽ, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, cự Long chạy. Khương Phàm săn giết cự Long vậy mà lại thành công. Vô số người ngay cả răng cũng đều đang run rẩy, ớn lạnh toàn thân, cho dù tận mắt thấy được, nhưng cũng khó có thể tin tưởng vào chính con mắt của mình. Cự Long cảnh giới Thánh Vương, vậy mà trong mười mấy hiệp ngắn ngủi liền bị chém đầu rồi. Chẳng lẽ Khương Phàm đã là Thánh Vương rồi sao? Còn nói là đã cường hãn đến loại trình độ nghịch thiên này rồi sao? Nam tử Thái Uyên cực địa lắc lư ánh mắt, khí tức lộn xộn,
cũng bị rung động thật sâu. Đây chính là thực lực của vị phần thiên thần hoàng kia sao? Đó còn là lực lượng mà con người có thể hiện ra sao? Tuy nhiên, nam tử rất nhanh đã hoàn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm cự long đang đi xa. Khương Phàm không có đuổi. Cơ hội tốt như vậy, Khương Phàm há có thể bỏ lỡ. Trừ phi, Khương Phàm trọng thương. Nam tử nắm chặt lại nắm đấm, đột nhiên chào hỏi các cường giả ở sau lưng. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, săn giết Khương Phàm. Thái Uyên cực địa may mắn còn sống sót hai vị thánh linh cùng ba vị bán thánh, bọn họ lập tức hơi phấn chấn tinh thần, quả quyết nhồi đan dược vào trong miệng, kích phát tiềm lực, tăng thực lực lên, xốc xếch cất bước phóng tới trong phế tích. Mặc dù Khương Phàm đã đánh trọng thương cự long, nhưng chính mình khẳng định không chết cũng tàn phế, đúng là cơ hội tuyệt hảo để bọn họ ra tay. Khục, khụ khụ. Khương Phàm gian nan giằng co, miệng đầy máu tươi, toàn thân đau nhức kịch liệt. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền muốn mệnh. Đối đầu loại yêu vật cự long này, cưỡng ép tăng năng lượng lên thánh vương quả nhiên còn kém rất nhiều. Tuy nhiên, chủ tước truyền thừa vẫn hiện ra uy lực vốn có, không để cho hắn thất vọng, sáu đạo lục táng hoàn toàn nhanh nhẹn dũng mãnh như trước đây. Đương nhiên, toàn là do cuối cùng Bạch Tai phối hợp, nếu không dẫn dắt long ảnh con tiểu long kia, thật khả năng đánh nát hắn tươi sống. Vẫn còn có chút mạo hiểm, tuy nhiên, hắc hắc, kích thích. Khương Phàm nhìn qua cự long đang thoát khỏi, lộ ra nụ cười thảm, cũng thuận tay vào lớp viên thuốc trong miệng, điều trị khí huyết đang mệt mỏi. Đại tặc, nếu ngươi đột phá đến thánh vương, bây giờ chúng ta nên săn giết cự long. Ý thức Khương Phàm nhói nhói vừa truyền vào thông thiên tháp, liền nghe đến tiếng lo lắng la lên ở bên trong. Khương Phàm, còn sống không? Đông Hoàng Như Yên đứng bên trong tầng thứ ba bừa bộn, ngẩng đầu lên phía bầu trời càng không ngừng la lên. Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở nơi đó, váy dài tung bay, tĩnh mỹ như tranh vẽ, nhìn rất an tĩnh, nhưng vẫn đang ngửa đầu, chờ đợi lời đáp lại. Không cần lo lắng, kết thúc rồi. Giọng Khương Phàm truyền vào tới. Kết thúc, nhanh như vậy lại không được sao? Là ngươi chạy trốn sao? Ta đã nói ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi coi như có thể khiêu chiến Thánh Vương, nhưng Thánh Linh cùng Thánh Vương vẫn có khoảng cách. Đông Hoàng Như Yên thở phào, chỉ cần còn sống là tốt. Nhìn không ra, cô vẫn rất lo lắng cho ta nhỉ. Chớ tự mình đa tình, ta là sợ ngươi chết rồi, chúng ta rơi xuống trong tay cự long, đến lúc đó phải giải thích thế nào. Yên tâm đi, ta không chết được. Đúng rồi, là ta thắng, cự long vứt đầu xuống. Giọng Khương Phàm đột nhiên ngừng. Khương Phàm, nói chuyện đi, Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương lên. Khương Phàm đột nhiên cảnh giác, lỗ tai khẽ động, rõ ràng nghe được từng tiếng âm thanh xé gió đang truyền đến bên trong bụi mù cùng năng lượng. Các cường giả Thái Uyên cực địa cất bước phóng tới, giống như quỷ ảnh lướt qua phế tích, ngạnh kháng lấy năng lượng cùng liệt diễm còn đang mãnh liệt, dự đoán phương hướng Khương Phàm rơi xuống bên trong mà nhanh chóng vây quanh đi qua. Hám hải thú khống chế chiều dâng cuộn trào, vì để tránh cho kinh động Khương Phàm, nó đã cố ý rơi ở phía sau chừng trăm dặm. Ở phía trước, tản ra, nam tử cầm đầu vô cùng mẫn cảm đối với sinh mạng ba động, rất nhanh đã xác định được vị trí của Khương Phàm, trước tiên liền tế khởi chấn ngục huyết tháp. Huyết tháp dâng lên huyết khí nồng đậm, có vạn sợi huyết quang bao quanh, như lôi điện táo bạo, như là có thể diệt sát hết thảy sinh cơ trên thế gian này. Khởi trận, hai vị thánh linh ba vị bán thánh toàn bộ tăng tốc, hất ra đường cong, sau đó vây quanh Khương Phàm, đồng thời khoác đấu bổng màu đen lên người. Trong tay nhanh chóng diễn biến thành hắc tháp âm trầm. Áo choàng này không phải y phục đơn giản, mà là đặc thù vũ khí của Thái Uyên cực địa. Chấn. Bọn hắn khống chế toàn bộ hắc tháp, chấn áp phế tích, giữa nhau sinh ra cảm ứng mãnh liệt, tạo thành pháp trận tử vong tung hoành trăm dặm. Hai chữ Thái Uyên, bằng máu khắc ở trên áo bào đen trước đó đều đang dâng lên huyết sắc nồng đậm ở bên trong hắc tháp, chấn động hắc tháp ầm ầm lay động, cướp đoạt năng lượng cùng sinh cơ giữa đất trời. Pháp trận đều biến phế tích thành hoang mạc, triệt để phong tuyệt mảnh không gian này, muốn diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lập tức tiếp nhận áp bách mãnh liệt, như là tử thần vô hình cua liêm đao cuồng dã chém vào trên người hắn. Ngươi quên lời ta nói trước đó rồi. Toàn thân Khương Phàm đẫm máu, lung lay chống người đứng lên, nhìn chật vật lại suy yếu, nhưng lại đầy dẫy hung quang, dữ tợn đến đáng sợ. Khương Phàm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta,
thiếu tộc trưởng, Thái Uyên cực địa, Nam Cung Minh. Nam tử cầm đầu kiêu ngạo ngẩng đầu, tự báo thân phận. Thiếu tộc trưởng, ha ha, vẫn là một nhân vật nhỉ. Khương Phàm thản nhiên cười lạnh. So với ngươi vẫn kém một chút. Nam Cung Minh khiêm tốn, nhưng thần thái hơi có vẻ dữ tợn. Mặc dù hắn không bằng thần hoàng chuyển thế như Khương Phàm thế này, nhưng thanh danh của hắn ở giữa đời mới tất cả các hoàng đạo lại cực lớn, bởi vì hắn là thiếu tộc trưởng của Thái Uyên cực địa, truyền nhân Thánh Vương Thiên Phẩm, được khâm định là lãnh tụ hạ nhiệm. Chỉ cần là cường giả bên trong hoàng đạo, không có người nào không biết cái tên Nam Cung Minh này. Nếu là thiếu chủ hoàng đạo, làm việc càng nên thận trọng, không nên lỗ mãng chịu chết. Khương Phàm nhìn các cường giả khống chế hắc tháp ở xung quanh nơi xa, cười lạnh nói. Các ngươi ra ngoài cùng thiếu chủ sẽ phụ trách vì an toàn của hắn, bây giờ không những không ngăn cản, còn dung túng hắn mạo hiểm, đáng chết. Đều đến bây giờ, còn muốn phô trương thanh thế sao? Khương Phàm, người quá khinh thường, cũng dám ở chỗ này chém giết cự long. Ngươi cho rằng đánh lui cự long liền có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Ngươi sai. Các thánh linh, bán thánh cao giọng quát tháo, dung hợp cùng hắc tháp, kích thích pháp trận dâng lên mênh mông sát khí, như cuồng chiều bao phủ toàn trường, tràng diện cực kỳ khủng bố, như là địa ngục xâm lấn, khí tức âm sát điên cuồng kéo đến, tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng, các loại khí tức tử vong bất hủ, cuồn cuộn trên trăm dặm chiến trường, triệt để bao phủ Khương Phàm. Đường đường là hoàng đạo chỉ toàn làm chút chuyện âm tàn khiến cho người ta khinh thường. Nếu các ngươi đã nhất định phải chịu chết, ta thành toàn. Thông thiên tháp trên cổ áo Khương Phàm tăng vọt ánh sáng, giống như là tia nắng ban mai chiếu thấu vào hắc ám, giống như là ánh sáng vạch phá u minh bất diệt, ầm vang nở rộ ở sát trận lĩnh vực đang bạo động. Một vòng mặt trời, theo Khương Phàm phất tay phóng lên tận trời, vô cùng to lớn, ép khắp khung trời. Cuồn cuộn ánh sáng như đại hải vô lượng, chật ních sát trận lĩnh vực, mạnh mẽ mà đại khí, ánh sáng đỏ hồng thiêu hủy vạn vật. A! À, các cường giả Thái Uyên đang muốn chấn sát Khương Phàm thì kêu gào thảm thiết, cuồn cuộn sát khí đều bốc hơi, sát khí vô tận biến mất như hồng lưu, năm cái hắc tháp đều lay động mãnh liệt, trực tiếp biến thành áo bào đen, nhấc lên khói đen nồng đậm, trở lại trên thân đám người. Là Thái Dương Đồ Đằng, to như cự nhạc, ép khắp khung trời, uy thế tràn ngập trời, xâm nhập tất cả các cường giả Thái Uyên. Ở sâu trong đồ đằng có một con kim ô đang quay quanh, toàn thân lập lòe kim hoa, như là đúc bằng vàng ròng, sinh ra ba cái, vỗ cánh huyết dài. Điểu gia ta không phát huy, thật coi điểu gia ta là gà mái sao. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân thành kim ô, khống chế Thái Dương Đồ Đằng sôi trào Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa chí cương chí liệt, chí phách chí dương, ánh sáng hừng hực có thể chiếu phá núi sông vạn trọng, có thể chiếu thấu u minh bất hủ. Hỏa diễm bá liệt càng là khắc chế hết thảy mọi thứ âm tà lén lút trên thế gian. Nó quả thực là khắc tinh của Thái Uyên cực địa. Kim ô, tại sao bên cạnh Khương Phàm có thể có kim ô? Các cường giả Thái Uyên bỗng nhiên biến sắc, hồi hộp sợ hãi, linh văn của bọn hắn, võ pháp mà bọn hắn tu luyện, cùng vũ khí mà bọn hắn sử dụng, sợ nhất chính là loại yêu thú cùng hỏa diễm bá liệt này, cơ hồ là giống như thiên địch. Tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn truyền bí mật của chúng ta đi. Khương Phàm cố ý hô to một tiếng, thúc giục hỏa diễm huyễn điểu. Đã hiểu, bọn hắn ai cũng sống không được. Hỏa diễm huyễn điểu vô cùng phối hợp, dương cánh bay lên không, tiếng gáy to kinh hồn, thôi động Thái Dương Đồ Đằng quét ngang toàn trường. Giết chết bọn hắn. Khuôn mặt Nam Cung Minh có chút động, tựa hồ nghe được thứ gì từ bên trong. Hắn quả quyết thôi động Trấn Ngục Huyết Tháp, bắn ra ngàn vạn tia sáng tử vong, quét ngang toàn trường, muốn xâm nhập kim ô. Tử Linh Ngâm. Các cường giả Thái Uyên đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn phát ra thanh âm thăm thẳm, như âm phong gào thét, như quỷ ngữ gáy gọi, bao phủ toàn trường, so với kiếm khí còn kinh khủng hơn, ở khắp mọi nơi, xuyên thấu hư không, muốn tàn phá linh hồn của con người. Nhưng, đã chậm, đều chết ở chỗ này cho ta. Khương Phàm lên tiếng hét lớn. Âm thanh xé gió gào thét từ đằng xa mà lao tới, là Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Bọn chúng nhận Khương Phàm triệu hoán, giống như siêu cấp chiến binh đang hoành hành, nghiền ép phế tích, mãnh liệt mà tới. San sát nguy nga, hùng vĩ, bọn chúng hoành không mà lên, chấn áp xuống các cường giả ở phía dưới. Các cường giả Thái Uyên kinh hồn biến sắc, quả quyết rút lui về sau, không lo được lại thôi động Tử Linh Ngâm. Oanh! Rầm rầm rầm!
Thái Tổ Sơn sôi trào thổ triều cuồn cuộn, nặng đến ngàn vạn tấn, hung hăng nện ở phế tích, mặt đất lập tức nhấc lên gợn sóng mãnh liệt như cuồng triều, 81 tòa đại sơn thượng cổ liên tiếp oanh kích, bao trùm trăm dặm chiến trường. Ba vị bán thánh chết thảm ngay tại chỗ, bị tươi sống nện thành bánh thịt, ngay sau đó chăn lót thêm thái dương tinh hỏa bao phủ, tươi sống đốt thành cho bụi. Giống. Hám hải thú khống chế hải triều, rốt cuộc cũng giết tới vào lúc này, nhưng nghênh đón nó lại là bạch tai theo sát dãy núi giết tới. Hám hải thú không có xương cốt rõ ràng, không quá chịu ảnh hưởng từ bạch tai, nhưng ba bộ thiên nhân chiến khu đoàn tụ, lại lay động năng lượng đất trời, cuồng bạo vào tới phía hám hải thú. Không đợi hám hải thú phát huy liền bị mãnh liệt tung bay ra ngoài. Toàn thân bạch tai kịch liệt nhúc nhích, liên tiếp phát động cốt khí mênh mông, hóa thành 3.000 cái cốt mâu trắng kiện cứng rắn, hiện ra ý lạnh tùm, giống như là binh khí sắt thép, gào thét lên mở ra không gian, lít nha lít nhít đánh về phía hám hải thú. Hám hải thú hét lớn, nhấc lên mênh mông hải triều cưỡng ép chặn đánh. Nhưng phía trước cốt mâu lại cực kỳ bén nhọn, tùy tiện đâm xuyên qua thủy triều mãnh liệt, vô tình xuyên qua hám hải thú, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó cốt mâu lại hóa thành xiềng xích bạch cốt mênh mông, gào thét lên cuốn lấy hám hải thú. Đối với việc thao túng năng lượng xương, bạch tai đã lên tới đỉnh cao. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Tại thời điểm chiến trường hỗn loạn bộc phát, Nam Cung Minh rút ra một thanh huyết kiếm từ bên trong trấn ngục huyết tháp. Huyết kiếm dỉ máu, thê diễm không gì sánh được, phát ra tiếng ô ô quái khiếu, như là ác quỷ dưới địa ngục đang gào thét, đất trời đều đang lay động. Rõ ràng không chịu nổi cái uy lực địa ngục này, đều muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Huyết kiếm bộc phát huyết quang, càng là nhuộm đỏ vùng không gian này, tràn ngập gió tanh mưa máu. Huyết kiếm như thiểm điện, kéo lấy huyết khí, quỷ ngữ vô tận, vô tình chém về phía Khương Phàm, muốn chém diệt sinh cơ, xé rách hồn phách. Mặc dù cơ thể Khương Phàm toàn thân, người bị thương nặng, nhưng năng lực khôi phục của hắn cũng kinh người, dưới sự kích thích của đan dược và đại diệu thiên kinh. Khôi phục chừng 5 phần. Hắn bạo tạc trong nháy mắt, trực tiếp dùng móng vuốt nghênh đón huyết kiếm. Keng! Tiếng tranh minh chói tai vang lên trên chiến trường, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Khương Phàm cưỡng bức bắt lấy huyết kiếm, trước một khắc khi huyết kiếm cùng huyết khí và sát khí bao phủ hắn, tay phải đã dâng lên diệt thế yêu hỏa, như núi lửa phun trào, mãnh liệt lao ra, cuồng dã xua tan lấy sát khí huyết khí. Sắc mặt Nam Cung Minh kịch biến. Đây chính là hung binh trong trấn ngục huyết tháp, há có thể bị trực tiếp bắt lấy. Hắn khẽ động ý thức, quy mô huyết kiếm tăng vọt, cường thế đẩy lui Khương Phàm, mở ra liệt diễm, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Phần thiên thần hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết trong tay ta, chôn tại đây nơi. Nam Cung Minh thôi động trấn ngục huyết tháp, dâng lên sát khí ngập trời, hiện ra các loại hư ảnh luyện ngục, huyết ảnh cung điện vô tận, còn có huyết chỉ đếm mãi không hết. Không nhìn thấy được cốt sơn, trồng chất ở trên vòng trời. Tràng diện quỷ dị để cho người ta dùng mình. Trấn ngục huyết tháp như đang tái hiện địa ngục. Khương Phàm thôi động đại diệu thiên kinh, tiếp tục khôi phục tinh lực, đồng thời kích phát liệt ngục thuật, biến thân thể mình thành luyện lô, nở rộ ra ánh sáng, điên cuồng cướp đoạt năng lượng đất trời, sau đó nhấc lên liệt diễm vô tận diễn biến ra hơn 5.000 con mãnh thú liệt diễm hung hãn như kim kiêu, kim hống, bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng. Hồng hoang man long, thái thản cự viên. Còn có chu tước hoa lệ. Liệt diễm ngập trời đốt cháy sát khí đầy trời, mãnh thú tập kích, ngang nhiên nhào về phía huyết ảnh địa ngục. Giết! Nam Cung Minh cường thế thôi động, trong lúc nhất thời kiếm minh động thiên, số lượng lớn huyết kiếm từ luyện ngục, cung điện, huyết chỉ cùng cốt sơn phóng tới, mang theo khí tức sát phạt thảm liệt, mang theo uy lực địa ngục vô tận như muốn diệt sát hết thảy sinh vật trên thế gian. Ầm ầm! Liệt diễm cuồng bạo cùng khí tức địa ngục va chạm, thú ảnh hung diễm cùng huyết kiếm thảm liệt chém giết với nhau. Mặc dù những các loại yêu thú như mãnh hổ hùng sư kia không mạnh, nhưng các loại yêu thú như bất diệt thiên hoàng, kim hống lại đều nhanh nhẹn dũng mãnh như là dị thú chân thực lâm thế, cuồng bạo, dục hỏa đẫm máu không gì sánh được. Càng quan trọng hơn là, chú tước yêu hỏa bá đạo có thể khắc chế tử khí, có thể phần diệt huyết khí. Hai người giao phong kịch liệt giống như biến thành sinh tử lưỡng giới va chạm mạnh. Vẻ mặt Nam Cung Minh dần trở nên nghiêm trọng, đối với một màn này hắn rất bất mãn, không phải Khương Phàm bị trọng thương sao? Sao hắn lại còn có thể đối kháng cùng Thánh Vương Thiên Phẩm là mình đây? Hắn không có đánh giá thấp Khương Phàm, dù sao cũng vừa mới giết cùng Cự Long, còn thắng,
cho nên hắn vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng chí bảo chấn tộc, chấn ngục huyết tháp, tiến hành chấn áp toàn lực, kết quả vẫn không thể nào làm bị thương Khương Phàm. Liệt diễm mãnh liệt cuốn quanh toàn thân Khương Phàm, giống như hỏa lô đang điên cuồng thiêu đốt, trong ý thức, lít nha lít nhít thú ấn không ngừng liên tiếp thức tỉnh, phối hợp với liệt diễm hoành kích toàn trường, chặn đánh huyết kiếm. Hắn không có chủ động xuất kích, mà phòng ngự toàn diện, đồng thời không ngừng đút đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực, chữa trị thương thế, kích ra tiềm lực. Làm đầu lĩnh thổ phỉ vừa mới cướp sạch vạn đạo hoàng thành, đan dược hắn mang theo người trọn vẹn hơn 800 viên, cũng đều là chút đan dược cao cấp. Cho nên dùng không chút khách khí, bó lớn nhét vào trong miệng. Những đan dược này dùng lô đỉnh luyện chế quý giá, giờ khắc này ở bên trong luyện lô hình người như Khương Phàm đây, bằng tốc độ nhanh nhất lại một lần nữa biến thành năng lượng. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi mà thôi, thương thế đã khôi phục được chừng 6 phần. Đầy đủ. Nam Cung Minh phát giác được Khương Phàm thay đổi, ý thức được không ổn, lập tức muốn thôi động chấn ngục huyết tháp bộc phát sát cơ càng mạnh. Ngươi thật giống như không đáng chú ý nhỉ, Thái Uyên thiếu tộc trưởng. Khương Phàm sớm xuất kích, phần thiên luyện vực thiên biến vạn hóa, giờ phút này đã biến thành 2 cánh, cánh trái đốt cháy nguyên hỏa vạn vật, cánh phải sôi trào bát hoang tuyệt diễm, người Khương Phàm thì khoác chu tước yêu hỏa, đại khai đại hợp giết vào hư không địa ngục. Tay phải hắn làm kiếm, 2 cánh làm đao, đánh sụp đổ huyết trì, tội diệt cốt sơn, tung bay cung điện, 2 con người khóa chặt Nam Cung Minh. Có đủ chú ý hay không, ngươi thử một chút liền biết. Nam Cung Minh trực tiếp khống chế chấn ngục huyết tháp, xem như trọng chùy đánh tới Khương Phàm. Huyết tháp cuồng bạo, giống như là quỷ chủ địa ngục hiển hiện, đánh ra vô số tà quang, bộc phát khí tức nguyền rủa. Khương Phàm không dám khinh thường, đây chính là bảo khí chấn tộc của Thái Uyên cực địa, hắn quả quyết thôi động phần thiên chiến vực, phát động lên cường quang vô tận, đồng thời dùng 2 cánh ngăn cản. Ầm ầm. Khương Phàm tháo chạy, mặc dù liệt diễm đã ngăn cản số lượng lớn uy lực âm hiểm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến, tinh khí thần vừa mới khôi phục đã lập tức yếu bớt trên phạm vi lớn, một trận suy yếu mạnh mẽ suýt chút nữa để hắn hôn mê. Ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi mạnh không bằng ta. Nam Cung Minh lớn tiếng gào thét, trong lúc bất chợt đã thiêu đốt huyết nhục thần hồn, cùng chấn ngục huyết tháp hòa thành một thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ là điên cuồng mà mạo hiểm, rất dễ dàng ảnh hưởng đến sinh cơ hồn phách, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Nam Cung Minh ngẩng đầu kêu thảm, thê lương như quỷ, cảnh giới lại ầm vang tăng vọt, như muốn thẳng tới cảnh giới Thánh Vương. Toàn thân hắn sôi trào lên khí tức tử vong kinh khủng, ở sau lưng càng hiện ra hình bóng địa ngục quỷ dị, ầm vang đánh ra 36 sợi xiềng xích, hoành kích trời cao, vô tình trói buộc Khương Phàm đang tháo chạy. Đây là ảo diệu thật sự của chấn ngục huyết tháp, xiềng xích gần như ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể thẩm phán chúng sinh, có thể tước đoạt sinh cơ, có thể táng diệt linh hồn. Một khi bị trói buộc, thì tương đương với việc kết nối cùng toàn bộ địa ngục đến một chỗ, bị toàn bộ địa ngục che lấp. A! À, Khương Phàm đau đớn gào thét, giống như trong chốc lát đã đặt mình vào trong địa ngục vô tận, đầy trời đều là tà ảnh, rơi xuống 18 tầng địa ngục, muốn đánh hắn vào luân hồi. Còn cuồng với ta sao? Khương Phàm, truyền kỳ của ngươi, dừng ở đây được rồi, dừng ở chỗ Nam Cung Minh, Thái Uyên cực địa ta. Nam Cung Minh lần nữa triệu ra chuôi huyết sát kiếm nhỏ trước đó kia, nó như là lưỡi hái của tử thần, vô tình chém về phía đầu Khương Phàm. Lời này ta đã nghe nhiều rồi, nhưng bây giờ mọi việc đang rất tốt. Ngươi, không được là không được. Khương Phàm đau đớn nhưng không có hoàn toàn mê thất, ngược lại đột nhiên ngừng dãy dụa lại, ý thức kích thích tầng thứ 2 của thông thiên tháp, toàn thân dâng lên hắc khí, âm trầm thấu xương, tà ác tịch liêu, hoàn toàn che mất Khương Phàm. Oanh! Ầm 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 ầm. 66 cánh cửa sắt ầm vang mở ra trong bóng tối, xiềng xích tráng kiện gánh chịu lấy uy lực u minh tuôn trào ra ngoài, quấn chặt lấy xiềng xích đang quấn quanh hắn, đồng thời thông thiên tháp cũng hoành kích, đón nhận chuôi kia huyết kiếm. Ầm ầm. Trận bạo tạc thảm liệt giống như là u minh sụp đổ, hắc phụ, huyết khí mãnh liệt nhấc lên, bao phủ khung trời. Nam Cung Minh chật vật tháo chạy, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Khương Phàm lại có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc của chấn ngục huyết tháp. Đây là chí bảo trấn áp sinh tử lưỡng giới, càng là quỷ khí tạo ra từ địa ngục, đối với sinh linh nhân gian là đều có uy hiếp chí mạng. Thái Uyên cực địa chính là dựa vào vũ khí cùng võ pháp như thế này, hoành hành thần khắp chi hải, tiếu ngạo thiên khải chiến trường,
thậm chí rất nhiều hoàng đạo còn bọn hắn xưng là sứ giả địa ngục. Coi như Khương Phàm mạnh hơn, cũng không thể tùy tiện thoát khỏi xiềng xích được. Tòa bảo tháp kia là vũ khí gì? Nam Cung Minh, tiếp nhận nhân gian thẩm phán. Khương Phàm thoát khốn, nhanh chóng rút lui về phía sau, chịu đựng suy yếu mãnh liệt cưỡng ép thôi động ra chúng sinh tạo hóa. Ngọc tỷ truyền quốc dâng lên giống như là mặt trời, gánh chịu lấy lời cầu nguyện của chúng sinh, chống cự tử khí đầy trời, như là quốc gia dương gian tái hiện trong địa ngục. Thương sinh cung được khảm nạm thêm chúc phúc thạch xuất hiện giữa không trung, dưới sự thôi động của Khương Phàm, bộc phát tuyệt thế cường quang. Nam Cung Minh kinh hồn, điên cuồng thôi động chấn ngục huyết tháp trong thân thể, sôi trào sát khí ngập trời, tái hiện hư ảnh địa ngục. Bên trong tử khí cuồn cuộn, các loại hư ảnh luyện ngục liền hiển hiện, huyết ảnh cung điện vô tận, huyết trì đếm mãi không hết, cốt sơn không nhìn thấy được, đều rõ ràng chồng chất ở trên vòng trời. Mà Nam Cung Minh như hóa thân thành chúa tể U Minh. Một màn rung động, cực kỳ giống chủ nhân nhân gian cùng chủ nhân U Minh đang đối kháng với nhau. Khương Phàm tắm rửa bằng quốc vận, cường thế thôi động thương sinh cung, sát sinh tiễn tỏa ra cường quang, càng ngày càng hừng hực, uy thế càng kinh khủng, cuồn cuộn trong bóng tối vô tận. Oanh! Sát sinh tiễn bạo kích, đất trời lay động, long trời lở đất, trong chớp mắt đã rạch ra không gian, không nhìn đến thời gian. Vặn vẹo cả quy tắc thiên địa, gánh chịu chúng sinh thẩm phán, lao thẳng đến Nam Cung Minh. Nam Cung Minh biết thứ này, bên trong ký ức tinh thạch tại chiến trường Đại La Sơn đã bày biện ra qua hình ảnh Khương Phàm một tiễn đánh giết Lệ Tuyệt Ngấn. Hắn khẩn trương càng bối rối, không quan tâm thiêu đốt huyết khí thần hồn, thúc giục chấn ngục huyết tháp, diễn biến địa ngục kinh khủng. Phốc! Sát sinh tiễn được phát xạ lập tức xuyên qua cơ thể Nam Cung Minh. Nhưng... để Khương Phàm cùng Nam Cung Minh đều ngoài ý muốn khi xuất hiện một màn. Sát sinh tiễn lại kéo lấy quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô tận. Biến mất ở bên trong mê ảnh địa ngục, giống như là lưu tinh sáng chói xẹt qua bầu trời đêm, tan biến trong vô hình. Sát sinh tiễn lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không có chạm tới Nam Cung Minh. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm không thể tưởng tượng nổi, sát sinh tiễn mất hiệu lực. Nam Cung Minh khẩn trương sờ lấy thân thể, cảm nhận được linh hồn, xảy ra chuyện gì? Ta chết rồi sao? Giọng đan hoàng tại Khương Phàm trong đầu ung dung vang lên. Thương sinh tạo hóa thẩm phán chính là dân chúng, người dùng sát sinh tiễn giết tử vật địa ngục, nghĩ như thế nào? Khương Phàm sửng sốt một chút. Hắn là sống cơ mà. Hắn hòa tan chấn ngục huyết tháp vào thân thể, hẳn là cùng loại với bí thuật xá sinh, hóa thân thành quỷ chủ U Minh. Đan Hoàng không biết chấn ngục huyết tháp, nhưng từ hiệu quả của sát sinh tiễn đến xem, hẳn là đạo lý tương tự. Chơi không nổi, rút lui đi. Đan Hoàng tiếc nuối, sát sinh tiễn tiêu hao rất nhiều, lấy tình huống suy yếu của Khương Phàm, sau một tiễn chỉ sợ là như ngọn đèn khô. Đánh cược lần cuối, hắn không lùi, ta lui. Khương Phàm cố nén cảm giác suy yếu mạnh mẽ, kích thích phần thiên chiến vực diễn biến phần thiên chiến đao, nương theo tiếng vang. Phần thiên chiến vực bao viên Khương Phàm, sôi trào ba loại thần viêm, phóng lên tận trời, cuồng dã chém về phía Nam Cung Minh. Nam Cung Minh, chúng sinh thẩm phán không được ngươi, ta đến thẩm phán. Tiếp ta một đao này. Nam Cung Minh bừng tỉnh, điên cuồng thôi động chấn ngục huyết tháp trong thân thể. Nương theo bạo hưởng mãnh liệt, đất trời lay động, thân thể của hắn giống như là cánh cửa địa ngục ầm vang mở ra, chân chính xuyên suốt U Minh địa ngục. Trong bóng tối cô biên truyền ra tiếng gầm thét khàn giọng để cho người ta dùng mình, linh hồn run rẩy. Một cái móng vuốt màu đen xông ra hắc ám, gầy như củi khô, ô sâm u lãnh, lộ ra sát khí tử vong, nghênh kích phần thiên chiến đao. Đây là hài cốt quỷ chủ bị trấn áp trong chấn ngục huyết tháp, bị Nam Cung Minh cưỡng ép làm cho tỉnh lại. Trong nháy mắt, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt, giống như da bọc xương, vô cùng thê thảm. Nhưng quỷ trảo hoành không. Vặn vẹo giới hạn sinh tử, vạch ra vết tích thảm liệt, đối diện đập vào bên trên phần thiên chiến đao. Oanh! Trận va chạm trong nháy mắt nổ lên sóng âm vô tận, xé rách không gian, khuấy động mấy trăm dặm, liệt diễm cuồn cuộn cùng tử khí đầy trời đều ầm vang tán loạn. Phần thiên chiến đao bị đối diện đánh tan, gào thét xoay chuyển, hung hăng bổ vào trong phế tích ở bên ngoài hơn 50 dặm. Chiến đao lay động, nhanh chóng tán loạn, trùng nhập cơ thể Khương Phàm. Khắp người Khương Phàm máu me rơi xuống tới mặt đất. Mặt hắn đầy kinh ngạc, Nam Cung Minh vậy mà lại có thể tỉnh lại quỷ chủ ở bên trong.
không hổ là thiếu tộc trưởng của Thái Uyên cực địa, cũng trách không được lại cao ngạo, gia hỏa này quả thật có chút mạnh. Quỷ trảo khô gầy không có tiếp tục truy kích, mà là rút đi như thiểm điện, trở lại trấn ngục huyết tháp. Mau tới trợ giúp. Nam Cung Minh rất khó chịu, lập tức muốn chào hỏi tộc nhân khác, lại vừa hay nhìn thấy hình ảnh hám hải thú bị loạn đao tách rời, huyết nhục văng tung tóe. Kim ô càng trải rộng ra mặt trời đồ đằng, cùng mặt trời chân chính phía chân trời xa xôi sinh ra cộng minh yếu ớt, có thể thấy rõ ràng quang huy mở ra màn trời, vượt qua đại dương mênh mông, từng sợi rót vào đồ đằng, kim ô tăng vọt uy thế, cường quang sáng chói, thái dương tinh hỏa tràn ngập đất trời bao phủ lấy hai vị thánh linh. Đáng chết! Nam Cung Minh âm trầm sắc mặt, đang muốn nghĩ cách đi qua cứu viện, nam tử nơi xa khống chế ba bộ đầu lâu trăm mét sau khi đã tách rời hám hải thú liền sát bôn hai thánh linh đang chật vật dãy giụa. Một thánh linh gầm thét phung mạnh quyền, cùng nam tử kia đối diện đụng nhau, kết quả trong chớp mắt, mệnh thánh linh kia như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, vặn vẹo quái dị, huyết nhục dữ dằn, cốt thứ đột kích, hắn kêu đau đớn thảm thiết rồi tung bay ra ngoài, ngay sau đó sống sờ sờ hóa thành cho tàn dưới thái dương tinh hỏa. Nam tử quái dị không giảm tốc độ, ngừng tụ lít nha lít nhít cốt thứ, lao thẳng đến thánh linh đang vùng vẫy dẫy chết khác. Một màn này kích thích Nam Cung Minh thật sâu, chết rồi. Toàn bộ đều đã chết, ta gặp ảo giác sao? Nam Cung Minh, còn chưa có kết thúc đâu. Khương Phàm giống to, liệt diễm lần nữa cuồn cuộn, trải rộng ra trời cao, giống như triển khai bức tranh tuyệt thế, bên trong hiện ra ngàn vạn linh cầm ảnh hưởng, cùng nhau thần phục chu tước chí cao. Một loại lệ khí phục sát vạn linh, chúng sinh kêu rên khủng bố, tại thời khắc này thẩm thấu đến thế gian. Nam Cung Minh rất không cam tâm, rõ ràng ôm hy vọng tất thắng đến đây săn giết, vậy mà lại lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đường đường là người thừa kế hoàng tộc, là thánh vương thiên phẩm, còn mang theo thánh khí chấn tộc, vậy mà lại không chết giết một tên Khương Phàm sắp chết. Đây không thể nghi ngờ là một lần chật vật nhất, uất ức nhất từ khi hắn sinh ra đến nay. Nhưng, nhìn Khương Phàm khí thế hung hãn, lại nhìn hai tên quái vật nơi xa đang kết thúc chiến đấu, Nam Cung Minh đành cắn răng một cái, quả quyết quay người, nhanh chóng thoát khỏi. Nam Cung Minh, ngươi trốn không thoát, Kim Ô, đừng lề mề, giết hắn, không thể để cho hắn truyền bí mật đi. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo nhanh. Khương Phàm cố làm ra vẻ phóng tới, cuồng loạn la lên, cho đến khi Nam Cung Minh thật sự biến mất trong rừng rậm, ý thức hắn trời đất quay cuồng, nằm ở trên mặt đất. Bức tranh liệt diễm lao nhanh trên không trung cũng theo đó mà tán loạn. Bây giờ hắn chỉ là phô trương thanh thế, thật sự không có dư lực nữa. Người đâu, còn muốn đuổi không? Bạch Tai trở lại bên cạnh Khương Phàm, tranh thủ thời gian dìu dắt hắn đứng lên. Bí thuật ẩn tung của Thái Uyên cực địa không phải dễ đuổi như vậy, để hắn đi thôi. Khương Phàm đút đan dược vào trong miệng, hòa hoãn lấy thương thế. Không cần đuổi, để hắn trở về. Vừa vặn mượn miệng hắn, để cho Thái Uyên cực địa ngờ vực vô căn cứ. Tặc điểu trở lại bộ dáng hỏa hồ, rơi xuống trên thân Bạch Tai. Để Thái Uyên cực địa hoài nghi Phù Tang thần cung, vừa vặn phối hợp với lời đồn Thương Huyền nơi đó. Khương Phàm xoa xoa cái đầu căng đau, thu Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ vào Thông Thiên Tháp. Cũng thu ta vào đi, nếu muốn gây nên hoài nghi, ta cũng không thích hợp lại tấp nập lộ diện. Tặc điều lẻn đến bên trên Thái Tổ Sơn, theo vào Thông Thiên Tháp. Bạch Tai, mau nhìn xem cự long có lưu lại xương rồng cùng răng rồng hay không. Còn có những long huyết kia, một giọt đều không được lãng phí. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bây giờ Khương Phàm thật sự không thích hợp lại tái chiến. Chúng ta là tìm nơi trốn đi, hay là vẫn đi bình thường? Theo dõi Tử Kim cự long. Còn muốn đánh, cuốn lấy nó, quấy nhiễu nó. Không thể để cho nó khôi phục. Chờ sau khi long cốt cự ngạc đột phá đến Thánh Vương, chúng ta liên thủ bắt lấy nó. Khương Phàm xoa cái đầu mệt mỏi nói. Bây giờ đối nghịch cùng long tộc. Long tộc không thể nào ngồi nhìn ta thành thần xưng đế, tương lai khẳng định muốn giết ta. Nếu đã như thế này, còn lưu tình cái gì? Gặp một tên, giết một tên. Khương Phàm sớm đã hoàn toàn vứt bỏ một ít sách lược lôi kéo kiếp trước, đời này chính là khiêu chiến thiên hạ. Một đường giết tới Đăng Thiên Kiều. Tất cả các kẻ địch, có thể sớm thanh lý liền thanh lý, không thể thanh lý thì liền làm cho suy yếu. Bạch Tai nhìn Khương Phàm toát ra bá khí, xương cốt toàn thân đều nổi lên trận trận gợn sóng. Đi theo thần hoàng như thế này, thật sự là thống khoái, không
không có lo lắng, huyết sát đến cùng, ai dám không phục thì giết tới phục. Nhanh đi tìm xem, mau chóng rời khỏi. Khương Phàm lại đút lấy đan dược. Bạch Tai xông vào trong phế tích trước mặt, cẩn thận tìm kiếm, kết quả thật đúng là tìm được rất nhiều toái cốt thịt nát, cuối cùng lại còn tìm được 5 cái răng rồng. Phần xương cốt cứng rắn nhất của cự long không thể nghi ngờ là đầu lâu, nhất là răng rồng, hoàn toàn có thể xem như vũ khí. Thu hoạch rất tốt. Phần thiên thần hoàng chuyển thế Khương Phàm xuất hiện tại thế giới mới, chém đầu tử kim cự long. Tin tức này nhanh chóng khuếch tán tại các nơi trong thế giới mới, kích thích tất cả các cường giả xông vào, nhất là các hoàng đạo. Trong mấy tháng trước bọn hắn còn đang nghị luận là Khương Phàm trốn ở thiên khải, hay là đã bí mật trở về hạ giới, không nghĩ tới đều đã đến nơi này. Nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, liền xem như hạ giới cũng là muốn thống ngự xí thiên giới chinh chiến thương huyền, nghênh chiến hoàng tộc hoàng đạo nơi đó. Bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lại có thể gặp được Khương Phàm tại thần dụ chi hải ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm này. Bọn hắn khiếp sợ, đồng thời còn có chút mộng. Vị cuồng nhân này lại có tâm tư ra ngoài thám hiểm. Chuyện thương huyền cứ mặc kệ sao, hay là tạm thời buông xuống. Mà, trước khi thế giới mới trồi lên mặt biển, bọn hắn cơ bản đều gặp con tử kim cự long kia, là cự long thuần huyết thánh vương cảnh, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây ngay lúc ấy. Khương Phàm lại chém mất nó. Chẳng lẽ Khương Phàm là thánh vương sao? Tất cả hoàng đạo không lo được thám hiểm thế giới mới liền nhao nhao bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Đây chính là Khương Phàm, là tội phạm truy nã, số 1 được thiên khải công nhận. Nếu ai có thể giết Khương Phàm, không thể nghi ngờ là có thể dẫm lên danh hào Khương Phàm, uy chấn thiên khải, trở thành vinh quang cả đời. Huống chi, trong tay Khương Phàm còn khống chế lấy đệ nhất sát khí từ hoang cổ đến nay, Liệp Thần Thương. Nhìn, đó là tử kim cự long. Không hổ là cự long, vậy mà lại thật sự cao mấy vạn mét. Đó chính là long khí sao, để bầu trời đều giống như biến thành đại dương mênh mông. Nó, thật sự không có đầu. Cự long không đầu, một màn này cũng không phải có thể nhìn thấy thường xuyên. Một đám hoàng tộc đến từ Thái Sơ Đại Lục nhìn qua xa xôi bầu trời. Long khí nơi đó như biển, để bình chướng trên khung trời cuộn trào mãnh liệt, một con cự long khổng lồ như ẩn như hiện, toàn thân tỏa ra ánh sáng tử kim hừng hực. Nó đây là muốn đi đâu? Một chi đội ngũ ma tộc xuất hiện ở đỉnh núi xa xa, ngắm nhìn long khí lao nhanh ở cuối tầm mắt. Nhận trọng thương không phải nên giấu đi điều dưỡng sao? Thế nào lại thấy bộ dáng rất gấp? Nó thật sự không có đầu, ta còn tưởng rằng tin tức cố ý phóng đại nữa chứ. Không phải đầu cự long được danh xưng là bộ phận cứng rắn nhất toàn thân sao? Ta tưởng tượng không ra tràng diện ngay lúc đó. Lại bị chém đầu, ha ha, tổn thương rất lớn, nhục nhã càng lớn hơn. Các ngươi nhìn xem có phải phương hướng cự long đang đi về phía nam hay không? Chẳng lẽ là tử kim cự long muốn rời khỏi thế giới mới? Liền tại thời điểm bọn hắn đưa mắt nhìn cự long xuôi nam, trong rừng rậm sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khương Phàm cất bước phóng tới, mũi chân dày đặc như mưa, va chạm mạnh mẽ lại mang theo lực lượng mênh mông, hắn giống như mũi tên rời cung đang đâm tới trong rừng rậm tươi tốt, chạy về phía vách núi trước mặt. Bành! Khương Phàm đạp tan vách núi, nổ bắn ra trời cao, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm. Ngưng tụ hỏa dực, mãnh liệt huy động, lao thẳng đến trời cao. Đó là ai? Các cường giả gần đó nhao nhao nhìn ra xa, lần đầu tiên nhìn thấy thì rất tùy ý, không có để ý, nhưng khi mà bọn hắn đang tiếp tục chú ý đến phương hướng cự long xuôi nam TH, trong mắt đột nhiên chừng đến căng tròn, gắt gao tiếp cận cái bóng người đang phóng lên trời kia, hình dáng liệt diễm sôi trào rõ ràng giống như là một con chu tước hoa lệ. Má ơi, Khương Phàm! Số lượng lớn nam nữ tử tuôn ra lời nói tục ngay tại chỗ, cái tên điên này là đang đuổi giết cự long sao? Mãnh nam chính là mãnh nam, chém đầu chưa đủ nghiền, lại còn muốn truy sát. Không, đây là săn giết. Sống nửa đời người, chưa từng có nghe nói qua có ai dám săn giết cự long. Cự long, đó chính là đế tộc bên trong yêu tộc. Điên rồi, đúng là điên rồi. Lúc này tử kim cự long đúng là muốn rời khỏi thế giới mới. Vừa mới bắt đầu tiềm ẩn nửa ngày, yên lặng điều dưỡng, nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh, Khương Phàm và tất cả những con người khác mà nó gặp phải rất khác nhau, đó là tên điên chính cống, càng là tên cuồng đồ không sợ trời không sợ đất.
Cự Long cao ngạo ở trong suy nghĩ Khương Phàm cũng không phải là chí tôn yêu tộc cần ngưỡng vọng, mà là con mồi. Cho nên rất có thể Khương Phàm sẽ còn tiếp tục truy sát. Tử Kim Cự Long càng nghĩ cảnh giác, nếu như còn ở lại thế giới mới, coi như có thể chống đỡ được không chết, cũng sẽ lọt vào phục kích kéo dài, trở nên càng ngày càng chật vật. Cùng với việc ở chỗ này chịu nhục, còn không bằng sớm rời khỏi. Kỳ thật Tử Kim Cự Long có nghĩ qua việc liên hợp cùng hoàng đạo khác, nhưng Cự Long cao ngạo thực sự khinh thường hợp tác cùng nhân tộc và ma tộc, mà yêu tộc xông vào thế giới mới tạm thời còn không có thế lực ra dáng. Tử Kim Cự Long, đầu của ngươi mất rồi, ta trả lại cho ngươi. Từng tiếng gáy to vang vọng trong mây xanh, Khương Phàm đã khôi phục đỉnh phong, kích hoạt 5 cái bản thân, tinh khí thần thịnh vượng sôi trào, thực lực tăng vọt đến tới gần vấn đề thánh vương. Ngay sau đó, thiêu đốt huyết nhục thần hồn, lấy ấn ký thủy tổ ngưng tụ phân thân mới. Hai chú tước đốt đỏ lên khung trời, kéo lấy hỏa diễm đuổi giết Tử Kim Cự Long. Thực lực được triển khai toàn bộ, mục tiêu, săn giết Cự Long. Khương Phàm, người có thể làm ta bị thương nhưng không có nghĩa là có thể giết ta. Linh hồn Tử Kim Cự Long đang tức giận gầm lên, quả nhiên vẫn tới. Nó mãnh liệt đong đưa thân rồng 5 vạn mét, sôi trào lên long khí ngập trời, trực tiếp phóng thích hàng vạn cái vảy rồng nhiễm đỏ máu tươi, huyết khí long khí mãnh liệt. Hóa thành từng đầu chân long, vạn long khiếu thiên, giống động thiên địa, nhào tới phía Chu Tước. Khương Phàm triệu ra Thái Tổ Sơn cùng 81 ngọn núi lớn, nương theo lay động chấn thiên động địa, núi lớn tăng vọt quy mô, cao tới mấy trăm đến hơn ngàn mét. Bọn chúng tạo thành trận liệt, giống như tuyệt thế cự linh phóng tới khung trời, lay động trời cao, rung động sông núi, bảo vệ Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân. Ầm ầm. Từng mảnh vảy rồng đầu tiên va chạm đến đại sơn thượng cổ, long khí cuồn cuộn, long ngâm như sấm, trận va chạm cuồng bạo nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như là ác long lay trụ trời, núi lớn lay động mãnh liệt, trong chốc lát đã giảm bớt tốc độ. Theo sát phía sau, hơn vạn con chân long đẫm máu tiến lên trùng kích quần sơn. Bạo loạn kịch liệt, mắt thấy là phải phá hủy dãy núi. Khương Phàm cộng minh ý thức của mình cùng Thái Tổ Sơn và các ngọn núi lớn. Trực tiếp lấy bọn chúng kích phát sơn hà đại táng, ngưng tụ sóng chiều tai nạn bành trướng mà hùng hậu. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, quét sạch trời cao. Toàn bộ núi lớn tán loạn, chân long cũng lập tức tán loạn. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Khương Phàm cùng Chu Tước thủy tổ liên thủ, bay lên trải rộng ra Quy Nguyên trận khổng lồ, huyền diệu phức tạp, ánh sáng vô biên. Bọn hắn cường thế thôi động, thể hiện ra uy lực thánh vương chân chính. Chu Tước Quy Nguyên trận giống như là tuyệt thế thiên hình mở ra hơn trăm dặm, Khương Phàm cùng Chu Tước thủy tổ đang ở trung tâm pháp trận gào thét phóng lên, trăm dặm Quy Nguyên trận lập tức biến thành vòng xoáy khủng bố. Thoáng chốc, năng lượng trong đất trời, vạn đạo chân long đang hỗn loạn, toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về vòng xoáy ở không trung. Dãy núi sụp đổ, dòng sông khô kiệt, đại địa hoang vu. Phạm vi trăm dặm thậm chí ngoài trăm dặm đều nhanh chóng biến thành đất hoang, rất nhiều yêu thú đều thê lương phóng lên không, nhanh chóng biến thành năng lượng tinh khiết. Chân long kêu thảm mất khống chế, tái hiện thành vảy rồng nhuốm máu, bị rút lui về phía Quy Nguyên trận. Giống, linh hồn Tử Kim Cự Long gầm thét, mãnh liệt bãi động thân thể, giết tới nơi này, ý thức của nó cũng cách không khống chế hàng vạn cái vảy rồng, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, trở lại chiến khu. Thật sự là Khương Phàm. Khương Phàm đang giết cùng Cự Long. Quần hùng hồi hộp, một màn này đối với bọn hắn thật sự là trùng kích quá lớn. Khi mà Khương Phàm liên thủ ấn ký thủy tổ cướp đoạt năng lượng, kéo lấy hàng vạn cái vảy rồng, bạch tai từ phương vị khác đã bao vây tới dậm chân lên trời, điên cuồng đánh tới long khí cuồn cuộn xung quanh Cự Long. Long khí cực kỳ bành trướng, giống như đại dương mênh mông mang theo sóng lớn ngập trời, cảnh giới thánh linh đều rất khó tới gần. Nhưng, bạch tai đã khống chế 5 cái răng rồng mà đầu rồng rơi xuống trước đó, đó là tinh hoa long cốt, chân chính của Cự Long, càng là vũ khí nguy hiểm nhất của Cự Long, mỗi một cái răng đều dài đến 100 mét trở lên. Dưới sự khống chế của tại bạch tai, ba bộ thiên nhân di cốt điên cuồng thôi động, 5 cái răng rồng va chạm trong khoảng thời gian ngắn liền cưỡng ép vượt qua long khí cuồn cuộn, đánh tới thân thể Cự Long. Vảy rồng trên người Cự Long đã chóc ra hơn phân nửa. Đang hỗn chiến cùng Khương Phàm ở nơi xa, những chỗ không có vảy rồng đều đầm đìa máu me, đúng lúc là, mở rộng cửa thành. Ruồi trùng, như bạch tai đây giống như một thứ tùy tiện rơi xuống trên một vết thương,
phát khởi trùng kích đối với xương rồng ở bên trong. Răng rắc. Hơn ngàn mét xương rồng lập tức cứng ngắc, răng rắc giòn vang, giống như bị vô tình trọng kích. Giống. Linh hồn cự long phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lập tức cứng ngắc. Bạch tai điên cuồng thôi động, muốn nóng chảy ngàn mét xương rồng, biến thành năng lượng của hắn. Rốt cuộc cự long cũng phát hiện ra, bò sát, ở trên lưng, toàn thân mãnh liệt nhấc lên, điều động long khí hóa thành móng vuốt dữ tợn, đánh xuống nơi đó. Bạch tai vui mừng không sợ, tiếp tục khống chế. Khi mà vuốt rồng hủy diệt một kích, trước một khắc, rốt cuộc bạch tai cũng đã hòa tan hơn phân nửa xương rồng, một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn cốt khí hung hăng ló ra từ bên trong, phạm vi đạt tới hơn ngàn mét. Mặc dù so với thân rồng 5 vạn mét không tính là lớn, nhưng đau đớn thảm liệt lại là thật sự. Cự long đau đớn gào lên, nhưng vẫn vô tình vỗ vuốt rồng mình khống chế xuống. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, năm cái răng rồng toàn bộ quy vị, giống như là tòa pháo đài bao viên bạch tai. Ầm ầm, đòn đánh mạnh mẽ lại bị vuốt rồng cứng rắn gian nan chống đỡ. Cự long nổi giận, đang muốn tiếp tục tập kích, nhưng nơi này phân thần, để hơn 3.000 chiếc vảy rồng nơi xa tiến vào quy nguyên trận. Tế thiên thức. Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân liên hợp thôi động, phóng thích liệt diễm cuồn cuộn cùng năng lượng bên trong quy nguyên thuật, đánh ra đao cương tuyệt thế, dài đến vạn mét, cuồng vũ giữa khung trời, chém về phía cự long. Cự long điên cuồng nhấc cơ thể lên, hoắc loạn thiên địa, sụp đổ càn khôn, cường thế đẩy lui bạch tai, trước tiên liền khống chế số vảy rồng nơi xa lại, trong thời gian rất ngắn kịch liệt xen lẫn, diễn biến thành một tấm chắn, nghênh kích đao cương. Ầm ầm, tiếng vang rung trời. 7.000 chiếc vảy rồng bị hủy diệt hơn ngàn, còn lại toàn bộ đều đã tháo chạy. Cự long dung hợp vảy rồng tản mát, mãnh liệt đong đưa thân thể, rút lui về nơi xa. Không đánh mà chạy, long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tử kim cự long, coi như người còn sống trở về, cũng muốn biến thành sỉ nhục của long tộc. Khương Phàm liên tục hét lớn, xôi trào liệt diễm theo đuổi không bỏ. Cự long không để ý Khương Phàm kích thích, nó khống chế thao thiên cương khí. Bằng vào tốc độ nhanh nhất đảo vòng đến hướng nam. Tử kim cự long, ở lại chiến một trận đi. Ngươi chạy thoát được khỏi thế giới mới, chạy thoát được thần dụ chi hải sao? Nơi này đến cự long đại lục mất 2 triệu dặm, ngươi trở về không được. Khương Phàm ở phía sau theo đuổi không bỏ, tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng trong mây xanh, truyền khắp dãy núi, kích thích tất cả các cường tộc dọc đường. Cái tư thế nhanh nhẹn dũng mãnh này để những hoàng đạo chuẩn bị săn giết Khương Phàm kia đều có chút như nằm mơ. Khương Phàm, người săn giết cự long, người không sợ bị hàng trăm vạn thú triều cự long đại lục vây bắt sao? Có người kiêu ngạo đứng ở đỉnh núi, quát tháo Khương Phàm đang bay ngang qua bầu trời. Ta còn sợ đuổi, ngươi rời nhà đi ra ngoài để quên đầu rồi sao? Nhắm cái mông của ngươi lại, đừng nói nhảm. Xa xa truyền đến tiếng Khương Phàm quát lớn. Mang theo nhục nhã không chút khách khí. Người dám săn giết cự long, chưa từng có kết thúc yên lành, ta chờ ngày ngươi bạo chết tại thế giới mới. Nam tử xấu hổ giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm đuổi theo tử kim cự long phóng tới 3 vạn dặm, trong lúc đó bằng vào ưu thế tốc độ, 7 lần ngăn lại, điên cuồng huyết chiến. Mặc dù Khương Phàm không làm gì được cự long, nhưng cự long cũng không đả thương được Khương Phàm. Mỗi lần đều là dây dưa một đoạn. Sau đó một lần nữa tản ra, một kẻ tiếp tục trốn, một tên tiếp tục truy đuổi. Các cường giả bị kinh động càng ngày càng nhiều, ngay cả thú triều của thế giới mới cũng đều theo sát ở phía sau. Thời điểm bọn hắn ác chiến lại vẩy xuống máu tươi đầy trời, trở thành bữa ăn ngon cho một ít yêu thú. 7 ngày sau, rốt cuộc tử kim cự long cũng nhìn thấy vòng xoáy Nam Bộ, long hồn phấn chấn, phát ra tiếng giống to mát lạnh, kinh động 10 phương sông núi, vô số lá cây bay toán loạn. Vuốt rồng tráng kiện đạp tan trời cao, tốc độ tăng vọt. Nhưng, Khương Phàm thi triển lăng thiên bí thuật, liệt diễm ngút trời, kim quang tỏa vạn trượng, giống như xuyên thủng không gian, chạy đến được phía trước vòng xoáy Nam Bộ. Ngươi không đi ra khỏi thế giới mới này được, Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Phàm chặn đường, huyết mạch sôi trào, uy lực Chu Tước hiện ra đến cực hạn, liệt diễm ngập trời, diễn biến ra liệt diễm Chu Tước bao trùm 10 vạn mét trên bầu trời. Hai cánh như biển lửa bao trùm ra khắp nơi, con ngươi mở ra, giống như là hai vòng mặt trời, lệ khí như biển, sát ý tràn ngập. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Đây là bí thuật tuyệt thế săn giết chư thiên, chém giết yêu ma, càng là chiến kỹ cường đại để Chu Tước chống lại bộ tộc Long tộc,
Bạch Hổ, Huyền Vũ. Giờ khắc này, Khương Phàm trực tiếp thiêu đốt huyết nhục, kích hoạt lên kim chảo phía bên phải, thể hiện ra gần như là Chu Tước Bác Thiên thuật hoàn chỉnh. Kiếp trước, cái móng vuốt này từng giết được vô số yêu ma, hùng chủ tại Thiên Khải, bây giờ lại một lần nữa hiện ra chân uy, chém giết Cự Long. Trong lúc nhất thời, gió mây biến ảo, đất trời thất sắc, khí cơ khủng bố vô tận tràn ngập. Tử Kim Cự Long, mạng ngươi tuyệt ở nơi này. Khương Phàm hoành không bạo kích, Chu Tước 10 vạn mét gáy to động trời, móng vuốt màu vàng giống như là cự nhạc nguy nga, xé rách thiên địa, nắm tới phía Tử Kim Cự Long, chém giết hết thảy sinh mệnh, xé rách vô thượng yêu ma. Ngươi ngăn không được ta, một lần không được, 10 lần càng không được. Tử Kim Cự Long mãnh liệt nhấc lên, cũng bắt đầu thiêu đốt huyết khí, thôi động vuốt rồng cứng cỏi nghênh kích móng vuốt Chu Tước, phát ra tiếng vang lớn rung trời, dãy núi đều đang lay động. Rất nhiều người xem chiến đau đớn rút đi, loại sóng âm này suýt chút nữa đã đánh xuyên màng nhĩ của bọn hắn, đầu ông tác hưởng. Thực lực của Khương Phàm được triển khai toàn bộ, không nhìn tiêu hao mà ngạnh kháng Cự Long, đối kháng với vuốt rồng, săn giết thân rồng, ầm ầm bạo kích đánh cho hư không phá diệt. Tử Kim Cự Long tức giận, long khí cuồn cuộn cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây cũng là đại thần thông của long tộc, chảm trời liệt đất, diệt tuyệt sinh cơ. Là long đao mà long tộc dùng để thẩm phán chém đầu mấy triệu yêu tộc. Vẻn vẹn trong ba động khủng bố kia, liền có thể để tất cả yêu tộc sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng chờ đợi chém đầu. Tuyệt thế long đao dài đến vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém về phía Chu Tước. Khương Phàm nhanh chóng thôi động liệt diễm, diễn biến ra Chu Tước Phục Thiên Thuật, cũng kích phát ra tuyệt thế hung uy thuộc về Chu Tước. Đối mặt với loại đại thần thông chèn ép bao quanh huyết mạch long tộc này, hắn nhất định phải diễn biến ra hiện ra thần uy chiến kỹ truyền thừa Chu Tước. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng chấn động khung trời, tuyệt thế long đao bổ ra Chu Tước, chôn vùi Phục Thiên Thuật, cuồng bạo chém về phía Khương Phàm. Khương Phàm bay lên tránh khỏi tuyệt thế long đao, lại liền lao thẳng xuống đến Cự Long, hắn toàn thân răng rắc giòn vang, huyết khí, hồn khí và liệt diễm đều theo đó mà bạo động. Lấy ấn ký thủy tổ chia ra Chu Tước chiến khu hoàn toàn mới. Lại một tên khác. Đây không phải là năng lượng, mà là ấn ký thủy tổ thuộc về Chu Tước. Kiếp trước Khương Phàm đã từng thức tỉnh ba đạo ấn ký, có thể bằng vào sinh cơ minh mông, tạo nên tam đại chiến khu, hoành hành thiên khải, đánh đâu thắng đó. Nghe nói trước khi Khương Phàm lên trời đã là thần hoàng mạnh nhất dưới đế quân, không có bất kỳ thần linh nào dám đối kháng chính diện. Chu Tước. Chúa tể linh cầm tuyệt đối của thế giới, cũng là tồn tại duy nhất. Chu Tước không hổ là chủ nhân vạn hoàng, có bí thuật quả nhiên khủng bố. Chu Tước sinh ra chính là vì xưng đế, địa vị cùng Long đế, Bạch Hổ yêu đế, Huyền Vũ đại đế ngang nhau. Rất nhiều cường giả hoàng đạo nghị luận Khương Phàm đột nhiên cho thấy phân thân khủng bố, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói Khương Phàm quả thật có vốn liếng để cao ngạo. Lúc này trên chiến trường, cảnh giới của Khương Phàm kém xa Cự Long, nhưng đủ điên cuồng càng rất cường hãn, nương tựa theo Chu Tước đặc biệt ưu thế tốc độ, cùng Cự Long lần lượt va chạm, đánh thiên hôn địa ám, đánh đất rung núi chuyển, như là khai thiên tích địa thời khắc, Chu Tước Cự Long tranh đoạt vô thượng tôn vị. Mặc dù Cự Long rất không cam lòng, nhưng không có đầu, nó lại tiếp tục bị thương, xác thực đã suy yếu đi rất nhiều. Ầm ầm, hai con Chu Tước nhanh chóng bay lên, trải rộng ra liệt diễm ngập trời, che mất Cự Long. Cường quang sáng chói rọi khắp dãy núi, sóng nhiệt cuồn cuộn, phần diệt thiên địa. Cự Long mãnh liệt nhấc lên, rung chuyển trời đất, hoắc loạn không gian, nhấc lên cương khí chồng chất, muốn thổi tan liệt diễm đầy trời. Nhưng, Chu Tước liệt ngục thuật. Hai con Chu Tước đánh ra ngàn vạn sợi hỏa vũ, như vạn mũi tên cùng bắn, hoành hành giữa không trời. Theo bọn linh văn của hắn khống chế, tất cả hỏa vũ tăng vọt ánh sáng, phun trào liệt diễm, hóa thành liệt diễm Chu Tước, hoành hành tại khung trời bạo động, cuối cùng diễn biến ra luyện lô nguy nga, Cự Long 5 vạn mét cứ thế mà bị nhốt ở bên trong. Hống hống hống, Cự Long tức giận gào thét, long khí sôi trào cuồn cuộn, như đại dương mênh mông, như hư không bạo động, điên cuồng chấn động tuyệt thế luyện lô. Hai con Chu Tước gào thét bay lên, nắm trong tay luyện lô điên cuồng đốt cháy Cự Long. Khương Phàm còn thôi phát ra vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm lực lượng, như là hắn thả ra liệt ngục thuật biến thành cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Cự Long đau đớn nhấc lên, long khí, huyết khí, khí tức sinh mệnh, thậm chí là linh hồn,
đều đang nhanh chóng biến mất, giống như là muốn bị đốt sống chết tươi, muốn bị luyện thành đan dược. Mà thậm chí, luyện lô khổng lồ còn đang cướp đoạt năng lượng từ giữa đất trời. Năng lượng bọn hắn đại chiến còn sót lại trước đó, năng lượng đang phiêu đãng ở khắp nơi. Đều hội tụ đến luyện lô. Luyện lô tiếp tục tăng vọt uy thế, uy lực lên tới thánh vương tuyệt đối. Tử kim cự long, còn có chiêu gì, lấy ra đi. Khương Phàm đột nhiên rút lui, để lại thủy tổ phân thân. Thủy tổ phân thân dứt khoát xông vào luyện lô, cùng cả tòa luyện lô và vạn con, chu tước, ở bên trong cộng minh với nhau. Trong nháy mắt, thủy tổ phân thân cùng tất cả chu tước tách ra tia sáng, năng lượng bạo động đến cực hạn. Muốn tự bảo, tử kim cự long phát giác được nguy cơ, nó quả quyết phản kích, thân rồng 5 vạn mét đột nhiên tăng vọt đến 8 vạn mét, chật ních cả tòa luyện lô, sau đó mãnh liệt nhấc lên. Long tộc đại thần thông, càn khôn nghịch chuyển. Đại quay cuồng của long cốt cự ngạc chính là truyền thừa từ nơi này, nhưng tử kim cự long thi triển rõ ràng càng kinh khủng hơn. Giờ khắc này nó đang tỏa ra cường quang vô biên, như là thần linh đang nổi giận, mãnh liệt quay cuồng nhấc lên tử kim vô tận, như vạn dặm lũ đang cuốn tới, giống như biển lớn đang ngập trời, bạo động vô biên vô tận hoắc loạn cả thiên địa. Đây là chiến kỹ long tộc phá diệt hết thảy cấm chế, hoắc loạn tất cả trấn áp. Ngoại trừ Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước gia, thì đều có thể chống lại chiến kỹ hãn hữu. Mặc dù Khương Phàm là Chu Tước, nhưng cảnh giới vẫn kém một chút. Ầm ầm, tuyệt thế luyện lô dẫn bạo, càn khôn nghịch loạn cũng theo đó mà phóng thích. Hai loại năng lượng cực hạn bộc phát, Chu Tước chống lại cùng cự long. Âm thanh chấn động đất trời, gợn sóng thao thao bất tuyệt, trùng kích hơn nghìn dặm sơn hà. Mặt đất sụt lún, núi cao vỡ vụn, cây rừng đột ngột nhảy lên, bình chướng trên khung trời đều nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó khí lãng, năng lượng, cuồn cuộn lại không dứt, điên cuồn kéo về bốn phương tám hướng. Số lượng lớn đám gia hỏa tự phụ đứng ở phía trước đều bị vô tình tung bay ra ngoài, giống như là đá vụn, hoàn toàn mất đi khống chế. Khương Phàm cũng lọt vào trùng kích, nhưng vững vàng rơi xuống phế tích ngoài trăm dặm, ý thức cộng minh cùng đại địa, ngang nhiên dẫn phát sơn hà đại táng. Lần này, thực lực được triển khai toàn bộ, không giữ lại chút nào. Thái Tổ Sơn, 81 tòa đại sơn thượng cổ cũng hiện lên. Sơn hà đại táng, táng diệt sơn hà. Thời khắc này Khương Phàm như hóa thân thành đại địa mẫu khí, thao túng ngàn dặm sông núi, dưới sự khống chế của hắn mà mặt đất dung nham, linh mạch, tinh thạch, kim loại, cây rừng các loại, tất cả năng lượng đều như là biến thành con dân thần phục. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Tử kim cự long xuất hiện bên trong năng lượng bạo động, lân giáp vỡ vụn, máu me đầm đìa, nhưng nó đã bị chọc giận triệt để, long tinh giấu ở trong thân thể kia lại lần nữa được phóng xuất ra. Đây là chí cường sát chiêu của nó, có thể hiện ra uy lực thánh hoàng. Mà thanh danh cực lớn, rung động cả thiên khải. Vượt cấp khiêu chiến mạnh tới đâu thì trong tộc cũng đều là năng lượng cấm kỵ, nhưng long tinh bí thuật không thể nghi ngờ là đỉnh phong trong đó. Thánh linh cảnh có thể lay thánh vương cảnh có thể kháng thánh hoàng. Thánh hoàng cự long có thể rít gào với thần linh. Giống, long tinh hóa rồng, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Nó chỉ cao có hơn 30 mét, nhưng sát niệm vô hình giống như là thủy triều, ba động đáng sợ như lửa núi phun trào, nhìn đẹp đẽ duy mỹ, nhưng lại mang đến khí thức tuyệt vọng khiếp người, như là thánh hoàng chân chính, bế nghệ dân chúng. Nó hoành hành trong không gian, lại như là giáng lâm từ thiên khải, mỗi lần đong đưa, đều để trời đất run rẩy, có được áp lực không có gì sánh kịp, khiến cho người người ngạt thở. Cái sự ba động này cứ như không phải là thứ mà thánh hoàng có khả năng chống cự. Nhưng, trong lúc long tinh đang vọt tới trước mặt Khương Phàm, muốn khởi xướng một kích chí mạng, bên trong thông thiên tháp của Khương Phàm đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm mát lạnh. Ánh sáng bảy màu ngập trời, một long ảnh uy nghiêm hoành không xuất hiện. Là long cốt cự ngạc. Nó đã đột phá. Đây cũng là lực lượng Khương Phàm nhất định phải chặn đánh ở chỗ này. Giống. Cơ thể long cốt cự ngạc quái dị vặn vẹo. Xương cốt sinh trưởng tốt, từ hơn 100 mét tăng vọt đến hơn 300 mét, toàn thân bao trùm lân phiến bảy màu, phần lưng triển khai cuồng liệt, biến thành hai cánh, nhấc lên năng lượng mênh mông, trên đầu càng là xuất hiện long giác xuyên trời tượng trưng cho thiên long tôn quý cùng long văn. Long văn, để nó khác với rực long, áp đảo phía trên chân long. Độc giác xuyên trời, càng làm cho nó khác biệt với cự long, chống lại song giác của cự long.
ầm ầm. Thời khắc này, Long Tinh đẩy ra không gian, không nhìn lấy khoảng cách, trong chốc lát đã giết tới, năng lượng kinh khủng giống như sóng lớn trên đại dương mênh mông đầy trời, để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng, đại tặc kích phát uy lực thiên long, long văn trên trán như là khôi phục viễn cổ yêu thần, giam cầm thiên địa, hoắc loạn thời không. Long Tinh đã sắp giết tới gần, cưỡng bức bị áp chế tốc độ lại. Cùng lúc đó, độc giác tách ra hồng mông quang minh thần bí, ánh sáng vạn đạo, lóa mắt không gì sánh được, cũng có thể làm cho mặt trời thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Trong lúc chớp nhoáng này, sừng rồng xuyên trời giống như là thứ duy nhất, ánh sáng nở rộ nhanh chóng bạo động, biến thành con sông ánh sáng cuồn cuộn, sáng chói vô tận, toàn cảnh là sán lạn. Mỗi một mảnh quang hà đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo, có hàng ngàn hàng vạn mảnh quang hà quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới. Bất luận là Khương Phàm, hay là Cự Long đang ở trên khung trời, hoặc là những người sống sót đang chật vật tháo chạy đến bên ngoài hơn nghìn dặm, đều đã nhận ra một loại khí tức quỷ bí. Long Tinh cùng sừng rồng va chạm, trong nháy mắt đã truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, vô cùng một ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra một vết nứt khiến cho chúng sinh sợ hãi, vạn vật tuyệt vọng. Ngay sau đó, cơn bão năng lượng va chạm quét sạch không gian, gần như là tai nạn, cuồn cuộn trên phế tích, giống như là muốn ép nơi này về với hỗn độn. Thiên Long, Thất Thải Thiên Long, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Đạo Long Quỳ. Linh hồn Tử Kim Cự Long bất chợt hồi hộp, khó có thể tin được mà trừng lớn mắt quan sát long ảnh bảy màu trong đầu nguồn phong bạo kia. Mê quang bảy màu, hai cánh, long văn, độc giác xuyên trời. Chẳng lẽ đây là chí tôn Thiên Long đã biến mất trong thời gian vô tận, Đại Đạo Long Quỳ. Trách không được lúc trước hắn ở trong mảnh phế tích này đã nhận ra khí tức đặc biệt. Nhưng, tại sao trong thế giới mới lại có dị thú như thế này? Mà vì sao lại ở cùng Khương Phàm? Ha ha, qua ha ha ha, lão tử gánh vác được. Ha ha ha, chống đỡ được rồi. Đại tặc phấn chấn gào thét, cứ việc vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh, nhưng hiệu quả mà cái quả, trứng ngọc kia mang tới còn kinh khủng hơn xa so với những gì nó mong muốn. Nào chỉ là thay xương đổi thịt, quả thực là phá xác trùng sinh. Ngươi là Hồng Hoang Thiên Long. Tử Kim Cự Long vừa muốn hỏi thăm, Khương Phàm đang yên lặng bên trong tầng đất đột nhiên phóng thích Sơn Hà Đại Táng, ngàn dặm phạm vi trong nháy mắt đã yên lặng, như là thời không trôi qua biến thành hoang mạc, sóng chiều tai nạn vô tận diễn biến ra hư ảnh Sơn Hà băng diệt, khí tức hủy diệt đang cuộn trào, lao nhanh, mà mãnh liệt. Rầm rầm. Hơn 100 sợi xiềng xích tai nạn đang điên cuồng lao lên, quấn chặt lấy Tử Kim Cự Long. Đây là uy lực chân chính của Sơn Hà Đại Táng từ Thánh Linh Cảnh, có thể kéo vạn vật trên thế gian vào địa tầng, vô tình táng diệt. Ầm ầm, cơ thể 5 vạn mét của Tử Kim Cự Long bỗng nhiên trầm xuống, xiềng xích như khuấy động uy lực Sơn Hà, cuồng lực ngập trời, kéo nó về phía địa tầng. Giống, Tử Kim Cự Long giãy giụa kịch liệt, vậy mà thân hình khổng lồ lại tiếp tục phóng đại, long khí đại bạo động như đại dương mênh mông, nó ý thức được nguy cơ sinh tử. Nó đang liều mạng dốc hết toàn lực mà giãy giụa. Đại tặc vỗ cánh bay lên trời, nhấc lên khí thức hồng mông, giống như đang xuyên qua không gian và thời gian, xuất hiện ở trên lưng Tử Kim Cự Long. 18 cái vảy rồng ầm vang phóng đại, ánh sáng vô biên, thần huyết chảy xuôi, bọn chúng giống như là thiên đao vô tình, hung hăng bổ đến trên lưng Tử Kim Cự Long, vảy rồng vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Tử Kim Cự Long vô tình bị bổ ra, suýt chút nữa bị chém thành 19 đoạn. Nó bị đau mà kêu thảm, cơ thể nó thật sự không thể kiên trì thêm được nữa, nó bị vô tình kéo vào dưới mặt đất. Sơn Hà bạo động, tai nạn vô tận sôi trào mãnh liệt, vô tình táng diệt lấy sinh cơ của nó. Tử Kim Cự Long liên tiếp bị thương, giờ phút này rốt cuộc cũng đã đạt tới cực hạn, thân rồng khổng lồ tăng vọt đến 8 vạn mét nhấc lên lần sau cùng, sau đó đã nhanh chóng mệt mỏi. Khương Phàm ở sâu trong tầng đất thi triển Niết Bàn Thuật, sau khi trở lại đỉnh phong, hắn lần nữa kích phát, bản thân, cảnh giới vô hạn tới gần Thánh Vương Cảnh. Phần thiên chiến vực diễn hóa thành cự đao, chu tước yêu hỏa, vạn vật nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm vần quanh, mở ra địa tầng hoang vu đang yên lặng, một đao chặt đứt Tử Kim Cự Long. Tử Kim Cự Long với thân thể mệt mỏi cực độ cơ hồ không có bất kỳ uy lực chống đỡ nào nữa, huyết thủy nhuộm đỏ cả địa tầng. Khương Phàm khống chế chiến đao liên tiếp phách chạm, mỗi đao đều trúng mục tiêu vết thương mà đại tặc dùng huyết lân lưu lại.
Trong mấy hơi ngắn ngủi này, Tử Kim Cự Long đã bị chém thành 19 đoạn, không cho nó bất cứ cơ hội nào, hắn thu sạch vào Thông Thiên Tháp. Đại tặc xoay quanh ở trên không, tùy tiện hưởng thụ lấy cảm giác bay lượn, cảm nhận được chiến khu hoàn toàn mới. Khí tức sinh mệnh mênh mông, chiến khu Thiên Long cường hãn, còn có số lượng lớn truyền thừa đang lấp lóe trong đầu, đều để nó kích động đến liên tục chu lên. Đừng đắc ý, cần phải đi rồi. Khương Phàm gọi đại tặc. Xương cốt toàn thân đại tặc ngưng tụ lại, một lần nữa biến trở về bộ dáng cự ngạc bảy màu. Ha ha, cảm giác quá sung sướng. Ngươi có thể chuyển đổi từ cự ngạc và Thiên Long sao? Trước đó ta hẳn là thuộc về huyết mạch cự long, đột nhiên lại biến thành Thiên Long, dù sao vẫn cần quá trình biến đổi. Không nôn nóng, từ từ sẽ được, chờ sau khi ta đến Thánh Hoàng, hẳn là có thể triệt để biến thành Thiên Long. Thế này sao, ngươi và Hàn Ngạo đều ngược lại nhỉ? Lúc trước hắn là Dực Long, bị Đại Long Đao cưỡng ép thay đổi thành Cự Long, ngươi là huyết mạch Cự Long, bị một quả trứng thúc thăng thành Thiên Long. Khương Phàm cười lắc đầu, tình huống nghịch loạn huyết mạch như thế này gần như không thể nào xảy ra, trừ phi là có cơ duyên lớn đến cực hạn, đương nhiên tiền đồ cũng nhất định sẽ phi phàm. Hắc hắc, như thế này rất tốt, giả heo ăn thịt hổ. Đại tặc rất hài lòng về tình huống của mình. Khương Phàm thu đại tặc vào Thông Thiên Tháp, thuận tiện dùng liệt diễm đốt cháy phế tích, tinh luyện máu tươi của cự long bị rơi xuống. Đây chính là bảo bối tốt, một giọt cũng không thể để lại, luyện thành huyết đan sau này bổ sung huyết khí. Khi Khương Phàm rời khỏi không lâu sau đó, cường tộc các phương chống cự lại khí tức tai nạn còn đang phiêu đãng, đi ngang qua mấy trăm dặm, tới trung tâm chiến trường. Nơi này ngoại trừ phế tích bừa bộn thì cũng không nhìn thấy chút vết máu hay thi cốt gì cả. Nhưng, một tòa núi đá đột ngột nhảy lên, xuất hiện ở sâu trong mê vụ. Ở trong phế tích hoang vu bằng phẳng, ngọn núi đá này lộ ra vô cùng đột ngột, rõ ràng là bị năng lượng tạo nên. Phía trên khắc lấy mấy chữ lớn cứng cáp, mộ phần Tử Kim Cự Long. Tử Kim Cự Long chết rồi. Cha, nhanh cha. Mọi người chấn kinh đến rét run, Khương Phàm thật sự săn giết cự long. Hắn cũng dám giết cự long. Tất cả cường tộc nhanh chóng tản ra, càn quét phế tích, tìm kiếm vòng xoáy ở phía nam. Không lâu sau đó, tin tức hội tụ đến phía trước núi đá. Không có phát hiện tung tích cự long, cũng không có thấy cự long rời khỏi thế giới mới. Nói cách khác, Tử Kim Cự Long có lẽ đã chết thật rồi. Khương Phàm giết cự long. Khương Phàm lại có thể giết cự long thánh vương cảnh. Bây giờ Khương Phàm đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Khương Phàm đã cuồng ngạo đến mức không sợ long tộc sao? Cự long đại lục muốn oanh động. Mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thời khắc này, trong hư không vặn vẹo ở xung quanh có một con vảy trùng to béo quái dị màu đen, lôi đỉnh quấn quanh toàn thân đang nằm sấp ở đó. Nó không có cánh, không có cái đuôi, không có móng vuốt, chỉ là một con nhuyễn trùng toàn thân bao trùm lấy vảy đen cực lớn, nhưng chính là vật này, lại là hư không lân trùng hung danh hiển hách. Bọn chúng sinh ra tại hư không, sinh sống ở hư không, quỷ bí hiếm thấy, số lượng thưa thớt. Cho dù là tại thời kỳ hồng hoang xa xôi, các thần linh cường hãn cũng đều tham luyến yêu trùng thần bí như vậy. Hai nam hài nhìn chừng 10 tuổi đứng ở hai bên phía trên hư không lân trùng, nhìn chiến trường đang khôi phục lại bình tĩnh. Không tệ nhỉ, ta đã nói hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một nam hài nhìn tinh khiết đáng yêu, nhìn phương hướng Khương Phàm đi xa mà cười nhạt. Đây chính là yêu đồng từ địa ngục trở về. Hết thảy mọi thứ ở trước mắt đều là trong kế hoạch của bọn hắn, Khương Phàm càng là một vòng kế hoạch quan trọng của bọn hắn. Đúng là rất không tệ, nhưng đó là Tử Kim Cự Long, thật đáng tiếc. Mặt mũi nam hài tà ác tràn đầy tiếc nuối, thật muốn cướp cự long đi. Không thể đụng vào đế tộc, đây là ước định giữa chúng ta. Tiểu gia hỏa quá tham lam, ngay cả khối xương cũng đều không có để lại. Rõ ràng là nam hài tà ác không cam tâm, đáy mắt đều lóe ra ý lạnh tùm. Nếu hắn đã tới liền sẽ hấp dẫn càng nhiều hoàng đạo tiến đến, ngươi không cần quan tâm khối xương rồng này. Tốc độ phát triển của tiểu gia hỏa này cũng khá nhanh rồi, vậy mà đều đã là thánh linh cảnh. Thành tựu tương lai của hắn sẽ không dưới ngươi. Có phải như vậy hay không, bây giờ nói còn quá sớm. Đi, chẳng mấy chốc khách sẽ vào sân, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Theo tin tức lan tràn tại hải vực mênh mông, số lượng lớn cường tộc nơi hải vực và cả cường tộc gần lục địa,
đều một lần nữa sinh ra hiếu kỳ đối với thế giới mới. Trước đó bọn hắn phổ biến đều phỏng đoán nơi đó sẽ yên lặng cực kỳ lâu ở dưới đáy biển, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cho nên đều không có vội vã dò xét, mà bây giờ đại dương mênh mông lại đột nhiên xuất hiện kịch biến không thể nghi ngờ là rõ ràng cho bọn hắn thấy, thế giới mới xuất hiện vô cùng biến động. Trong lúc nhất thời, tất cả những nơi biển động tràn qua đều nhanh chóng táo động. Bọn hắn không để ý đến tổn hại mà biển động mang tới, mà là mang theo kích tình mênh mông lao tới thần dụ chi hải. Trong này trừ đám tán tu mưu cầu danh lợi đi đến thám hiểm, còn có cường tộc trấn một vực, có hoàng tộc cao ngạo, thậm chí là hoàng đạo thiên khải. Bên trong hải vực mênh mông tại thần dụ chi hải, thậm chí đã bắt đầu điên truyền tin tức phần thiên thần Hoàng Khương Phàm đã xuất hiện tại thế giới mới. Khương Phàm săn giết tử kim cự long. Người của Thiên Kiếm Thần Tông vừa mới đến thế giới mới liền nhận được cái tin tức để cho người ta hồi hộp này. Trái tim của tông chủ, Cổ Vân Thiên đều bị kéo ra, cự long. Chính là con cự long đã từng phách lối đi qua trước Thiên Kiếm Thần Tông kia sao? Một con mà thôi liền bị Khương Phàm giết rồi. Cự long, đó là cự long cơ mà. Cự long là đế tộc cơ mà. Tên điên Khương Phàm kia, thật sự không sợ trời không sợ đất sao? Các ngươi ở Thiên Khải đã gặp qua Khương Phàm chưa? Thánh Linh Lôi Bằng tự mình chở Cổ Vân Thiên, xông vào trong thế giới mới đang náo nhiệt. Một thời gian trước Khương Phàm muốn đi Thiên Khải, nhưng chỉ xuất hiện ngắn ngủi tại Vạn Đạo Hoàng Thành, sau đó liền biến mất một cách thần bí, không có thật sự chạm mặt cùng Hoàng tộc Thiên Khải. Tâm tình của Cổ Vân Thiên khó mà bình tĩnh, không hổ đã từng là chủ nhân Thương Huyền, cho dù là chuyển thế, cũng uy phong không thua năm đó. Từ trên sự kiện Khương Phàm trực tiếp hủy diệt Vạn Đạo Thần Giáo kia liền có thể nhìn ra được, chiến lược kiếp này hắn an bài hẳn là làm nghịch chuyển tính thay đổi. Không còn là chỉnh đốn Thương Huyền, mà là muốn triệt để khống chế Thương Huyền. Là một loại bá vương trị vì, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Khương Phàm có thể xuất hiện trong thế giới mới nhanh như vậy, hiển nhiên là trong lúc đại hải khiếu đó đã ở chỗ này. Hắn lại có thể buông sự vụ Thương Huyền xuống, đến hải vực mạo hiểm, đây quả thật là. Phó Hành Không cũng rất rung động, vị gia này lại có lòng dạ thanh thản đi ra mạo hiểm. Không thể không thừa nhận cái tâm tính này đúng là tốt. Cổ Vân Thiên phỏng đoán nói. Khương Phàm vừa cướp sạch Vạn Đạo Hoàng Thành, xí thiên giới hẳn là đang tu dưỡng, trong ngắn hạn sẽ không lại lên thêm chiến tranh, cho nên hắn dành thời gian tới đây xem một chút. Bây giờ nội tình cùng dự trữ của hắn rõ ràng không đủ để chèo chống dã tâm của mình, cho nên chỉ có thể cướp bóc khắp nơi. Tìm kiếm bảo vật bốn chỗ, thế giới mới nên tính là một bí địa náo động nhất được chú ý nhất tại hạ giới trước mắt. Chiếu cố Khương Phàm, Lôi Bằng dâng cao khí thế. Vẫn là không nên trêu chọc. Phó Hành Không tranh thủ thời gian ngăn cản. Không nên trêu chọc Khương Phàm, mục đích chúng ta tới đây là dò xét bí mật của thế giới mới. Nếu như có khả năng gặp mặt cùng chủ nhân thế giới mới, lại nói chuyện cách cục thần dụ chi hải trong tương lai. Cổ Vân Thiên cũng không nguyện ý trêu chọc tên điên kia. Vài ngày sau, Dương Biển cũng cưỡi huyền quy đi tới thế giới mới. Thiên Mộng Đảo đã chuyển đến Hải Thần Đảo, nhưng Dương Biển thực sự hiếu kỳ tình huống của thế giới mới, hắn đã kéo lên huyền quy làm khí thế ngất trời. Thánh Tổ đầu tiên, Dương Hồng Liệt không yên lòng, cũng bồi tiếp đến nơi này. Khương Phàm giết cự long. Dương Hồng Liệt lắc đầu than nhẹ, đối với chuyện lục du chính là Khương Phàm. Kỳ thật tại 2 năm trước hắn đã biết, cũng là tình hình duy nhất Dương gia hiểu rõ, cảm xúc ban sơ rất phức tạp, bây giờ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn có thể đánh Thánh Vương Cự Long rồi. Huyền Quy nhận được tin tức thì sửng sốt một chút, nó biết Khương Phàm rất mạnh, hẳn là có thể khiêu chiến Thánh Vương, nhưng chỉ là khiêu chiến mà thôi, còn lâu mới có được đến mức săn giết Thánh Vương, huống chi lại là Thánh Vương Cự Long có thể lấy một địch hai. Khương Phàm còn mang theo ai bên cạnh? Dương Biển cũng rất khiếp sợ, nếu như săn giết Thánh Vương khác, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao đó cũng là Chu Tước, nhưng... Thánh Vương Cự Long, cái này thật sự có chút khoa trương. Chỉ hai nương môn nhi kia, nhưng Khương Phàm cũng không dám để cho các nàng tùy tiện lộ diện. Làm sao hắn làm được? Mặc kệ nó, nhanh nhanh nhanh, Cự Long nha, cả một con Cự Long đó. Huyền Quy rất nhanh đã kích động lên, trong khoảng thời gian này núp ở Hải Thần Đảo. Oanh oanh liệt liệt làm mấy chục trận, chính là thời điểm mệt mỏi, nó muốn làm chút máu rồng thịt rồng bồi bổ thân thể. Tìm tới bọn hắn. Dương Biển chau mày.
Khương Phàm đã bắt đầu săn giết Thánh Vương rồi. Chênh lệch giữa bọn hắn lớn như vậy sao? Cường tộc đến thế giới mới càng ngày càng nhiều, bầu không khí trong thế giới mới cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mà yêu thú tài nguyên trong thế giới mới lại phong phú, cùng linh bảo bí dược xung quanh tổ nguyên sơn cũng đều kích thích tất cả những kẻ xông vào. Các trận chém giết thảm liệt có thể thấy được ở khắp nơi, vì để tranh đoạt linh bảo, chiếm lấy tài nguyên, giữa rất nhiều hoàng đạo cũng đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Dãy núi cánh rừng kéo dài 10 vạn dặm, cơ hồ biến thành chiến trường đẫm. Thế giới mới còn chưa bắt đầu phản kích, các kẻ xông vào liền có gần nửa số đã chết trong chính nội đấu của bọn hắn. Khương Phàm từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, mà là giấu ở trong địa tầng, thống thống khoái khoái hưởng dụng máu rồng thịt rồng, khỏe mạnh thể phách, tăng thực lực lên. Mặc dù trực tiếp tăng lên Thánh Vương là không thực tế, nhưng muốn đến Thánh Vương, tuyệt đối không thể rời bỏ đủ loại tích lũy, chỉ có tích lũy đủ nhiều, mới có thể phát sinh chất biến tại tương lai khi cơ duyên đến, biến đổi đến vấn đề Thánh Vương. Mặc dù trước đó tỉ muội Đông Hoàng như ảnh oán trách Khương Phàm săn giết cự long quá mạo hiểm, nhưng khi máu rồng thịt rồng với sinh cơ Thánh Vương minh mông bày ở trước mặt, ai cũng không chống đỡ được dụ hoặc. Nhất là Đông Hoàng như ảnh, truyền thừa cùng tu luyện của nàng đều rất khó khăn, chính là cần vật đại bổ như thế này đến tẩm bổ. Bạch Tai từ chỗ Khương Phàm có được cả bộ xương đầu rồng, tùy tiện hấp thu cốt khí, khỏe mạnh hài cốt của chính mình, cũng thuận tiện chế tạo long nha võ khí cho mình. Lý Dần và Tặc Điểu đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này, thống thống khoái khoái ăn như gió cuốn. Duy chỉ có long cốt cự ngạc không dùng cự long, trứng rồng vẫn còn tiếp tục mang tới biến đổi, không cần lại tẩm bổ. Huống chi, nó muốn biến đổi đến thiên long, thực sự không nên dùng nhiều cự long. Nó cũng thuận tiện thử dung hợp cùng 18 tấm vảy rồng, triệt để biến thành vũ khí của mình. Bọn hắn giấu dưới đất trọn vẹn ẩn hơn 50 ngày, tiêu hao 3 vạn mét huyết nhục cự long. Từng người đều tinh khí như biển, sinh cơ bành trướng, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Cá sấu lớn, nơi này còn có bảo địa ẩn tàng không? Đông Hoàng như yên đầy mong đợi nhìn long cốt cự ngạc. Hơn 50 ngày, tổ nguyên sơn phía ngoài hẳn là đều bị người ta vơ vét sạch sẽ, bây giờ liền nhìn xem còn có bí địa ẩn tàng hay không. Đối với niết bàn cảnh mà nói, được xưng tụng rất nhiều bảo địa, đối với thánh linh cảnh mà nói, còn có thể xưng là không có bảo địa. Suy nghĩ thật kỹ đi, khẳng định có chút người cấm địa năm đó không dám đụng vào. Thật sự không có, trên đường tới ta đều đã nghĩ qua. Không có cũng phải có, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi còn không có cho đoàn trưởng phu nhân các ngươi lễ gặp mặt đâu. Đông Hoàng như yên nghiêm mặt, chỉ vào long cốt cự ngạc răn dậy. Đông Hoàng như ảnh im lặng lắc đầu, tiểu nha đầu dã man này. Đồ tốt sớm đã bị những yêu chủ kia càn quét lục soát, bên ngoài chính là chút cơm thừa rượu cặn. Quả trứng rồng này hoàn toàn là ngoài ý muốn, là cái kỳ tích. Long cốt cự ngạc cười hắc hắc. Ông trời đặc biệt chuẩn bị kỳ tích cho hắn. Quá tuyệt vời, quá kích thích, quá hưng phấn. Đến bây giờ long cốt cự ngạc vẫn còn có chút lâng lâng. Khương Phàm thức tỉnh từ trong minh tưởng. Đều không khác mấy rồi. Chúng ta nên rời khỏi. Tỉ muội các cô vẫn là đến bên trong thông thiên tháp đợi đi, Tặc Điểu đến bên trong đợi lệnh. Bên trong thật không có ý tứ, để cho chúng ta ở lại bên ngoài được không? Chúng ta cam đoan chỉ nhìn, không hề làm gì. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Đông Hoàng như yên vụt sáng lên, lấp lánh nhìn Khương Phàm. Trước đó nàng không có được tận mắt nhìn thấy Khương Phàm săn giết cự long đã liền ảo não không thôi, bây giờ thế giới mới khẳng định càng náo nhiệt. Không nói hoàng tộc hoàng đạo toàn thế giới đều đến, 1/10 thôi cũng quả thực là trận thịnh hội siêu cấp, ngẫm lại đều nóng cả người, nàng sao có thể ở lại bên trong chờ đợi được. Tới đều là hoàng tộc hoàng đạo, con mắt một kẻ so với một kẻ đều độc ác. Đồng thời còn nhìn ta chằm chằm, há có thể buông tha hai thiên phẩm linh văn cố ý ẩn nấp bên cạnh ta. Nếu như khám phá ra được thân phận các ngươi, Thương Huyền nơi đó liền nguy hiểm. Chúng ta có thể áp chế linh văn. Nói không được thì không được, ở bên trong trung thực ăn thịt rồng đi. Người khác muốn ăn còn không được ăn, người đây còn không vui. Đông Hoàng như yên gấp, thốt ra. Thần tôn để cho ngươi mang tỷ tỷ đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Người cứ bồi dưỡng như vậy. Hai người các ngươi nên đợi cùng một chỗ mỗi ngày, phải tay trong tay, phải trao đổi lẫn nhau. Người nhét nàng ở bên trong, ở riêng hai nơi thì khác gì nhau. Như yên.
Đông Hoàng Như Ảnh phiền muộn đến bó tay rồi, nhà đầu này đột nhiên liền bán nàng đi. Tỷ tỷ, muội lừa hắn thôi, đừng để trong lòng. Đông Hoàng Như Yên nhảy đến bên cạnh Như Ảnh, thấp giọng khuyên nhủ, tiếp đó lại nhảy về trước mặt Khương Phàm, trông mong nhìn hắn. Không được. Khương Phàm nắm lấy tay Đông Hoàng Như Yên, không để ý nàng đang thét lên, cưỡng ép nhét vào thông thiên tháp. Ngươi nhẹ nhàng một chút. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu than nhẹ, cũng tiến vào thông thiên tháp. Chúng ta đi đâu? Long cốt cự ngạc bãi động thân thể to béo nhưng không mất vẻ khỏe mạnh, tăng vọt chiến ý, hận không thể liền thống thống khoái khoái làm một vố lớn ngay bây giờ. Đi ra bên ngoài nhìn tình huống, chúng ta đến đây đều đã hơn 2 tháng, đoán chừng thế giới mới sắp bắt đầu phản kích. Mặc dù thế giới mới đã mở ra toàn diện, nhưng kỳ thật lại là tồn tại như một mảnh cấm khu bị phong bế. Lấy giới Nguyên Sơn cùng 3 tòa tổ Nguyên Sơn ở xung quanh làm trung tâm, chống lên bình chướng kéo dài hơn 5.000 dặm. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong giống như là bị biển mây bao phủ, cái gì cũng đều không nhìn thấy, ý thức cũng duỗi không vào được, bình chướng vô hình càng ngăn cách bất cứ người nào muốn xông vào. Trước đó Tử Kim Cự Long chính là vòng quanh nơi này vài vòng cũng không dám mạo hiểm. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo đều chạy tới nơi này. Trải qua 2 tháng hỗn chiến chém giết, tài nguyên trên mặt nổi hầu như đều bị chia cắt xong hết, nên cướp cũng đều cướp hết, nên đoạt cũng đều đoạt hết, bây giờ hoàng tộc hoàng đạo ngược lại bắt đầu khẩn trương. Tựa như Khương Phàm nói, thế giới mới hẳn là muốn bắt đầu phản kích. Nhưng vì sao còn chưa bắt đầu? Trong này khẳng định có vấn đề. Muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề, cấm khu là mấu chốt. Cho nên bọn hắn lần lượt tụ tập đến mặt ngoài cấm khu, thảo luận với nhau, cũng liên thủ đề phòng. Trong mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn chia làm tam đại trận doanh, đều tụ ở vị trí phía đông. Một là ma tộc của Hắc Ma Đại Lục, một là nhân tộc của Thái Sơ Đại Lục, một là cường tộc của Hải Vực. Về phần đám tán tu, bọn họ rất ít ở chỗ này mà là tiếp tục phân tán ở bên ngoài tìm kiếm lấy bảo bối, tranh đoạt lấy, ăn cơm thừa rượu cạn, mà hoàng tộc hoàng đạo bọn họ đều khinh thường ngoảnh đầu nhìn một chút. Đối với hoàng tộc hoàng đạo mà nói đó là ăn cơm thừa rượu cặn, đối với bọn hắn mà nói đó lại là siêu cấp thịnh yến. Ha ha, ta thấy được cái gì đây? Khương Phàm đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn thấu dãy núi, rơi vào chỗ đám người Thái Sơ Đại Lục kia. Cái gì? Nói một chút đi. Long cốt cự ngạc ngửa đầu cực lực nhìn quanh, nhưng khoảng cách quá xa, mắt cá lại không thấy rõ ràng bằng mắt chim. Thái cổ thần miếu. À, bọn hắn tới. Đến tham gia náo nhiệt, hay là tới giết ngươi? Cả hai đều có, bọn gia hỏa bí ẩn điệu thấp này vậy mà lại đều bắt đầu mạo hiểm, xem ra cái chết của hình phù đồ đối bọn hắn là kích thích không nhỏ nhỉ. Đúng là như thế mà, người giết hình phù đồ, phá đi giấc mộng thánh hoàng tương lai của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn thẹn với tiên tổ, nếu như còn an nhàn như trước vậy liền nói không đi qua được. Dương Biện đâu, tới rồi sao? Tới rồi, cưỡi huyền quy tới. Đại vương bát tới, không phải ở lại hải thần đào tạo tiểu vương bát sao? Đại tặc lộ ra nụ cười tà ác, ban đầu còn hâm mộ đại vương trái ôm phải ấp, bây giờ nha, nó hận không thể chạy đến trước mặt đại vương, khoe khoang thật tốt. Còn có người của Thiên Kiếm Thần Tông, cũng đều đến rồi. Đi thôi, đi, trực tiếp tiến lên như vậy. Đúng rồi, thất thải liên tử, hắc hắc, nổ bọn hắn nha. Đại tặc phấn chấn tinh thần. Trước đó bọn hắn không dám tùy tiện vận dụng hạt sen lôi kiếp, bây giờ nó đã đến cảnh giới thánh vương, còn có huyết lân hộ thể, hoàn toàn có thể điên cuồng một tay. Ý của ta là, lách qua nơi này, nói chuyện cùng chủ nhân thế giới mới. Giới chủ sao? Long cốt cự ngạc vô ý thức rụt cổ một cái. Thế giới mới hẳn là đang chuẩn bị gì đó, càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Chúng ta không muốn bị xâm hại, liền phải làm chút chuẩn bị. Khương Phàm rời khỏi nơi quần hùng tụ tập, vòng quanh mê vụ cấm khu, tìm kiếm khu vực bí ẩn không có cường tộc theo dõi, chuẩn bị tiếp xúc cùng giới chủ thế giới mới. Bọn hắn có nhiều cường giả tụ ở nơi đó như vậy, đều không thể nhìn thấy giới chủ, người dựa vào cái gì mà xác định giới chủ có thể gặp ngươi. Đại tặc vừa đi vừa hỏi. Ta là đoán, thử nhìn một chút có thể nhìn thấy hay không. Nếu như có thể, chúng ta liền may mắn, nếu như không thể. Chúng ta làm chuyện của chúng ta. Có gặp hay không khác nhau ở chỗ nào? Nếu như có thể gặp, chúng ta ở chỗ này liền có thể nhiều thêm một phần bảo hộ,
huyên náo lâu hơn một chút tại thế giới mới. Nếu như không thể gặp, trong 2 tháng, chúng ta liền rời khỏi trước khi chuyện mất khống chế. Giới chủ sao, ta còn không biết rốt cuộc giới chủ là cái thứ gì nữa. Thống ngự yêu tộc hẳn là một vị yêu tôn nào đó. Rất có thể. Trong đầu đại tặc lóe ra nhiều loại yêu thú, nhưng thực sự nhớ không nổi dạng yêu thú gì có thể thống ngự thế giới yêu thú quy mô như thế này, còn cần tất cả tổ nguyên sơn định kỳ tế hiến huyết mạch. Hẳn là cảnh giới thánh hoàng, nương tựa theo pháp trận giới nguyên sơn có thể hiện ra uy lực thần linh. Cũng có thể, đã là cảnh giới thần linh. Bọn hắn cẩn thận đi một ngày, tìm được một chỗ nơi ẩn nấp. Khương Phàm đi đến phía trước mê vụ, nói với bên trong. Thế giới mới trồi lên mặt biển, nhất định là đã làm chuẩn bị xong gặp mặt cùng cường tộc thiên hạ. Nhưng tất cả hoàng đạo đối với thế giới mới không có chút thiện ý nào, chỉ là xem nơi này như khu vực săn bắn, muốn tìm kiếm bảo vật nơi này, cướp đoạt tài nguyên nơi này. Cái gọi là gặp mặt của các ngươi, cuối cùng khẳng định là sẽ biến thành chiến tranh. Mặc dù hoàng đạo thiên hạ đều có ước định, thánh hoàng và thần linh không được xuất hiện tại hạ giới, nhưng nếu như tình huống đặc biệt, bọn hắn sẽ không bận tâm cái này, cho nên đến lúc đó chiến tranh chắc chắn sẽ càng ngày càng thảm liệt. Nếu như thế giới mới gánh không được, bọn hắn thế chắc chắn sẽ xé nát nơi này, cướp đoạt tất cả tài nguyên có thể cướp đoạt, thậm chí chiếm lấy nơi này, trở thành chủ nhân mới. Nếu như các ngươi có thể một mực chống đỡ, vậy thì chuyện này sẽ càng kích thích hơn. Mang ý nghĩa nơi này có thần linh, tất cả hoàng đạo sẽ xem các ngươi như uy hiếp nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, càng mạnh mãnh liệt hơn tấn công hơn nữa. Kết cục sau cùng của thế giới mới, sợ rằng sẽ rất thảm. Mục đích ta tới đây là hy vọng có thể hợp tác cùng thế giới mới, hoặc là một cái ăn ý đơn giản. Lời giới thiệu đầu tiên, ta là Khương Phàm, kiếp trước từng là chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng, đã từng lên trời chứng đạo, truy đuổi đế vị. Bây giờ chuyển thế trở về, là muốn báo thù thiên khải. Bây giờ ta đang đứng thời kỳ đặc thù đối địch cùng thiên hạ, tất cả hoàng đạo cũng đều là hận không thể giết chết ta. Nếu như ta có thể ở chỗ này triển khai săn giết, chắc chắn sẽ dẫn dắt một bộ phận tinh lực cùng thù hận của hoàng đạo, giảm bớt áp lực cho thế giới mới. Việc này qua đi, ta sẽ còn đăng lâm thiên khải, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý ở nơi đó, đến lúc đó lực lượng của tất cả hoàng đạo vây bắt thế giới mới các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, chí ít không đến mức không kiêng nể gì cả. Ta hy vọng giới chủ có thể cân nhắc đủ tốt, mặc dù giữa chúng ta vốn không quen biết, nhưng chúng ta đều cố ý tranh giành thiên hạ, cũng đều không sợ quần hùng thiên hạ, cho nên giữa chúng ta vẫn có cơ sở để hợp tác. Nếu như các ngươi không hiểu rõ ta, có thể bí mật bắt mấy tên cường giả hoàng tộc, thẩm tra tin tức một lần liền biết. Sau khi Khương Phàm nói xong thì liền cưỡi long cốt cự ngạc rời khỏi, đi hơn nửa ngày, lại tìm đến một chỗ thích hợp, tái diễn lời giống vậy đối với trong sương mù. Nếu mê vụ là pháp trận, bên trong khẳng định có trấn thủ. Khương Phàm chỉ cần tiếp tục truyền lời vào bên trong, chắc chắn sẽ có yêu thú trấn thủ nhận xúc động, hồi báo cho giới chủ. Mặc dù hy vọng không phải rất lớn, nhưng Khương Phàm vẫn còn có chút chờ đợi. Nếu như trong thế giới mới thật có thần linh, nếu như thế giới mới thật muốn thông qua chiến tranh tuyên cáo địa vị của mình, vậy hai bên quả thật có thể hợp tác với nhau. Đến lúc đó, thế lực hoàng đạo khắp thiên hạ liền sẽ nhận phân tán, một bộ phận xử lý chuyện của mình, một bộ phận sống chết mặc bay, một bộ phận vây công thế giới mới, một bộ phận khai chiến cùng hắn. Cứ như vậy, sau khi Khương Phàm đăng lâm thiên khải, chỉ cần đối mặt 1/4 hoàng đạo, mặc dù số lượng cũng rất khủng bố, nhưng miễn cưỡng còn trong giới hạn chịu đựng. Còn muốn tiếp tục, lại đi nữa thì sẽ vây quanh đông bộ đấy. Ngày thứ 6, long cốt cự ngạc chở Khương Phàm đi kết thúc lần trò chuyện, thứ 8, sau lại từ từ rời khỏi. Cho giới chủ thời gian điều tra ta, lại nói thêm 2 lần nữa. Nếu như vẫn không có đáp lại, chúng ta liền mình làm một mình. Khương Phàm vẫn ôm hy vọng. Nhưng lúc này bọn hắn vẫn không biết, tại ngày hôm qua, giới chủ cùng yêu đồng đạt được hồi báo đã bí mật trở lại trong cấm khu. Trả lời một cái. Yêu đồng thản nhiên cười nói. Những năm này bọn hắn yên lặng trong cổ hải, một mực an bài hư không lân trùng điều tra tình huống ở bên ngoài, cũng đã điều tra Khương Phàm. Lần này thế giới mới trồi lên mặt biển, chính là vì đã phát giác được Khương Phàm tiến vào thần dụ chi hải, mà không chỉ là trùng hợp. Thứ để bọn hắn ỷ vào mà khiêu chiến thiên hạ ở chỗ này, chính là hấp dẫn Khương Phàm tiến đến, sau đó lợi dụng Khương Phàm chia sẻ một bộ phận áp lực.
Yêu đồng còn đang suy nghĩ, lúc nào sẽ cùng Khương Phàm gặp mặt. Không nghĩ tới Khương Phàm lại chủ động muốn mưu cầu hợp tác. Nửa ngày sau, khi Long Cốt Cự Ngạc dừng lại lần thứ 9, Khương Phàm hắng giọng chuẩn bị bắt đầu lúc nói chuyện, mê vụ đột nhiên cuồn cuộn, truyền ra thanh âm trầm thấp trống rỗng. Tiến đến Thánh Vương, lại rời khỏi. Ngọa tào, nói chuyện. Long Cốt Cự Ngạc kinh sợ lui hai bước, chăm chú nhìn mê vụ, muốn đi ra sao? Sốt cuộc là dạng gì yêu thú? Hư không lân trùng. Khương Phàm đã nhận ra năng lượng hư không? Mê vụ từ từ khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục đáp lại. Khương Phàm không tiếp tục tra hỏi, mà là cởi mở cười nói. Hợp tác vui vẻ. Như vậy liền xong. Long Cốt Cự Ngạc rất bất ngờ, thế giới mới đây là nguyện ý kết minh cùng Khương Phàm rồi. Ăn ý mà thôi, đi thôi, cuộc đi săn bắt đầu. Khương Phàm vô cùng phấn chấn, nếu đã được ngầm đồng ý, hắn hành động tại thế giới mới liền sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, mà nếu cho thế giới mới hồi phục, cũng xác thực giống như hắn dự đoán, muốn tuyên chiến cùng thiên hạ. Đây cũng là hạng người điên cuồng nhỉ. Có ý tứ. Đặc sắc. Có thế lực đặc thù như thế giới mới này thay hắn hấp dẫn lực chú ý, một thời gian rất dài tiếp theo hắn tự nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cấm khu phía đông. Tất cả cường tộc đang tấp nập tiếp xúc, thương lượng phải chăng nên chủ động tấn công một vòng, tìm kiếm tình huống cấm khu. Nhưng, tộc mạnh tới đâu cũng đều rõ ràng không có ý định ra sức thật sự, chỉ nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, mà giữa rất nhiều thế lực còn có mâu thuẫn, cho nên trải qua thương lượng đều không có đạt thành nhận thức chung. Miếu chủ thần miếu, ngươi lại có lòng dạ thanh thản đến thế giới mới, xem ra thương huyền gần đây rất an nhàn nhỉ. Một tiếng cười cởi mở phá tan sự an tĩnh trong bầu không khí tại đông bộ. Những người nghị luận nhao nhao quay người, ai phách lối như vậy, dám trực tiếp kêu gào cùng chủ nhân các hoàng đạo. Oanh! Oanh! Long Cốt Cự Ngạc dài đến hơn 300 mét từ đằng xa đi tới, to béo cồng kềnh, nặng đến mấy triệu tấn, mỗi lần móng vuốt rơi xuống đều kéo theo mặt đất run rẩy, núi cao gào thét. Dưới hình thể khổng lồ dữ tợn của nó, núi đá cao ngất, cây rừng thẳng tắp, đều lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều. Long Cốt Cự Ngạc đạp nát vài ngọn núi đá trăm mét cao, bò tới trên ngọn núi cao nguy nga ngàn mét ở phía trước, thân thể nặng nề ép tới núi cao đều lắc lư kịch liệt, bò đầy vết nứt dữ tợn, đá vụn lăn xuống như màn mưa. Giống. Long Cốt Cự Ngạc nâng một móng vuốt đạp nát đỉnh núi, giơ cái đầu dữ tợn lên, phát ra tiếng gào thét hùng hậu to rõ. Sóng âm cuồn cuộn, như chiều cường hoành hành chấn động để vô số cường giả sôi trào khí huyết, thể hiện đau đớn. Khương Phàm đứng ở trên đầu cự ngạc, trực diện một chi đội ngũ trong đội ngũ Thái Sơ Đại Lục, Hoàng Đạo Tây Nam Thương Huyền, Thái Cổ Thần Miếu. Khương Phàm, miếu chủ thần miếu theo bản năng nhắm hai mắt lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Một tháng trước đó hắn đã liền đến, vẫn luôn đang lùng bắt Khương Phàm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới được bất kỳ tung tích nào, cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì. Hắn còn đoán rằng Khương Phàm đã bí mật thoát khỏi thế giới mới. Khương Phàm còn ở trong thế giới mới. Tất cả hoàng đạo đều hai mặt nhìn nhau. Tên điên này sau khi săn giết cự long, vậy mà lại không có chạy trốn. Chẳng lẽ ở lại nơi này chờ long tộc đến báo thù sao? Săn giết cự long, bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu để tất cả hoàng đạo vây bắt, hắn lại còn trốn ở chỗ này. Quá phách lối, quá cuồng ngạo, đây quả thực là đang gây hấn với hoàng đạo thiên hạ. Hắn chính là Khương Phàm sao? Trong đội ngũ Tu Di Sơn, Tử Ngữ Yên dơ lên mỹ mạo xinh đẹp, hiếu kỳ nhìn quanh. Đại tặc, Huyền Quy trở đi bọn người Dương Biện đứng ở trong liên minh hải vực, trừng to mắt nhìn con cự ngạc buồn cười kia. Đây là cái tạo hình gì, ai nhuộm nó thành màu sắc rực rỡ đúng không? Dáng vẻ lưu manh, không học một chút tốt sao? Là nha đầu Đông Hoàng Như Yên kia làm sao? Là con cự ngạc đi qua hải thần đảo chúng ta lúc trước kia sao? Nó đều đã là thánh vương rồi. Dương Hồng Liệt chấn kinh, có phải tên Khương Phàm này quá tùy hứng hay không, lại cưỡng ép thôi thăng một con cá sấu đến cảnh giới thánh vương. Thánh vương, loại nào không phải siêu cấp huyết mạch, loại nào không phải đỉnh phong linh văn. Loại cảnh giới uy lẫm chúng sinh này, vậy mà lại phát sinh ở trên thân một con cá sấu. Đây quả thực là kỳ tích. Thánh vương, ta sát. Trong mắt của Huyền Quy đều muốn rơi ra tới. Chỉ mới mấy ngày không gặp, ta tụt lại phía sau rồi. Hình như nhìn rất quen mắt.
Bọn người Cổ Vân Thiên của Thiên Kiếm Thần Tông khẽ nhíu mày, quái dị nhìn chằm chằm con cự ngạc loè loẹt kia. Nhìn rất giống con cự ngạc xuất hiện ở Thần Tông bọn hắn ngày đó. Nhưng, con này là có màu sắc rực rỡ, lại còn là Thánh Vương. Hẳn không phải là cùng một con. Rất nhiều cường tộc đều chú ý tới khí tức của cá sấu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một con cá sấu vậy mà lại có thể đi đến Thánh Vương. Đây là đùa giỡn hay sao? Tài nguyên bảo bối của Khương Phàm nhiều đến mức không có nơi dùng sao? Miếu chủ không biết ta rồi. Ta à, Khương Phàm đây, là tên Khương Phàm giết thái tuế của thần miếu các ngươi kia đây. Khương Phàm phách lối cười vang, phiêu đãng trong dãy núi đang an tĩnh. Khương Phàm, ta đang tìm ngươi đây. Đôi mắt của miếu chủ thần miếu bắn ra sát cơ lăng lệ. Hai vị thần miếu thánh linh toàn bộ kích phát linh văn, đằng đằng sát khí khóa chặt Khương Phàm. Ta nhớ được thời điểm ở kiếp trước, thái cổ thần miếu các ngươi thuộc trong bát bộ hoàng đạo thanh cao tự phụ, đến cuối cùng đều chết không thừa nhận quy thuận qua thái sơ, còn nói hợp tác cùng nơi đó chỉ là bởi vì muốn mượn dùng thiên môn trèo lên thiên khải. Bây giờ là xảy ra chuyện gì? Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp liền đứng ở trong đội ngũ thái sơ đại lục rồi. Trong nhà chết không thừa nhận, ở bên ngoài hận không thể để khắp thiên hạ đều biết ngươi là một con chó của thái sơ. Long cốt cự ngạc nhe răng cười. Trong miệng không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Khương Phàm, ngươi là tên tội nhân hoắc loạn thương huyền, không có tư cách nói xấu thái cổ thần miếu ta. Miếu chủ bộc phát khí thế, trong con mắt như là có cổ điện rơi xuống, tinh thần tàn lụi, dị tượng cực kỳ dọa người. Dị tượng cùng khí thế bất chợt hiện ra cũng kinh đến xung quanh rất nhiều cường giả. Ta, tội nhân thương huyền. Ha ha, ngươi nhớ lầm chăng? Ta là chủ nhân thương huyền. Thái cổ thần miếu các ngươi lại là côn trùng nằm sấp trên người thương huyền hút máu, là bị tên cẩu thái sơ đế quân ném ở thương huyền. Người khinh nhờn thần miếu, chết. Mái tóc dài của miếu chủ bay loạn, trên trán hiển hiện âm dương linh văn, phía sau phát động ra hai cánh, một đen một trắng, là âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Âm dương rực linh văn, thiếu âm thiếu dương giao hòa linh văn. Nếu như có thể biến đổi đến thánh hoàng thiên phẩm, thậm chí có thể thăng hoa đến thái âm cùng thái dương giao hòa linh văn. Đây là vốn liếng lớn nhất để thái cổ thần miếu có thể kéo dài từ thượng cổ, từ đầu đến cuối hùng cứ tại Tây Nam. Là nguyên nhân được thái sơ đế quân coi trọng, toàn lực đến đỡ. Miếu chủ gắt gao tiếp cận Khương Phàm, khí tức cường hãn bộc phát, vùng không gian này đều giống như lâm vào trong mê loạn quỷ dị. Đôi mắt kia càng là thâm thúy khủng bố, như là có dị tượng tinh thần tiêu tan, vạn vật tàn lụi. Như vậy liền xong. Long cốt cự ngạc rất bất ngờ, thế giới mới đây là nguyện ý kết minh cùng Khương Phàm rồi. Ăn ý mà thôi, cuộc đi săn bắt đầu. Khương Phàm vô cùng phấn chấn, nếu đã được ngầm đồng ý, hắn hành động tại thế giới mới liền sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, mà nếu cho thế giới mới hồi phục, cũng xác thực giống như hắn dự đoán, muốn tuyên chiến cùng thiên hạ. Đây cũng là hạng người điên cuồng nhỉ. Có ý tứ. Đặc sắc. Có thế lực đặc thù như thế giới mới này thay hắn hấp dẫn lực chú ý, một thời gian rất dài tiếp theo hắn tự nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cấm khu phía đông. Tất cả cường tộc đang tấp nập tiếp xúc, thương lượng phải chăng nên chủ động tấn công một vòng, tìm kiếm tình huống cấm khu. Nhưng, tộc mạnh tới đâu cũng đều rõ ràng không có ý định ra sức thật sự, chỉ nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, mà giữa rất nhiều thế lực còn có mâu thuẫn, cho nên trải qua thương lượng đều không có đạt thành nhận thức chung. Miếu chủ thần miếu, ngươi lại có lòng dạ thanh thản đến thế giới mới, xem ra thương huyền gần đây rất an nhàn nhỉ. Một tiếng cười cởi mở phá tan sự an tĩnh trong bầu không khí tại đông bộ. Những người nghị luận nhao nhao quay người, ai phách lối như vậy, dám trực tiếp kêu gào cùng chủ nhân các hoàng đạo. Oanh! Oanh! Long cốt cự ngạc dài đến hơn 300 mét từ đằng xa đi tới, to béo cồng kềnh, nặng đến mấy triệu tấn. Mỗi lần móng vuốt rơi xuống đều kéo theo mặt đất run rẩy, núi cao gào thét. Dưới hình thể khổng lồ dữ tợn của nó, núi đá cao ngất, cây rừng thẳng tắp, đều lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều. Long cốt cự ngạc đạp nát vài ngọn núi đá trăm mét cao, bò tới trên ngọn núi cao nguy nga ngàn mét ở phía trước, thân thể nặng nề ép tới núi cao đều lắc lư kịch liệt, bò đầy vết nứt dữ tợn, đá vụn lăn xuống như màn mưa. Giống. Long cốt cự ngạc nâng một móng vuốt đạp nát đỉnh núi. Giơ cái đầu dữ tợn lên, phát ra tiếng gào thét hùng hậu to rõ. Sóng âm cuồn cuộn,
như chiều cường hoành hành chấn động để vô số cường giả sôi trào khí huyết, thể hiện đau đớn. Khương Phàm đứng ở trên đầu cự ngạc, trực diện một chi đội ngũ trong đội ngũ Thái Sơ Đại Lục, Hoàng Đạo Tây Nam Thương Huyền, Thái Cổ Thần Miếu. Khương Phàm, miếu chủ thần miếu theo bản năng nhắm hai mắt lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Một tháng trước đó hắn đã liền đến, vẫn luôn đang lùng bắt Khương Phàm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới được bất kỳ tung tích nào, cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì. Hắn còn đoán rằng Khương Phàm đã bí mật thoát khỏi thế giới mới. Khương Phàm còn ở trong thế giới mới. Tất cả hoàng đạo đều hai mặt nhìn nhau. Tên điên này sau khi săn giết cự long, vậy mà lại không có chạy trốn. Chẳng lẽ ở lại nơi này chờ long tộc đến báo thù sao? Săn giết cự long, bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu để tất cả hoàng đạo vây bắt, hắn lại còn trốn ở chỗ này. Quá phách lối, quá cuồng ngạo, đây quả thực là đang gây hấn với hoàng đạo thiên hạ. Hắn chính là Khương Phàm sao? Trong đội ngũ Tu Di Sơn, Tử Ngữ Yên dơ lên mỹ mạo xinh đẹp, hiếu kỳ nhìn quanh. Đại tặc, Huyền Quy trở đi bọn người Dương Biện đứng ở trong liên minh hải vực, trừng to mắt nhìn con cự ngạc buồn cười kia. Đây là cái tạo hình gì, ai nhuộm nó thành màu sắc rực rỡ đúng không? Dáng vẻ lưu manh, không học một chút tốt sao? Là nha đầu Đông Hoàng Như Yên kia làm sao? Là con cự ngạc đi qua hải thần đảo chúng ta lúc trước kia sao? Nó đều đã là thánh vương rồi. Dương Hồng Liệt chấn kinh, có phải tên Khương Phàm này quá tùy hứng hay không, lại cưỡng ép thôi thăng một con cá sấu đến cảnh giới thánh vương? Thánh vương, loại nào không phải siêu cấp huyết mạch, loại nào không phải đỉnh phong linh văn? Loại cảnh giới uy lẫm chúng sinh này, vậy mà lại phát sinh ở trên thân một con cá sấu. Đây quả thực là kỳ tích. Thánh vương, ta sát. Trong mắt của Huyền Quy đều muốn rơi ra tới. Chỉ mới mấy ngày không gặp, ta tụt lại phía sau rồi. Hình như nhìn rất quen mắt. Bọn người Cổ Vân Thiên của Thiên Kiếm Thần Tông khẽ nhíu mày, quái dị nhìn chằm chằm con cự ngạc loè loẹt kia. Nhìn rất giống con cự ngạc xuất hiện ở Thần Tông bọn hắn ngày đó. Nhưng, con này là có màu sắc rực rỡ, lại còn là thánh vương. Hẳn không phải là cùng một con. Rất nhiều cường tộc đều chú ý tới khí tức của cá sấu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một con cá sấu vậy mà lại có thể đi đến thánh vương. Đây là đùa giỡn hay sao? Tài nguyên bảo bối của Khương Phàm nhiều đến mức không có nơi dùng sao? Miếu chủ không biết ta rồi. Ta à, Khương Phàm đây, là tên Khương Phàm giết thái tuế của thần miếu các ngươi kia đây. Khương Phàm phách lối cười vang, phiêu đãng trong dãy núi đang an tĩnh. Khương Phàm, ta đang tìm ngươi đây. Đôi mắt của miếu chủ thần miếu bắn ra sát cơ lăng lệ. Hai vị thần miếu thánh linh toàn bộ kích phát linh văn, đằng đằng sát khí khóa chặt Khương Phàm. Ta nhớ được thời điểm ở kiếp trước, thái cổ thần miếu các ngươi thuộc trong bát bộ hoàng đạo thanh cao tự phụ, đến cuối cùng đều chết không thừa nhận quy thuận qua thái sơ, còn nói hợp tác cùng nơi đó chỉ là bởi vì muốn mượn dùng thiên môn trèo lên thiên khải. Bây giờ là xảy ra chuyện gì? Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp liền đứng ở trong đội ngũ Thái Sơ Đại Lục rồi. Trong nhà chết không thừa nhận, ở bên ngoài hận không thể để khắp thiên hạ đều biết ngươi là một con chó của Thái Sơ. Long cốt cự ngạc nhe răng cười. Trong miệng không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Khương Phàm, ngươi là tên tội nhân hoắc loạn Thương Huyền, không có tư cách nói xấu thái cổ thần miếu ta. Miếu chủ bộc phát khí thế, trong con mắt như là có cổ điện rơi xuống, tinh thần tàn lụi, dị tượng cực kỳ dọa người. Dị tượng cùng khí thế bất chợt hiện ra cũng kinh đến xung quanh rất nhiều cường giả. Ta, tội nhân Thương Huyền. Ha ha, ngươi nhớ lầm chăng, ta là chủ nhân Thương Huyền. Thái cổ thần miếu các ngươi lại là côn trùng nằm sấp trên người Thương Huyền hút máu, là bị tên cẩu Thái Sơ đế quân ném ở Thương Huyền. Người khinh nhờn thần miếu, chết. Mái tóc dài của miếu chủ bay loạn, trên trán hiển hiện âm dương linh văn, phía sau phát động ra hai cánh, một đen một trắng. Là âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Âm dương rực linh văn, thiếu âm thiếu dương giao hòa linh văn. Nếu như có thể biến đổi đến thánh hoàng thiên phẩm, thậm chí có thể thăng hoa đến thái âm cùng thái dương giao hòa linh văn. Đây là vốn liếng lớn nhất để thái cổ thần miếu có thể kéo dài từ thượng cổ, từ đầu đến cuối hùng cứ tại Tây Nam. Là nguyên nhân được Thái Sơ đế quân coi trọng, toàn lực đến đỡ. Miếu chủ gắt gao tiếp cận Khương Phàm, khí tức cường hãn bộc phát. Vùng không gian này đều giống như lâm vào trong mê loạn quỷ dị.
đôi mắt kia càng là thâm thúy khủng bố, như là có dị tượng tinh thần tiêu tan, vạn vật tàn lụi. Phốc phốc, móng vuốt trực tiếp xé mở cánh phải, vô tình đánh vào trên bờ vai miếu chủ. Bả vai của miếu chủ bị đánh trúng, huyết nhục phun ra, thân thể nằm ngang đánh xuống dưới mặt đất. Đám người kinh hô, khó có thể tin được mà trừng to mắt, vừa mới bắt đầu liền thua. Bả vai vỡ vụn của Hạo Diệp miếu chủ nhanh chóng khép lại, nhưng mặt mo của hắn lại đau rát, vừa mới bắt đầu liền bị Khương Phàm đánh bay, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ánh mắt của hắn giá lạnh đến cực hạn, mắt trái đen kịt, mắt phải tái nhợt, hai mắt biến thành âm dương nhãn, toàn thân lưu chuyển ra khí tức kinh khủng, cảnh giới lại tấn mãnh tăng trưởng. Cảnh giới cùng khí thế đều tại thời khắc này hất ra Khương Phàm. Khương Phàm, bây giờ ngươi còn chưa có tư cách khinh thường bất cứ chủ nhân các hoàng đạo nào. Hạo Diệp miếu chủ bộc phát, âm dương nhị khí được tuôn ra, va chạm ra kịch liệt, cả phiến đất trời đều lắc lư. Bên trong cuồng bạo lại lộ ra quỷ bí. Bên trong cường thịnh lại lộ ra âm trầm. Hắn nhanh chóng huy động hai tay, hấp thụ uy lực thiếu âm thiếu dương, hóa thành âm dương ấn, phóng lên tận trời. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, phần thiên chiến vực hội tụ ở tay trái, ba loại thần hỏa là Chu Tước Yêu Hỏa, Vạn Vật Nguyên Hỏa, cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm bao quanh, giống như là áp xúc ra ba quả tinh cầu sáng chói, phần ở xung quanh quyền sáo, kích ra uy lực phần thiên chiến vực cực hạn. Tay phải thì kích phát tiềm lực móng vuốt Chu Tước, diễn biến tinh thần đại táng, nhưng không phải táng diệt tinh thần thật sự, mà là ngưng tụ ra một phiến tinh vực ở trong lòng bàn tay, kích phát ra khí tức tai nạn ở bên trong. Ầm ầm, song quyền bạo kích âm dương ấn, không gian lập tức nổ lên chấn động kịch liệt, giống như là đã dẫn phát thế giới gào thét, khí tức kinh khủng quét sạch trên trời dưới đất, tác động đến mấy trăm dặm sông núi. Hạo Diệp miếu chủ cưỡng ép ổn định, không có tháo chạy, nhưng đòn tấn công ngay sau đó của Khương Phàm bộc phát như là một trận bão. Rầm rầm rầm, hai người dã man giết tới cùng một chỗ, Hạo Diệp nương tựa theo tạo nghệ võ pháp đến đỉnh cao. Liên miên bất tuyệt diễn dịch ra âm dương nhị khí, nhưng đòn tấn công của Khương Phàm lại quá khỏe khoắn, tay trái là phần thiên quyền, tay phải là tinh thần quyền, một bên là thần viêm cuồn cuộn, một bên là ngôi sao rạng rỡ, mỗi một quyền đều bộc phát ra uy thế khủng bố phần diệt vạn vật chôn vùi tinh không. Đây là thế công mới mà Khương Phàm diễn biến ra trong hơn 50 ngày bế quan. Quyền trái cuồn cuộn yêu hỏa, trùng kích phần thiên chiến vực, kích phát ra thế công bá đạo. Quyền phải dùng ý thức cảm ngộ tinh thần, diễn biến sóng chiều tai nạn, kích phát ra thế công hủy diệt. Bất luận là quyền trái hay là quyền phải thì tiêu hao đối với cơ thể và ý chí đều là cực lớn, phụ tải càng lớn, như là có thể vỡ nát cả hai tay, xé rách ý thức, nhưng Khương Phàm vừa mới dùng huyết nhục cự long rèn luyện thể phách, tráng kiện khí tức sinh mệnh, cho nên hoàn toàn chịu đựng được múa bút điên cuồng như vậy. Khương Phàm cùng Hạo Diệp giết tới cực hạn, hai người như hai tia chớp đang di chuyển. Không ngừng va chạm, phát ra một đoàn lại một đoàn ánh sáng óng ánh, có chút trực tiếp phá vỡ chân trời, trùng kích bình chướng. Kịch liệt không gì sánh được, hung hãn không gì sánh được. Khương Phàm nâng trọng quyền dung chuyển âm dương, chấn động năng lượng để hư không đều nổi lên từng con sóng lớn chồng chất, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Tất cả cường tộc nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, trận chiến đấu trước mắt thực là đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho rằng sẽ là võ pháp diễn dịch cùng đọ sức, là truyền thừa đối kháng cùng so đấu, ai có thể nghĩ tới đi lên chính là, chém giết, nóng nảy, một quyền bạo kích kia đánh trên người Hạo Diệp, cũng giống như là đánh vào trên người của bọn hắn, để vô số người liên tiếp hít vào từng hơi. Thật mạnh, có người âm thầm nói thầm, trước khi không gặp được Khương Phàm, đều là hùng tâm bừng bừng muốn săn giết hắn, nhưng bây giờ, bọn hắn thật sự có chút bỡ ngỡ. Tên điên này thật sự có thể bằng vào cảnh giới thánh linh chém giết cảnh giới thánh vương, còn không phải là thánh vương bình thường, mà là chủ nhân các hoàng đạo cao quý. Miếu chủ, hình như ngươi già rồi. Song quyền của Khương Phàm tỏa ánh sáng càng ngày càng thịnh, ba loại thần viêm phát huy ở quyền trái, phối hợp với phần thiên chiến vực lại cương mãnh không gì sánh được, móng vuốt ở quyền phải lại sắc bén, nắm chặt thế giới trong tay, khí tức tai nạn như là từng mảnh tinh vực bạo kích đến hắn. Hạo Diệp càng ngày càng lực bất tòng tâm, không phải hắn không đủ mạnh, mà là hoàn toàn không thích ứng được đấu pháp như thế này. Hắn thấy, hai bên vừa mới bắt đầu hẳn chỉ là luận bàn đơn giản, là thử sâu cạn một chút, sau đó lại diễn biến võ pháp đối kháng, ai có thể nghĩ tới Khương Phàm lại dã man như thế, đổ ập xuống thì liền không ngừng điên cuồng tấn công,
hắn diễn dịch võ pháp càng ngày càng theo không kịp tốc độ. Rốt cuộc cũng bành, quyền phải của Khương Phàm đột nhiên nổ tung, giống như là tinh vực minh mông triệt để sụp đổ, khí tức tai nạn mãnh liệt lao ra, rét lạnh, tuyệt vọng, bạo động. Hạo Diệp chật vật nhấc lên, âm dương ấn vỡ nát ngay tại chỗ. Khương Phàm hoành hành trọng quyền, rắn chắc đập vào trên đầu Hạo Diệp. Tiếng răng rắc giòn vang quanh quẩn ở bên trong màng nhĩ, đầu như muốn nổ tung, thất khiếu rớm máu, lại lần nữa đánh tới trên mặt đất. Khương Phàm thi triển lăng thiên thuật, tốc độ tăng vọt, đuổi sát đánh tới Hạo Diệp. Hạo Diệp nhấc lên rơi xuống đất, nhưng ương ngạnh ổn định, ô quang ở cánh trái che lấp mặt trời, kim mang ở cánh phải diệu thiên, cuồng dã vung đánh, bộc phát ra hào quang sáng chói vô tận. Trong chớp mắt uy thế mãnh liệt như là mấy triệu ngọn núi lửa dâng lên tập thể, năng lượng cuồn cuộn phóng lên tận trời, đánh bay Khương Phàm đang giết tới gần. Thực lực Thánh Vương đỉnh phong, cuối cùng vẫn mạnh hơn quá nhiều so với cưỡng ép biến đổi thành Thánh Vương. Lúc này mới có chút khí khái chủ nhân của các hoàng đạo. Khương Phàm cưỡng ép giữ vững thân thể, hướng trong miệng lấp một viên huyết đan luyện chế từ huyết nhục cự long, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục, lần nữa lao thẳng đến Hạo Diệp. Tay trái vẫn là có ba loại thần viêm vần quanh, tay phải thì lại biến thành thế giới sông núi, mà lại còn sinh ra cộng minh cùng dãy núi rừng rậm mênh mông, uy thế so với tinh thần tiêu tan càng mạnh hơn. Bởi vì Khương Phàm đang ở giữa sơn hà, có thể trực tiếp cộng minh cùng đại địa mẫu khí, có thể trực tiếp cảm ngộ điều động năng lượng thực chất. Mà tinh thần lại phiêu miểu mà xa xôi, điều động chính là năng lượng tiêu tan. Hạo Diệp cố nén đầu đau nhức kịch liệt, tiếp cận Khương Phàm đang lao đến, thần tình nghiêm túc, cảm nhận được áp bách. Hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng là chủ nhân các hoàng đạo, là cường giả Thánh Vương, vậy mà lại ép không được. Chuyện này thật không thể tiếp nhận được.